Bí thư trùng sinh. Vương Tử Quân. Chương 1701, nhằm vào mặt đánh vào cổ. Cố Tắc Phiêm là người luôn theo sát tiến độ của Sầm Vật Cương, hắn còn là phó chủ tịch thường ủy, thế nên căn bản cũng có quyền lên tiếng ở sự kiện này. Khi hắn muốn lên tiếng thì không ít ánh mắt nhìn đến, ai cũng thầm hiểu rõ vấn đề. Sầm Vật Cương gật đầu nói, chủ tịch Cố có ý kiến gì? Bí thư Sầm, tôi cảm thấy chúng ta có thể đồng ý với nguyện vọng của phía thành phố Linh Long. Bây giờ đang là thời điểm trọng yếu để tỉnh Mật Đông phát triển kinh tế, khu công nghiệp Phi Tường sở dĩ bị yêu cầu ngừng hoạt động với nguyên nhân chủ yếu là bọn họ căn bản còn chưa phù hợp tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Có nên ngừng công tác của bọn họ hay không? Rõ ràng là nên ngừng, nhưng chúng ta tiến hành xử phạt xí nghiệp thì cũng phải tạo điều kiện cho xí nghiệp phát triển. Dù sao thì mỗi xí nghiệp đều là một thành viên cống hiến cho sự phát triển của Mật Đông. Cố Tắc Phiêm nói đến đây thì uống một hớp nước rồi tiếp tục nói, nếu xí nghiệp không được sản xuất thì thiệt hại rất lớn, chúng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi được. Vì vậy chúng ta nên thúc đẩy sự phát triển của xí nghiệp, đồng thời cũng nên tăng cường sự giám sát. Cố Tắc Phiêm nói làm cho bầu không khí trong phòng biến thành trầm mặc, lại càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Trước đó Vương Tử Quân đã thông qua chỉ thị yêu cầu dừng sản xuất đối với những xí nghiệp không đảm bảo xử lý chất thải, khi nào còn chưa phù hợp với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường thì căn bản không được khởi công. Lúc này Cố Tắc Phiêm nói mặc dù đường hoàng thế nhưng ý nghĩa của nó lại muốn lật đổ chỉ thị trước đó của Vương Tử Quân, mục tiêu này nếu được thực hiện, như vậy sẽ là một khiêu chiến rất lớn cho uy tín của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương sẽ phản kích thế nào? Có trực tiếp chối bỏ ý kiến của Cố Tắc Phiêm? Khi mọi người nơi đây đang trầm ngâm thì Hà Kiến Trương chợt nói, chủ tịch Cố xuất phát từ góc độ phát triển của xí nghiệp, tôi cảm thấy điều này là rất tốt. Thế nhưng chúng ta vừa đảm bảo sự phát triển của xí nghiệp, càng phải làm tốt công tác giám sát. Tôi thấy không bằng thế này, khu công nghiệp Phi Tường có thể khởi công, thế nhưng cũng không thể không khởi công tất cả. Những xí nghiệp nào còn chưa đạt được tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường thì không được khởi công. Hà Kiến Trương tuy nói không quá lớn thế nhưng lại có ý nghĩa làm cho người ta không thể coi thường. Chủ tịch Hà là lãnh đạo hàng thứ hai của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ý kiến của hắn càng có độ nặng hơn cả Cố Tắc Phiêm. Mặc dù ý kiến của Hà Kiến Trương giống như bổ sung thêm cho Cố Tắc Phiêm, thế nhưng thực tế lại là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tuy Hà Kiến Trương đồng ý cho doanh nghiệp khởi động lại sản xuất, thế nhưng chỉ là những doanh nghiệp đạt được điều kiện cần mà thôi. Người ngồi đây đây cũng biết được khá rõ tình huống của khu công nghiệp Phi Tường, dựa theo lời nói của Hà Kiến Trương, thực tế chỉ có vài xí nghiệp được khởi động lại mà thôi. Đây cũng chính là một câu nói chối bỏ ý kiến của Cố Tắc Phiêm, thế nhưng lại không thể cho người ta nắm bắt được. Nhìn vào những lời này thì thấy rõ Hà Kiến Trương căn bản là một lãnh đạo cực kỳ có kinh nghiệm. Gương mặt Sầm Vật Cương chợt biến đổi, tuy lão đã sớm có chuẩn bị với phương diện Hà Kiến Trương lên tiếng, thế nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Khi lão đang dùng sức lật văn kiện, định nói hai câu thì chợt nghe Văn Thành Đồ ngồi bên trái mở miệng, tôi cảm thấy ý kiến của Chủ tịch Hà và Chủ tịch Cố đều có lý, tôi cảm thấy chúng ta nên phân ra làm hai để đối đãi, vừa giúp đỡ các xí nghiệp phát triển, vừa phải làm tốt công tác quản lý. Văn Thành Đồ nói xong giọng điệu cứng rắn thì hai mắt Sầm Vật Cương không khỏi lóe lên chút mỉa mai. Lão vốn cho rằng Văn Thành Đồ không nói ra ý kiến của mình, không ngờ người này vẫn là một kẻ ba phải. Văn Thành Đồ này đúng là quá xảo quyệt, thử nghĩ mà xem, Sầm Vật Cương đã đi đến vị trí đại tướng biên cương, anh chỉ cần bày ra tư thái trung thành thì tôi sẽ thu nạp vào dưới trướng sao. Vào thời điểm quan trọng thế này mà anh không biểu hiện ý nghĩ rõ ràng, tôi lôi kéo anh còn có tác dụng gì? Sầm Vật Cương thầm nghĩ như vậy. Ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua Vương Tử Quân ở bên cạnh. Vương Tử Quân lúc này rất bình tĩnh, hắn lẳng lặng nghe Văn Thành Đồ lên tiếng, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó. Khi Sầm Vật Cương đưa mắt nhìn sang, Vương Tử Quân giống như cũng cảm nhận được, thế là không khỏi nhìn về phía Sầm Vật Cương. Khi ánh mắt của hai người giao thoa vào nhau, Vương Tử Quân khẽ cười nhàn nhạt với Sầm Vật Cương, nụ cười này làm cho vẻ mặt Sầm Vật Cương không khỏi biến đổi. Lúc này Văn Thành Đồ lại giống như đoán được tâm tư của Sầm Vật Cương, hắn ho khan một tiếng rồi dùng giọng trịnh trọng nói, trong sự kiện này tôi cảm thấy chúng ta nên tin tưởng vào năng lực của các ban ngành thành phố địa phương. Ban ngành của thành phố Linh Long cực kỳ có lực chiến đấu, tôi cảm thấy chúng ta nên tin tưởng vào bọn họ, cần phải ủy quyền cho bọn họ,
như vậy tôi tin các đồng chí ở thành phố Linh Long sẽ xử lý tốt chuyện này. Văn Thành Đồ vừa lên tiếng lại làm cho bầu không khí của phòng họp thêm ngưng trọng. Văn Thành Đồ giống như không biểu hiện ý kiến gì cụ thể, thế nhưng lại dùng phương pháp khá xảo trá để bày ra ý kiến của mình. Thành phố Linh Long tiến hành xin chỉ thị của tỉnh, bây giờ lại giao cho thành phố Linh Long xử lý, tình huống này chỉ cần là người có óc sẽ biết được phía thành phố Linh Long có phương hướng xử lý thế nào. Hà Kiến Trương nghe ý kiến của Văn Thành Đồ mà không khỏi thầm cảm khái, thầm nghĩ Văn Thành Đồ quả nhiên là Văn Thành Đồ, lại có thể dùng những lời như vậy để quyết định sự việc. Lúc này chỉ sợ ý kiến của các vị thường ủy sau đó sẽ đi theo hướng của Văn Thành Đồ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Hà Kiến Trương, khi hắn mới thầm nghĩ như vậy, chợt nghe trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh đã cười nói, tôi cực kỳ đồng ý với ý kiến của Bí Thư Văn. Thành phố Linh Long có ban ngành tràn đầy lực chiến đấu, chúng ta nên tin tưởng vào ban ngành thành phố Linh Long. Đồng thời khu công nghiệp Phi Tường ở trong thành phố Linh Long, có ai hiểu rõ khu công nghiệp này hơn các đồng chí ở thành phố Linh Long cơ chứ? Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Bí Thư Văn. Khang Tắc Chính trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói, thành phố Linh Long luôn là đầu tàu phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông chúng ta, tôi tin tưởng đồng chí Đồ phấn đấu và Miêu Dược Hổ có thể giải quyết được chuyện này. Có Khang Tắc Chính và Uông Thanh Minh mở đầu, nhóm Xà Lê Hoa cũng bắt đầu nước chảy bèo trôi, chỉ sau một lát đã có hơn một nửa thường ủy tỉnh ủy đồng ý với ý kiến của Văn Thành Đồ. Lúc này Văn Thành Đồ nhìn thấy tình huống như vậy diễn ra, không khỏi cảm thấy rất vừa lòng. Tuy người ta đồng ý cũng không phải là vì uy tín của Văn Thành Đồ, càng là vì bọn họ theo sát ý đồ của Sầm Vật Cương, thế nhưng như vậy cũng làm cho Văn Thành Đồ cảm thấy rất có thành tựu. Dù sao thì một bức tường cũng không phải chỉ được xây bằng một viên gạch, Văn Thành Đồ tin tưởng chỉ cần mình cố gắng kiên trì thì uy tín của mình ngày càng cao. Sầm Vật Cương nhìn lướt qua những vị thường ủy tỉnh ủy còn chưa lên tiếng, lão trầm ngâm giây lát rồi đưa mắt lên người Kim Chính Thiện, Bí Thư Kim. Anh có ý kiến gì không? Kim Chính Thiện đã chuẩn bị không lên tiếng, hắn và Vương Tử Quân có quan hệ không tồi, thế nhưng nếu như giúp đỡ Vương Tử Quân ở một xu thế khó thể thắng như thế này, như vậy hắn sẽ rơi vào tình cảnh cực kỳ bị động. Hơn nữa phía thành phố rừng mật cũng bị ảnh hưởng, trong lòng hắn cũng có một hy vọng là thành phố Linh Long được thông qua. Nhưng Kim Chính Thiện căn bản không ngờ là Sầm Vật Cương lại hỏi ý kiến của mình. Hắn do dự giây lát, sau đó cắn răng nói, Bí Thư Sầm, tôi cảm thấy ý kiến của Bí Thư Văn không phải là không có lý. Kim Chính Thiện nói xong thì cảm thấy rất xấu hổ, thế nhưng hắn không thể không nói như vậy. Hắn là Bí Thư Thị ủy rừng mật, hắn cần phải xuất phát từ nhiều phương diện của thành phố rừng mật. Hắn nói ra lời này thì càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Kim Chính Thiện vẫn luôn là minh hữu thân cận với Vương Tử Quân, bây giờ Kim Chính Thiện tỏ thái độ như vậy. Không thể nghi ngờ là Vương Tử Quân mất đi một phiếu. Dưới tình huống này thì Vương Tử Quân còn kiên trì ý kiến của mình sao? Khi mọi người đang suy nghĩ rối loạn, lúc này Sầm Vật Cương ho khan một tiếng nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Tử Quân, anh có ý kiến gì với ý kiến của Bí Thư Văn hay không? Chương 1702, một tính toán chi ly khiêm tốn. Trong quan trường thì thỏa hiệp cũng không xem như là thất bại, dưới tình huống đại cục đã định. Rất nhiều người sẽ chọn phương diện biết thời biết thế. Có câu nói như thế này, có thể lớn có thể nhỏ là rồng, có được giãn được là anh hùng, nếu như anh thỏa hiệp một lần và có thể tìm được thế cục có lợi cho hướng phát triển của mình, biến hiểm cảnh thành thuận cảnh, sau mưa gió là cầu vồng, như vậy anh cần gì phải tính toán chi ly, cần gì phải tranh đấu anh chết tôi sống. Tình huống hiện tại trên cơ bản là thế cục đã định. Cho dù Vương Tử Quân có muốn kiên trì thì cuối cùng cũng chỉ là số ít trong hội nghị thường ủy mà thôi. Nếu cuối cùng xé rách mặt mũi của nhau, như vậy đối với mọi người thì đây sẽ là hành vi không biết thời biết thế. Dù sao thì như vậy cũng có thể bảo tồn được thể diện. Những ánh mắt không đồng nhất tụ tập lên người Vương Tử Quân. Hội nghị thường ủy hôm nay có thể nói là một cuộc quyết đấu công khai giữa hai người không cùng ý nghĩ là Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân. Vừa rồi Sầm Vật Cương hỏi ý của Vương Tử Quân, rõ ràng muốn Vương Tử Quân chính mình thừa nhận thất bại. Cầm được thì buông được, trước nay đây luôn là một tố chất cơ bản của người tham chính. Bây giờ xuất hiện tình huống như vậy, rất nhiều người cảm thấy Vương Tử Quân thật sự không cần phải tiếp tục tranh cãi, dù sao thì ngay cả một minh hữu kiên định xưa nay là Kim Chính Thiện cũng đã đồng ý với ý kiến của Văn Thành Đồ.
Văn Thành Đồ quan sát Vương Tử Quân, lúc này hắn cực kỳ đắc ý, thế nhưng tâm tình của hắn lại rất phức tạp, giống như còn có chút tiếc nuối. Dù sao thì Vương Tử Quân dễ dàng thua quân, sẽ đi theo hướng biết thời biết thế, tuy đây là đả kích không nhỏ, thế nhưng dù thế nào cũng là bảo vệ chính mình cực kỳ tốt. Xem ra mình mở miệng là hơi sớm. Văn Thành Đồ thầm cảm khái vô hạn, hắn nâng ly nước lên uống một ngụm, ánh mắt lại dừng lên văn kiện trước mặt. Bí thư Sầm, tôi cho rằng ý kiến của bí thư Văn là không ổn. Một giọng điệu nhàn nhạt đầy kiên định vang vọng trong phòng. Văn Thành Đồ chợt ngẩng đầu lên thật mạnh, hắn không ngờ lúc này Vương Tử Quân còn cho ra một con bài không theo quy tắc thông thường như vậy. Hắn nhìn gương mặt bình thản và cứng cỏi của Vương Tử Quân, thế là không khỏi cảm thấy vui mừng, lại có chút khâm phục. Thật sự là một người có phong thái dù cong nhưng không bao giờ gãy. Trong đầu Văn Thành Đồ lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi cảm thán, sau đó nhanh chóng thu nạp tinh thần của mình. Hắn chuẩn bị chuyên tâm nghe ý kiến của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn nghe cũng không phải là phản kích, chỉ là muốn nghe một chút xem thế nào. Dù sao lần này nhân vật chính cũng không phải là Văn Thành Đồ, Vương Tử Quân đã mở miệng phản đối, như vậy Sầm Vật Cương là người đề xuất hội nghị lần này sẽ không thể bảo trì sự trầm mặc được nữa. Trước khi Sở Tài nguyên Môi trường có văn bản xử lý khu công nghiệp Phi Tường, khi đó khu công nghiệp này nằm trong tầm quản lý của thành phố Linh Long, cũng vì thành phố Linh Long dám thì tạo ra lỗ hổng, thế nên mới xuất hiện cục diện bị động hôm nay. Vương Tử Quân hít vào một hơi rồi tiếp tục nói, tôi đề nghị tiến hành phê bình lãnh đạo phụ trách chủ yếu ở thành phố Linh Long, đồng thời cũng yêu cầu Bí Thư Khang tiến hành nói chuyện với đồng chí Đỗ phấn đấu. Vương Tử Quân mở miệng giống như một tiếng sấm vang lên trong phòng họp, tất cả mọi ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Vốn chỉ là phương diện mở cửa trở lại một khu công nghiệp, bây giờ sao lại biến thành xử lý những lãnh đạo phụ trách chủ yếu ở Linh Long. Đồ phấn đấu và Miêu Dược Hổ ở thành phố Linh Long chính là ái tướng tâm phúc của Sầm Vật Cương, trước đó Sầm Vật Cương đặt hai người này ở thành phố Linh Long chính là muốn biến nơi đây thành trung tâm kinh tế của Mật Đông. Rất nhiều người trong tỉnh cảm thấy phương diện hai người này tiến lên chỉ là sớm muộn mà thôi. Vào thời điểm này Vương Tử Quân cho ra lời đề nghị như vậy, có thể thấy là cực kỳ hung ác. Điều này không những chối bỏ ý kiến của Văn Thành Đồ, càng trực tiếp đốt lửa lên người Đồ phấn đấu và Miêu Dược Hổ. Tuy nói chuyện với Ủy ban kỷ luật căn bản không tổn thương gân cốt, thế nhưng biết đâu một ngày sau này, khi bọn họ chuẩn bị bước chân vào thời điểm điều động mấu chốt, sẽ bị người ta nắm lấy chuyện này để nói này nọ. Đám người trong phòng nhìn gương mặt bình thản của Vương Tử Quân, dù là ai cũng cảm thấy căng thẳng. Bầu không khí trong phòng họp khá im ắng thế nhưng mùi thuốc súng đang hiện hữu căn bản là ngày càng nồng đậm. Bốp, bút máy rơi lên mặt đất giống như dùng châm đâm vào quả khí cầu, cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Không ít người cảm thấy thở dài một hơi. Vị nhân viên làm rơi bút máy xuống nền nhà cũng sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, càng thêm căng thẳng. May mà lúc này không ai chú ý đến vị nhân viên kia, lực chú ý của mọi người đổ dồn vào Sầm Vật Cương. Người nơi này đều biết rõ bí thư Sầm sẽ tuyệt đối không để cho chuyện lần này phát triển theo hướng của Chủ tịch Vương mong muốn. Khi mọi người nghĩ rằng Sầm Vật Cương sẽ mở miệng, lúc này bí thư Sầm ho khan một tiếng rồi trầm giọng nói, các đồng chí đã phát biểu ý kiến của mình về việc có nên mở cửa khu công nghiệp Phi Tường nữa hay không, có thể nói là mỗi người một ý, điều này rất tốt. Vị trí quyết đoán, nhiều khi thật sự là như vậy, Sầm Vật Cương tuy chỉ nói hai câu thế nhưng lại muốn áp chế tất cả ý kiến vừa qua. Lão nói xong thì dừng lại một chút rồi tiếp tục lên tiếng, lúc này tiếp tục cho khu công nghiệp Phi Tường mở cửa hoạt động có phải là phù hợp hay không? Điều này còn cần các đơn vị liên quan xử lý vấn đề cụ thể rồi mới cho ra quyết định được. Nhưng thưa các đồng chí, tôi cũng muốn nhắc nhở mọi người một chút, đó là tình hình kinh tế của tỉnh Mật Đông bây giờ đang rất khó khăn. Chủ tịch Kiến Trương, anh đã tham gia hội nghị kinh tế cả nước, anh đọc con số thống kê cho mọi người ở đây được biết. Sầm Vật Cương nhìn Hà Kiến Trương rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Hà Kiến Trương nhìn về phía gương mặt của Sầm Vật Cương. Hắn cảm thấy trong lòng có chút lột bột, sau đó lại nhanh chóng nhìn về phía Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân chỉ lẳng lặng nhìn mình, không có chút bối rối. Mặc dù biết mình đọc ra văn kiện này căn bản là cực kỳ không có lợi cho Vương Tử Quân, tuy thật lòng Hà Kiến Trương cũng không muốn đọc ra văn kiện ở trường hợp này, mà Vương Tử Quân cũng không vì mình đọc văn kiện và ghi hận,
thế nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Hà Kiến Trương trầm ngâm giây lát rồi cầm văn kiện lên đọc. Nội dung văn kiện cũng không quá dài, Hà Kiến Trương đọc từ đầu đến cuối chỉ mất 3 phút, thế nhưng thời gian 3 phút này lại làm cho Hà Kiến Trương sinh ra cảm giác như cả thế kỷ. Đặc biệt là khi đọc đến con số thống kê về tình hình phát triển kinh tế của Mật Đông, Hà Kiến Trương cảm thấy bầu không khí trong phòng cực kỳ ngưng trọng. Bầu không khí ngưng trọng này làm cho Hà Kiến Trương cảm thấy rất bất an. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1702, hai tính toán chi ly khiêm tốn. Bốp, Sầm Vật Cương vỗ mạnh tay lên mặt bàn, một cảm giác kinh sợ áp chế bốn phía, lại giống như thủy triều xô về bốn phương tám hướng. Lúc này đám người trong phòng đều nhìn Sầm Vật Cương, trực giác nghĩ rằng mưa gió sắp kéo đến. Công tác của Mật Đông chúng ta rốt cuộc là sao? Ai có thể nói cho tôi biết không? Vì sao tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông chúng ta trước nay luôn là rất cao, bây giờ lại rơi xuống những vị trí dưới cùng như thế? Chỉ mới một năm mà đã sinh ra những chuyển biến lớn như vậy sao? Sầm Vật Cương lên tiếng bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc, ánh mắt lão rơi lên người các vị thường ủy tỉnh ủy, khi ánh mắt lão rơi lên người Kim Chính Thiện thì lạnh giọng nói, Bí thư Chính Thiện, Rừng Mật luôn là thành phố đi đầu trong quá trình phát triển kinh tế Mật Đông, anh nói cho tôi xem, vì sao tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Rừng Mật năm nay lại giảm xuống thấp như vậy? Có phải là năm nay các anh gặp vấn đề gì không? Bí thư Sầm, chúng tôi không làm tốt công tác của mình. Kim Chính Thiện là một vị thường ủy tỉnh ủy có danh tiếng rắn giỏi, là một trong số ít những người có gan đối chất với Sầm Vật Cương, thế nhưng lúc này Sầm Vật Cương mở miệng chất vấn, Kim Chính Thiện căn bản không tự chủ được phải hạ thấp âm thanh xuống. Sầm Vật Cương hỏi vấn đề này và Kim Chính Thiện biết nó là vì cái gì. Hắn sở dĩ ôm trách nhiệm lên người mình, căn bản vì biết đối phương đang nói về ai. Sầm Vật Cương cũng không tiếp tục truy hỏi, lão dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Kim Chính Thiện, sau đó thản nhiên nói, Bí thư Kim, hy vọng các anh sau này làm tốt công tác của mình, nếu như một thành phố không phát triển kinh tế, như vậy rõ ràng là người chấp chính quá hồ đồ. Tôi chỉ cường điệu một vấn đề, đó là chỉ tìm phương pháp để phát triển, không thể tìm lý do để biện hộ vì sao mình tụt hậu hơn người ta. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn tình hình kinh tế của thành phố các anh không được cải thiện, tôi sẽ đề nghị tỉnh ủy tiến hành xử lý cả ban ngành Rừng Mật các anh. Nếu như là trước kia thì Kim Chính Thiện tuyệt đối sẽ không chịu nhịn, thế nhưng bây giờ người ta mạnh hơn mình cả thế và lực, lại có cơ sở là mình không làm tốt công tác, như vậy lời phê bình của đối phương là đương nhiên, mình không thể nào giải thích được. Khư Kim Chính Thiện đang áp chế cảm giác bất mãn của mình, Sầm Vật Cương chợt nói với Hà Kiến Trương, Chủ tịch Hà, thành phố Rừng Mật không làm tốt công tác của mình, anh là phó chủ tịch thường vụ nắm công tác kinh tế, anh nói cho tôi biết xem, đây là vì nguyên nhân gì. Hà Kiến Trương nhìn gương mặt áp bức của Sầm Vật Cương, hắn trầm ngâm giây lát, định mở miệng. Lúc này hắn có một lựa chọn, đó là sẽ tỏ thái độ như Kim Chính Thiện. Khi Hà Kiến Trương định mở miệng thì Vương Tử Quân đã trầm giọng nói, Bí thư Sầm, vấn đề này anh không cần hỏi người khác, tôi biết rõ ràng vì sao Mật Đông tăng trưởng chậm như vậy, tôi sẽ cho ra câu trả lời. Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt nhìn thoáng qua mọi người, sau đó thản nhiên nói, Bí thư Sầm, vừa rồi ngài để cho Chủ tịch Hà đọc qua danh sách sắp xếp tốc độ phát triển kinh tế của các tỉnh trong nước. Nơi đây tôi cũng có một số liệu, xin mời Chủ tịch Cố đọc cho mọi người ở đây cùng nghe. Vương Tử Quân vừa nói vừa đưa một văn kiện trong tay cho Cố Tắc Phiêm, Chủ tịch Cố, anh đọc báo cáo thống kê của Sở Tài nguyên Môi trường cho mọi người được biết. Cố Tắc Phiêm nhìn ánh mắt sáng rọng của Vương Tử Quân, hắn thật sự rất muốn từ chối yêu cầu của Vương Tử Quân. Không phải anh coi tôi là hỏa tiễn sao, nhưng đây là phòng họp hội nghị thường ủy, Vương Tử Quân nói và hắn không có lý do từ chối. Cố Tắc Phiêm trầm ngâm giây lát, sau đó hắn đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương, lúc này gương mặt Sầm Vật Cương vẫn rất khó coi. Cuối cùng Cố Tắc Phiêm nhận lấy văn kiện, dù lúc này trong lòng hắn cực kỳ có ý kiến với Vương Tử Quân, thế nhưng lại không thể không thực hiện, không dám phản đối Vương Tử Quân. Dù sao thì quan lớn hơn một cấp đủ ép chết người, giống như vừa rồi Hà Kiến Trương căn bản không thể nào từ chối yêu cầu của Sầm Vật Cương. Cố Tắc Phiêm hắng giọng một cái rồi bắt đầu đọc số liệu của Sở Tài nguyên Môi trường. Tuy giọng nói của hắn không quá lớn, thế nhưng lúc này bầu không khí trong phòng đang dương cung bạt kiếm làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Cố
Cố Tắc Phiêm đọc rất nhanh, văn kiện còn ngắn hơn cả danh sách vừa rồi của Hà Kiến Trương, sau khi đọc xong thì hắn không khỏi xoa xoa cái trán, mồ hôi ướt cả tay. Bí thư Sầm, báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường làm cho người ta chấn động, nếu như tiếp tục như vậy thì những xí nghiệp không tuân thủ quy định bảo vệ môi trường sẽ tạo ra những thương tổn cực đại. Dù là bây giờ thì chúng ta nếu muốn tiến hành tu bổ những dòng sông đã bị ô nhiễm thì cần phải bỏ ra số tiền rất lớn. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói, chúng ta truy cầu phát triển kinh tế, thế nhưng cũng không phải phá hoại môi trường. Chúng ta cầu phát triển cần phải hài hòa với hoàn cảnh môi trường, chỉ khi nào có sự hài hòa giữa phát triển và môi trường, như vậy mới có thể làm cho mật đông tiến lên. Dưới chính sách mạnh mẽ của chúng tôi, có không ít xí nghiệp phải rời khỏi mật đông. Thế nhưng tôi không cảm thấy những xí nghiệp này rời đi sẽ là tổn thất của tỉnh mật đông. Không phá thì không xây dựng lại được, chỉ khi nào chúng ta chấp nhận cơn đau bụng âm ỉ vì những điều chỉnh kinh tế này, như vậy chúng ta mới tạo nên cơ sở kinh tế tốt, mới có thể thực hiện được phương án Phượng Hoàng Niết Bàn chờ trùng sinh. Vương Tử Quân chậm rãi lên tiếng làm cho vẻ mặt của Sầm Vật Cương chợt trở nên ngưng trọng. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân rồi nói, Chủ tịch Vương, tôi cực kỳ đồng ý với ý kiến của anh, thế nhưng bây giờ điều cấp bách nhất chính là đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế của Mật Đông. Nửa năm qua tốc độ phát triển kinh tế của Mật Đông liên tục tụt dốc, khi một vài xí nghiệp rời đi thì công nhân thất nghiệp, đây chính là vấn đề giản đơn nhưng sẽ trở nên phức tạp của xã hội. Đặc biệt là giai đoạn gần đây lãnh đạo thượng cấp vì chuyện này mà tiến hành nói chuyện với tôi, yêu cầu tôi nhất định phải làm tốt công tác phát triển kinh tế ổn định xã hội của Mật Đông. Sầm Vật Cương đối thoại với Vương Tử Quân làm cho bầu không khí trong phòng họp càng thêm ngưng trọng. Tuy hai người cũng không có ý khắc khẩu, thế nhưng đã tạo nên bầu không khí đối lập. Chủ tịch Tử Quân, ăn một miếng không thể mập lên được, bất cứ chuyện gì cũng không phải chỉ xử lý một lần là xong, chúng ta nên tiến lên từng bước một. Nếu không sẽ có hiện tượng chống đánh xuôi kèn thổi ngược, lý tưởng và sự thật ngày càng cách biệt với nhau. Sầm Vật Cương ho khan một tiếng rồi tiếp tục nói, vì vậy tôi đề nghị đẩy mạnh giám thị xí nghiệp, đồng thời cũng phải cho bọn họ khôi phục lại sản xuất, để tránh những tổn thất không thể cứu vãn cho nền kinh tế mật đông. Chương 1703, một tôi ngồi ở nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt lý niệm phát triển. Vương Tử Quân lẳng lặng lắng nghe lời nói của Sầm Vật Cương, tuy hắn đồng ý quyết đấu với Sầm Vật Cương ở quan điểm lần này, thế nhưng tình hình bây giờ căn bản là tốt hơn một chút. Dù sao thì Sầm Vật Cương vẫn nói ra yêu cầu giám thị doanh nghiệp, nếu chính mình thỏa hiệp, như vậy sẽ không ai nói gì. Nhưng Vương Tử Quân cũng biết rõ nhiều chuyện chỉ cần có một khe hở thì sẽ có một lỗ hổng lớn được mở ra. Bây giờ mình đang có được hiệu quả sơ bộ khi đẩy mạnh công tác chỉnh đốn hoàn cảnh môi trường, nếu như bây giờ buông tha, như vậy sẽ là mất đi những gì đã có được. Phí công vô ích sao? Kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ sao? Vương Tử Quân cắn môi rồi trầm giọng nói, Bí thư Sầm, tôi biết chúng ta phải trả giá vì những cố gắng của mình, hơn nữa tôi cũng thừa nhận chịu áp lực không nhỏ. Thế nhưng không thể vì chút lợi ích nhất thời mà làm cho giai đoạn công tác của chúng ta trước đó thất bại trong gang tấc. Bầu không khí trong phòng họp căn bản trở nên cực kỳ vi diệu vì giọng nói không quá lớn của hai vị lãnh đạo. Mọi người đều suy tư về phương diện tình thế sẽ tiếp tục phát triển như thế nào, mà chính mình nên cho ra lựa chọn gì. Văn Thành Đồ nâng ly nước lên uống một ngụm, hắn cũng không phải là quá khát, đây chỉ là một hành vi vô thức mà thôi. Hắn thật sự có chút cảm khái. Một nhân viên tham gia họp uống nước để thấm giọng là tốt, thế nhưng đây cũng là một hành vi tốt để che giấu tâm tư khi mà chính mình đang cảm thấy luống cuống tay chân. Những lời phản kích sắc bén của Vương Tử Quân căn bản vượt ra ngoài dự đoán của Văn Thành Đồ, hắn thật sự có chút vui mừng, thế nhưng phản ứng của Sầm Vật Cương lại căn bản không quá đối chọi gay gắt với Vương Tử Quân, ngược lại còn giảm đi vài phần. Điều này làm cho Văn Thành Đồ có chút thất vọng. Nhưng sự kiên trì của Vương Tử Quân không khỏi làm cho Văn Thành Đồ liên tục vui sướng. Hắn biết rõ từ giờ khắc này Vương Tử Quân căn bản đã trong sáng hóa vết rách với Sầm Vật Cương. Kinh tế tụt hậu, bí thư và chủ tịch tỉnh căn bản không có ý niệm tương đồng, bầu không khí mâu thuẫn thế này làm cho khả năng một trong hai người Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương bị điều chỉnh công tác là rất lớn. Không, phải nói là khả năng Vương Tử Quân ra đi là rất lớn. Chỉ cần Vương Tử Quân rời đi, Văn Thành Đồ cũng có cơ hội tiến lên lấp đầy chỗ trống. Mặc dù nguyện vọng này của hắn cần phải thực hiện thêm nhiều công tác,
thế nhưng ít nhất thì hắn vẫn có hy vọng. Chủ tịch Tử Quân, anh có thể giữ lại ý kiến của mình, bây giờ chúng ta tiến hành biểu quyết. Sầm Vật Cương lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó cố nén tức giận trong lòng nói. Biểu quyết còn chưa bắt đầu nhưng Sầm Vật Cương đã tin tưởng vào thắng lợi sau cùng. Dù sao thì tình thế bây giờ quá bất lợi cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là chủ tịch tỉnh, thế nhưng tốc độ phát triển kinh tế của Mật Đông lại đi xuống, đây căn bản là một con dao cứng nhắc đâm vào người Vương Tử Quân. Hơn nữa người giúp đỡ Sầm Vật Cương trong hội nghị thường ủy lại nhiều hơn so với Vương Tử Quân. Lúc này biểu quyết giống như là biện pháp giải quyết vấn đề duy nhất đối với tất cả mọi người, tuy biểu quyết sẽ càng làm cho mâu thuẫn giữa Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương thêm rõ ràng hơn. Từng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, đám người trong phòng muốn xem chủ tịch tỉnh còn có phản ứng gì nữa. Vương Tử Quân ngậm chặt miệng, hắn giống như đã cho ra lựa chọn ở trường hợp này, đó là phải đi theo hướng của mình. Hắn trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói, Bí thư Sầm, chúng ta nên tuân thủ và tôn trọng pháp luật. Gương mặt Sầm Vật Cương chợt đỏ bừng lên, lão đang ngồi chợt đứng lên, lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong mắt đầy ánh lửa. Bầu không khí vốn đã cực kỳ áp bức bây giờ càng thêm đè nén, người nơi đây căn bản đều hiểu ý của Vương Tử Quân, thế là không khỏi ngây ra như phỗng. Không biết qua bao lâu Sầm Vật Cương chợt hít vào một hơi rồi nói, Chủ tịch Vương, lãnh đạo thượng cấp cho ra yêu cầu thiết tha với tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Mật Đông, tôi hy vọng phía Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể cho ra biện pháp để đẩy cao tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh. Công tác bảo vệ môi trường là rất quan trọng. Chúng ta vừa phải chú trọng hoàn cảnh, vừa phải làm tốt công tác kinh tế, như vậy mới cho thượng cấp một câu trả lời thỏa mãn. Trong công tác kế tiếp thì chúng ta cần phải toàn lực phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, có gì cần thì Chủ tịch Vương cứ việc nói, tôi sẽ cố gắng phối hợp. Giọng nói của Sầm Vật Cương càng ngày càng bình thản, thế nhưng lại không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác lạnh gáy. Bây giờ Bí thư Sầm cho ra biểu hiện toàn lực phối hợp, nhìn từ góc độ nào khác. Không phải đang ném tất cả trách nhiệm cho Vương Tử Quân sao? Không phải anh không đồng ý với ý kiến của tôi sao? Được rồi, như vậy thì Vương Tử Quân cứ tha hồ công tác, dù sao thì kinh tế cũng là gánh nặng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nếu như thời gian tới đây kinh tế của Mật Đông vẫn tiếp tục bết bát, như vậy thì tự anh tiến lên mà nói rõ ràng với lãnh đạo Trung ương. Từ khi Sầm Vật Cương đảm nhiệm vị trí bí thư tỉnh ủy đến bây giờ, hắn căn bản vẫn luôn can thiệp vào công tác kinh tế trong tỉnh, thậm chí khi ở thời của Đường Chấn Huy, hơn nữa loại can thiệp này là rất lớn. Khi mà Vương Tử Quân càng thêm vững vàng ở Mật Đông, Sầm Vật Cương căn bản có lực ảnh hưởng quá thấp ở phương diện phát triển kinh tế. Nhưng lực ảnh hưởng thấp cũng không có nghĩa là bỏ qua, có thể nói cho đến nay Sầm Vật Cương luôn ở vào vị thế chủ đạo trong công tác ở Mật Đông, bây giờ Sầm Vật Cương căn bản vứt thế chủ đạo của mình cho Vương Tử Quân. Nếu như là trước kia thì người ta sẽ cho rằng Sầm Vật Cương đang nhượng bộ, nhưng tình cảnh bây giờ cũng không ai cho rằng Bí thư Sầm đang hào phóng nhường quyền cho Vương Tử Quân, rõ ràng là Vương Tử Quân dưới tình huống này không có lựa chọn gì khác hơn. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt biến đổi của Sầm Vật Cương, hắn không khỏi cắn môi nói, trong công tác kế tiếp chúng tôi nhất định sẽ quán triệt tinh thần chỉ thị của lãnh đạo thượng cấp và tỉnh ủy. Sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế, tranh thủ trong thời gian vài tháng còn lại để đẩy kinh tế Mật Đông tiến lên bậc thang mới. Hội nghị kết thúc trong tĩnh lặng, thế nhưng nhìn qua thì bình tĩnh mà căn bản va chạm quá dữ dội, lại làm cho đám người tham gia hội nghị cảm thấy cực kỳ thổn thức. Vài người thường ủy thân cận với Vương Tử Quân càng cảm thấy lo lắng. Lúc này đám thường ủy biết rõ tình hình kinh tế của tỉnh Mật Đông, sau khi Vương Tử Quân ra sức chấn chỉnh các xí nghiệp không đảm bảo phương diện môi trường. Kinh tế của Mật Đông luôn ở vào trong trạng thái đê mê. Nếu muốn vượt qua giai đoạn này và thúc đẩy kinh tế Mật Đông tiến lên, thật sự không phải là chuyện đơn giản. Lúc này Bí thư Sầm lại ném tất cả trách nhiệm công tác lên người Vương Tử Quân. Hiện tại đã có người thầm suy đoán, kết quả như thế có phải là Bí thư Sầm đã nghĩ kỹ rồi không? Thế nhưng đám người này chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, bọn họ đều là lãnh đạo cấp tỉnh, cảm thấy những thứ này căn bản là cố kỵ. Sau khi Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, Kim Chính Thiện đi đến phòng, hắn phất phất tay với Triệu Hiểu Bạch định đi vào châm trà, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch, hôm nay. Chương 1703-2 tôi ngồi ở nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt lý niệm phát triển. Vương Tử Quân hiểu Kim Chính Thiện sẽ đến nói lời xin lỗi,
thế nhưng Kim Chính Thiện còn chưa kịp nói ra thì hắn đã cười nói, bí thư Kim, giữa tôi và anh căn bản không cần phải như vậy, tôi biết rõ anh có sự khó xử của mình, dù sao anh cũng không phải là đại biểu cho một người, anh chính là bí thư thị ủy rừng mật, khi lên tiếng càng phải quan tâm đến lợi ích của cả thành phố rừng mật. Kim Chính Thiện thở dài một hơi, hắn tiếp nhận ly trà Triệu Hiểu Bạch đưa đến, sau đó mới khẽ nói, Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy hội nghị thường ủy hôm nay ngài nên nhường một chút, bây giờ bí thư Sầm không quan tâm và ném tất cả trách nhiệm cho anh, điều này là cực kỳ bất lợi với anh. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, Vương Tử Quân cười cười với Kim Chính Thiện, giọng điệu bình thản nhưng tràn đầy kiên quyết. Kim Chính Thiện nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân. Mặc dù hắn có rất nhiều lời muốn khuyên nhủ Vương Tử Quân, thế nhưng vô tình cảm thấy không nói nên lời. Bí thư Kim, sắp leo lên đến đỉnh núi, căn bản không thể xuất hiện tình huống thất bại trong gang tấc. Nếu không chúng ta muốn tiếp tục hạng mục công tác này, căn bản không biết còn mất bao nhiêu sức lực. Kim Chính Thiện khẽ gật đầu, hắn thừa nhận quan điểm của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng cảm thấy cách làm của Vương Tử Quân là có chút xúc động. Sau khi do dự giây lát thì hắn trầm giọng nói, Chủ tịch Tử Quân, ngài làm như vậy căn bản là không hay với chính mình. Lúc này tôi không hiểu rõ tình hình của Mật Đông bằng ngài, thế nhưng tôi lại thấy rõ tình hình của thành phố rừng mật. Từ tháng 5 đến nay phương diện kêu gọi đầu tư của thành phố rừng mật giảm xuống hơn một nửa, lại có nhiều xí nghiệp rời đến tỉnh lân cận, bây giờ còn có vài xí nghiệp chuẩn bị di rời. Dựa theo ước tính của tôi, cuối năm nay tình hình phát triển kinh tế của rừng mật không có gì thay đổi. Rừng mật là tỉnh thành của Mật Đông, có địa vị quan trọng ở phương diện kinh tế chính trị ở Mật Đông, có một câu nhìn vào một điểm thấy cả vùng, tình hình của rừng mật bây giờ có thể nói cũng là tình hình của cả Mật Đông. Đám xí nghiệp không tuân thủ quy định bảo vệ môi trường cảm thấy không nên tiến hành xử lý chất thải mà rời khỏi Mật Đông, đám xí nghiệp này liên hợp lại sẽ làm cho tốc độ phát triển kinh tế của Mật Đông bị ảnh hưởng khá lớn. Vương Tử Quân gật đầu nói, Bí thư Chính Thiện nói rất đúng với tình hình thực tế, tình huống ở khắp nơi cũng không khác gì ở Mật Đông, nhưng chúng ta cũng không nên chỉ nhìn vào mặt bất lợi, chúng ta cần phải nhìn vào cả phương diện có lợi của Mật Đông. Bảo vệ môi trường cũng chính là chúng ta đang tăng cao sức cạnh tranh của mình, chúng ta bỏ qua một vài sản nghiệp, thế nhưng lại cung cấp cho những sản nghiệp khác nhiều ý kỳ ngộ. Thế nên lúc này yêu cầu đối với chúng ta chính là mở rộng ý nghĩ, cân não cho ra những hướng tắt, cố gắng làm tốt công tác kêu gọi đầu tư. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế salon rồi đi đến bên cạnh cửa sổ, hắn kéo cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó nói với gương mặt hào hùng, lúc này Mật Đông tuy gặp một ít khó khăn thế nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp, tôi tin tưởng chúng ta hoàn toàn có thể nghênh đón cơ hội tiến lên. Ví dụ như thành phố rừng mật, bây giờ tuy có không ít xí nghiệp di rời, thế nhưng cũng làm chúng ta hoàn chỉnh công tác quét sạch chướng ngại cho công tác điều chỉnh sản nghiệp. Chúng ta có thể dựa vào ưu thế của rừng mật, đẩy nhanh phương diện xây dựng và kiến thiết sản nghiệp, vì sự phát triển của rừng mật mà xây dựng vài cột trụ lớn. Đặc biệt là xây dựng trung tâm tài chính, điều này cực kỳ cấp bách. Những doanh nghiệp tài chính căn bản không quá yêu cầu đến hoàn cảnh môi trường, thế nhưng yêu cầu hoàn cảnh của bọn họ đang ngày càng nâng cao. Tôi tin tưởng ở dưới cùng một điều kiện, một hoàn cảnh môi trường làm cho người ta cảm thấy thoải mái tốt đẹp sẽ có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Vương Tử Quân nói rồi vẻ mặt chợt có chút vui vẻ, hắn cũng không khỏi nói ra những mưu đồ mình đang suy tính, tăng trưởng kinh tế, đề cao GDP là quan trọng, thế nhưng quan trọng hơn hết chính là gia tăng thu nhập của nhân dân, làm cho thu nhập đầu người được tăng cao mới là trọng tâm truy cầu của chúng ta. Sau nửa giờ trò chuyện thì Kim Chính Thiện rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Thế nhưng hắn vẫn chưa thể nào an tâm được. Tuy Chủ tịch Vương nói rất hay nhưng vẫn chỉ là mục tiêu, còn cách khá xa hiện tại, sự việc vào lúc này căn bản không đơn giản như lời nói của Chủ tịch Vương. Lúc này chỉ còn 3-4 tháng nữa là đến Tết, trong thời gian 3-4 tháng đó Chủ tịch Vương có thể đưa kinh tế Mật Đông thoát ra khỏi thung lũng, tiếp tục cảnh tượng phát triển đi lên sao. Kim Chính Thiện tuy có niềm tin vào Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng không khỏi có vài phần lo lắng. Nếu như không thay đổi được tình hình phát triển kinh tế hiện tại, như vậy áp lực của Vương Tử Quân sẽ ngày càng lớn. Mùa thu lúc nào cũng là trời cao mây nhạt, ánh nắng vàng ấm áp. Đối với cán bộ bình thường thì bọn họ căn bản cách quá xa với hội nghị thường ủy tỉnh ủy, bọn họ vẫn phải thực hiện từng công tác của mình, tiếp tục cuộc sống bình thản hạnh phúc.
Thế nhưng đối với các vị lãnh đạo các thành phố trong tỉnh Mật Đông, hội nghị thường ủy tỉnh ủy vừa rồi căn bản là một chấn động lớn. Chủ tịch, chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ, mặc dù theo kế hoạch thì đường cao tốc sẽ thông xe sau 2 năm nữa, thế nhưng chúng ta không thể xem đó là mục tiêu. Con đường này là một điểm sáng để thành phố Thanh Chuyên có thể tiến lên, nếu xây dựng sớm hơn một ngày, như vậy sẽ làm cho thành phố chúng ta có được thêm cơ hội một ngày. Phùng Vũ Trạch chỉ vào công trường đang thi công rồi lớn tiếng nói với Tần Hoài Trung. Tần Hoài Trung mặc tây trang, lúc này nhìn hắn còn cao giáo anh tuấn hơn cả vị thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đứng bên cạnh, thế nhưng gương mặt có hơi rạm nắng, căn bản là làm cho người ta cảm thấy có thêm vài phần tự tin. Tần Hoài Trung nhìn thoáng qua Phùng Vũ Trạch, hắn cười cười rồi trầm giọng nói, Bí thư Phùng, tiến độ xây dựng của thành phố chúng ta dạo này căn bản đã tăng tiến rất nhiều. Ngày hôm qua Chủ tịch Trần phụ trách công tác xây dựng đường cao tốc đã đến báo cáo rõ ràng, nói là bây giờ thậm chí đã thực hiện được công tác của tháng sau. Thật vậy sao? Quá tốt rồi! Phùng Vũ Trạch cười ha hả, hắn thật sự cảm thấy rất vui mừng vì tình huống này. Tần Hoài Trung nói tiếp, Bí thư Phùng, tôi cảm thấy ngài nên rút chút thời gian gặp mặt các vị đồng chí đang chỉ huy xây dựng đường cao tốc, tôi tin tưởng chỉ cần ngài lên tiếng khích lệ. Như vậy tính nhiệt tình của các đồng chí sẽ tăng vọt. À, tất nhiên là phải có khích lệ, đến khi đó hai chúng ta cùng đi, để cho các đồng chí biết rõ hai chúng ta ăn bản cực kỳ coi trọng tiến độ xây dựng đường cao tốc. Phùng Vũ Trạch có quan hệ không tệ với Tần Hoài Trung, thế nên hai bên trò chuyện cũng không có quá nhiều cố kỵ. Vậy thì nên chọn thời gian nào đó cho phù hợp. Tần Hoài Trung nói đến đây thì nhìn thoáng qua bốn phía nói, Bí thư Phùng, ngài có nghe qua thông tin về hội nghị thường ủy tỉnh ủy chưa? Chương 1704, đầu óc cơ bắp không thể phát triển. Vẻ mặt Phùng Vũ Trạch chợt trở nên ngưng trọng, tuy lời nói của Tần Hoài Trung có chút mù mờ, thế nhưng hắn biết rõ Tần Hoài Trung đang nói cái gì. Thông tin về hội nghị thường ủy tỉnh ủy vừa qua đang được lan truyền rất rộng rãi, vì sao hắn lại không biết cho được? Khoảng thời gian gần đây Phùng Vũ Trạch cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Sở dĩ hắn có thể phát triển thuận lợi như vậy cũng là vì có được sự giúp đỡ của Chủ tịch Vương. Nếu như Chủ tịch Vương bị điều chuyển công tác, như vậy sẽ là đả kích không nhỏ đối với hắn. Tần Hoài Trung tuy có quan hệ không tệ với Chủ tịch Vương, hơn nữa Chủ tịch Vương rời đi cũng có ảnh hưởng không nhỏ với Tần Hoài Trung, thế nhưng dù sao thì Tần Hoài Trung cũng dựa vào Chủ tịch Hà, không như mình. Chỉ cần Chủ tịch Vương bị di rời thì tương lai của mình sẽ cực kỳ ảm đạm. Nhưng Chủ tịch Vương sẽ thật sự vượt qua được cửa ải này sao? Sau khi biết rõ tin tức thì Phùng Vũ Trạch căn bản đặt tất cả tâm tư ở phương diện kêu gọi đầu tư, nhưng nội lực của thành phố Thanh Chuyên quá kém. Tuy bây giờ đường cao tốc đi qua Thanh Chuyên đã làm cho nơi này có thêm chút ưu thế không nhỏ, thế nhưng con đường này còn chưa thông xe, ưu thế kia hoàn toàn chưa bộc lộ. Dù Phùng Vũ Trạch có đốc thúc thế nào thì thành phố Thanh Chuyên muốn làm ra thành tích trong giai đoạn này chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Phùng Vũ Trạch chợt trầm giọng nói với Tần Hoài Trung, tôi có nghe nói, Chủ tịch Vương lần này căn bản là quá kiên trì. Tôi rất bội phục Chủ tịch Vương ở điểm này, nếu như anh ấy chỉ cần thỏa hiệp một chút, chỉ sợ sẽ thu tất cả công tác lại, thế nên mới thấy tất cả là không dễ dàng chút nào. Tần Hoài Trung nói đến đây thì thở dài một hơi, nhưng có đôi khi và có những việc căn bản là khó thể làm. Chủ tịch Hà có dặn dò gì không? Phùng Vũ Trạch do dự giây lát rồi hỏi. Cho đến nay hắn rất ít khi hỏi Tần Hoài Trung về chuyện liên quan đến Hà Kiến Chương, thế nhưng hôm nay hắn không nhịn được phải hỏi như vậy. Tần Hoài Trung căn bản cũng không có gì bất ngờ với câu hỏi của Phùng Vũ Trạch. Trong khoảng thời gian hai bên nhập gánh công tác ở thành phố Thanh Chuyên, hắn cũng cảm nhận được Phùng Vũ Trạch dựa vào Chủ tịch Vương, bây giờ áp lực của Phùng Vũ Trạch căn bản là lớn hơn mình rất nhiều. Dù sao thì chính mình còn có Chủ tịch Hà để dựa lưng vào. Tần Hoài Trung cố gắng làm cho mình thật sự tỉnh táo, hắn thành thật nói với Phùng Vũ Trạch, Bí thư Phùng, hôm trước tôi có đi gặp Chủ tịch Hà, anh ấy cũng không nói gì thêm về chuyện này, thế nhưng tôi cũng cảm nhận được anh ấy có chút lo lắng. Ôi, Phùng Vũ Trạch thở dài một hơi mà không nói gì thêm. Dù sao hắn cũng không có xúc tua để động vào phương diện này. Tuy hắn coi như là một tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh ở thành phố Thanh Chuyên, thế nhưng lại không là thứ gì với chuyện trong tỉnh. Hai người trầm mặc một lúc, bầu không khí trầm mặc căn bản khá yên tĩnh, thế nhưng vì yên tĩnh mà làm cho không gian thêm ngưng trọng. Bí thư Phùng,
Chủ tịch Tần, Trương Cường Hoa nhanh chóng chạy đến, tuy lộ trình không phải quá xa, thế nhưng vẫn làm cho một thư ký trưởng như hắn thở không ra hơi. Tần Hoài Trung căn bản không có hảo cảm quá nhiều với vị thư ký trưởng này, vì người này thật sự quá khéo đưa đẩy. Nhưng người kia đi theo sau lưng Phùng Vũ Trạch, có thể nói là người có khả năng của Phùng Vũ Trạch, vì vậy ở phương diện này Tần Hoài Trung cố kỵ thể diện của Phùng Vũ Trạch, thế nên vẫn tươi cười đối mặt với thư ký trưởng Trương Cường Hoa. Cường Hoa, có chuyện gì vậy? Phùng Vũ Trạch nhìn thoáng qua Trương Cường Hoa rồi trầm giọng nói. Bí thư Phùng, vừa rồi trưởng ban Trương Tề Bảo có gọi điện thoại đến, nói là chủ tịch Vương yêu cầu ngài gọi điện thoại trả lời. Triệu Tắc Cương vừa thở vừa lớn tiếng báo cáo với Phùng Vũ Trạch. Sau khi nghe nói Vương Tử Quân yêu cầu mình gọi điện thoại trả lời, tâm tư của Phùng Vũ Trạch khẽ chấn động, hắn trầm giọng nói với Trương Cường Hoa, trưởng ban Triệu có nói là có chuyện gì không? Cũng không nói gì, chỉ nói ngài gọi điện thoại trả lời mà thôi. Trương Cường Hoa hít vào một hơi rồi nói. Phùng Vũ Trạch có chút sững sốt, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi áo ra, sau đó nhanh chóng bấm số điện thoại của Triệu Hiểu Bạch. Sau khi điện thoại nối thông thì hắn mỉm cười nói, trưởng ban Triệu, tôi là Phùng Vũ Trạch, chủ tịch tỉnh tìm tôi có việc gì không? Bí thư Phùng, không phải chuyện gì xấu, anh chờ chút, tôi sẽ chuyển điện thoại cho chủ tịch Vương. Triệu Hiểu Bạch vẫn lên tiếng bằng giọng điệu như trước, thế nhưng câu trả lời này không khỏi làm cho Phùng Vũ Trạch thở dài một hơi. Không phải chuyện xấu thì quá tốt rồi. Khi nghe được âm thanh của Vương Tử Quân vang lên đầu dây bên kia, giọng điệu của Phùng Vũ Trạch cũng tràn đầy cảm tình. Điều này không khỏi làm cho Tần Hoài Trung ở bên cạnh có hơi nhíu mày, lại cảm thấy có chút bội phục bí thư Phùng. Tần Hoài Trung rất muốn nghe Vương Tử Quân sắp xếp chuyện gì trong điện thoại, thế nhưng đáng tiếc phản ứng của Phùng Vũ Trạch đa số đều là kiên quyết thực hiện chỉ thị của lãnh đạo, cũng không nói thêm những lời gì khác. Sau khi Phùng Vũ Trạch nói một câu kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ và cúp điện thoại, Tần Hoài Trung muốn hỏi xem Vương Tử Quân cho ra chỉ thị gì, thế nhưng lại cảm thấy lúc này hỏi Phùng Vũ Trạch là không phù hợp. Khi hắn đang do dự có nên hỏi hay không, chợt nghe Phùng Vũ Trạch trầm giọng nói, chủ tịch Tần, vừa rồi chủ tịch Vương gọi điện thoại nói để cho chúng ta chuẩn bị một chút, trong tỉnh muốn tranh thủ hạng mục khu căn cứ nông nghiệp của công ty Ly Giang. Khu căn cứ nông nghiệp của công ty Ly Giang, Tần Hoài Trung cũng không xa lạ gì hạng mục này. Hắn biết rõ cũng không phải là vì có dã tâm với hạng mục này, vì đây là hạng mục mang tính đầu tư quốc tế. Vì tuyến trung ương bỏ ra nhiều cố gắng mà công ty Ly Sang kia quyết định đầu tư vào trong nước. Thế nhưng căn bản còn chưa có quyết định về địa phương tiếp nhận hạng mục này của công ty Ly Sang. Tào Chân cực kỳ hâm mộ hạng mục đầu tư hơn chục tỷ như thế này. Hắn là chủ tịch thành phố Thanh Chuyên, hắn thậm chí thầm nghĩ nếu như kêu gọi được hạng mục kia về đầu tư ở Thanh Chuyên. Như vậy Thanh Chuyên sẽ có được cơ hội phát triển nhanh chóng như thế nào? Tần Hoài Trung thầm nghĩ như vậy nhưng cũng biết đó chỉ là ước mơ, bây giờ có rất nhiều tỉnh có cơ sở nông nghiệp hùng hậu đang nhìn chằm chằm vào hạng mục này, nông nghiệp của Mật Đông cũng không có ưu thế gì lớn, huống hồ là thành phố Thanh Chuyên. Tần Hoài Trung căn bản không dám có ý nghĩ gì với hạng mục này, thế nhưng bây giờ thì Vương Tử Quân lại cho ra quyết định như vậy. Có thể được sao? Sau khi suy nghĩ về hạng mục của công ty Ly Sang, Tần Hoài Trung không khỏi xuất hiện ý nghĩ như vậy. Hắn là chủ tịch thành phố Thanh Chuyên, hắn căn bản không có niềm tin quá lớn. Tần Hoài Trung nghĩ đến tình thế hiện tại mà chủ tịch Vương đang đối mặt, trong đầu không khỏi lóe lên một ý nghĩ, không phải chủ tịch Vương đã đến mức độ đói bụng ăn quàng rồi đấy chứ. Chủ tịch Vương không thể không biết hy vọng của Mật Đông ở hạng mục này là không lớn, thế nhưng có thể làm cho người ta có được chủ đề nói này nọ. Bí thư Phùng, anh cảm thấy chúng ta có hy vọng ở hạng mục này sao? Tần Hoài Trung do dự giây lát rồi không khỏi hỏi. Phùng Vũ Trạch gãi đầu, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, nếu như chủ tịch Vương yêu cầu chúng ta toàn lực ứng phó, như vậy chúng ta cũng không nên làm cho chủ tịch Vương thất vọng. Tần Hoài Trung thở dài một hơi, xem ra bí thư Phùng còn chưa quá hiểu rõ ở phương diện này. Hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, sau đó nói ra những gì mình đã biết cho Phùng Vũ Trạch. Phùng Vũ Trạch có chút sững sốt, không ngờ hạng mục này lại có địa vị lớn như vậy. Sau khi trầm ngâm giây lát, Phùng Vũ Trạch không khỏi dùng giọng do dự nói, chủ tịch Tần, chúng ta có hy vọng không? Hy vọng thì phải có. Tần Hoài Trung thở dài một hơi rồi nói tiếp, bí thư, ngài khá thân cận với chủ tịch Vương, tôi cảm thấy bây giờ động không bằng tính.
Phùng Vũ Trạch khẽ gật đầu, hắn biết rõ ý nghĩa lời nói của Tần Hoài Trung, hắn là người thông minh, chỉ cần nghe qua là hiểu, đến khi đó anh cũng nên giúp đỡ tôi nói vài lời. Khi thấy Phùng Vũ Trạch tiếp nhận ý kiến của mình, Tần Hoài Trung càng cảm thấy vui mừng, hắn gật đầu xem như đồng ý. Xe chạy trên con đường về phía rừng mật, Phùng Vũ Trạch thầm nghĩ mình phải nói sao với Chủ tịch Vương bây giờ. Lúc này Chủ tịch Vương lại yêu cầu mình đột phá ở hạng mục có vẻ quá xa xôi kia, không phải là quá tốt. Chương 1705, một chí hướng rộng lớn ánh mắt bao la. Vương Tử Quân cảm thấy mình cũng không phải là một người mù quáng, bản thân quyền lực không có gì là xấu, ngược lại còn có sức cuốn hút mê người. Sức cuốn hút của nó cũng không phải nằm ở công năng chính trị của bản thân, chủ yếu là ở phương diện đạt dược dã tâm của một người đàn ông, hoặc gọi là chí lớn. Vì vậy mặc dù mối quan hệ với Sầm Vật Cương đến tình trạng như hôm nay cũng không phải là ước nguyện ban đầu của hắn khi đến Mật Đông, thế nhưng hắn không hối hận, hắn làm tất cả cũng vì hiến kế cho sự phát triển của Mật Đông. Sau khi đi vào khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phùng Vũ Trạch và Tần Hoài Trung mới phát hiện không phải chỉ có bọn họ được Vương Tử Quân gọi đến, trong phòng họp còn có các vị lãnh đạo thành phố Kim Hà và Tử Quân. Hai bên đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nhanh chóng đi về phía vị trí của mình. Chủ tịch Hoài Trung, các anh đến không chậm. Sau khi hai người Tần Hoài Trung ngồi xuống, Lý Hanh Dư đưa sang một điếu thuốc rồi vừa cười vừa nói. Trước kia khi Lý Hanh Dư là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì Tần Hoài Trung là phó thư ký trưởng, thế nhưng vì nguyên nhân liên quan đến Hà Kiến Trương, thế cho nên vị trí của hắn căn bản là ở sau cùng, điều này làm hắn cảm thấy đau đớn khó chịu. Nhưng hắn là người tâm tư kín đáo, căn bản không để lộ tâm tình này ra bên ngoài, hơn nữa cố gắng đạt thành thuận lợi ở phương diện liên hệ với lãnh đạo. Vì vậy tuy mối quan hệ giữa hai bên là bình thường, thế nhưng cũng không có mâu thuẫn. Bây giờ hai bên ngồi cùng một phòng, Lý Hanh Dư lại chủ động bắt chuyện, nói rõ hôm nay Lý Hanh Dư đã phải liếc mắt nhìn một vị là cấp dưới như Tần Hoài Trung. Tần Hoài Trung mỉm cười tiếp nhận điếu thuốc của Lý Hanh Dư rồi nói, chúng tôi đi hơi sớm, thế nhưng lại mất 4-5 giờ đi đường. À, khi nào đường cao tốc Rừng Dịch hoàn thành, khi đó giao thông sẽ thuận tiện hơn. Lý Hanh Dư nói đến đây thì thở dài một hơi nói, anh Tề đã bị phán quyết, muốn thoát ra chỉ sợ phải đến kiếp sau. Lý Hanh Dư nói đến anh Tề, Tần Hoài Trung tất nhiên biết rõ đó là ai, hắn căn bản không có hảo cảm gì với Tề Quốc Giáp. Nếu như không phải người này nhúng tay vào đường cao tốc đi qua Thanh Chuyên, chỉ sợ bây giờ phía Thanh Chuyên muốn đi ra đường cao tốc cũng không mất hơn chục km. Nhưng trong nước thường thích tỏ ra đồng tình với kẻ yếu, đây là một loại cảm giác cao cao tại thượng, giống như bao quát bên dưới, tỏ ra mình ưu việt hơn. Bây giờ Tề Quốc Giáp rơi vào hoàn cảnh như vậy, hắn tất nhiên không thể nghiến răng nói bậy về người này, nói như thế sẽ làm cho người ta nghĩ rằng mình đang bỏ đá xuống giếng, lòng dạ quá nhỏ. Thế nên Tần Hoài Trung tuy cực kỳ căm hận Tề Quốc Giáp vẫn phải thở dài nói, đáng tiếc, đi nhầm một bước thì thua cả bàn cờ. Hừ, Lý Hanh Dư khẽ hừ mũi một tiếng, cũng không biết đang nghĩ gì. Hắn hút một hơi thuốc rồi mới nói, chúng ta không nên nói về anh ấy nữa, Hoài Trung, cậu có ý nghĩ tiến lên hay không? Hi hi, bây giờ tôi xem như thoải mái, thế nhưng nếu lão lãnh đạo muốn kéo tôi đi lên, tôi chắc chắn sẽ cực kỳ cảm kích. Tần Hoài Trung thầm suy đoán ý nghĩ của Lý Hanh Dư, hắn không khỏi dùng giọng thản nhiên nói. Lý Hanh Dư căn bản cũng không bất ngờ với thái độ của Tần Hoài Trung, nếu như hắn nói câu nào cũng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người này, rõ ràng làm cho người ta sinh ra cảm giác giả mù sa mưa. Sau khi trò chuyện thêm vài câu thì chợt nghe Lý Hanh Dư nói, với năng lực của cậu thì nên tiến lên làm bí thư thị ủy, làm một chủ tịch thành phố căn bản là tài lớn dùng nhỏ. Cơ hội luôn chuẩn bị cho mỗi người, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng, tôi tin tưởng sẽ có một ngày cậu đi sau đến trước. Tần Hoài Trung nở nụ cười thận trọng nhưng không lên tiếng. Lý Hanh Dư nói mà không giải thích, thế nhưng hắn hiểu được ý nghĩa của nó. Biết rõ lần này Lưu lãnh đạo gọi chúng ta đến để làm gì không? Hi hi, là vì tranh thủ làm khu căn cứ của một công ty nông nghiệp. Theo tôi được biết thì lãnh đạo thượng cấp đã quyết định đối tượng là 4 tỉnh nông nghiệp trong nước. Nói cách khác các tỉnh kia căn bản đã có phương án, cho dù chúng ta có nhúng tay vào, như vậy cũng chỉ là đọc sách với thái tử mà thôi. Lý Hanh Dư cười ha hả hai tiếng, giọng điệu có vài phần cao nhau. Đúng lúc này Trương Tề Bảo từ bên ngoài đi vào,
gương mặt rất nghiêm túc. Hắn cười với đám người trong phòng họp, các vị lãnh đạo, vừa rồi Chủ tịch Vương có nhận được một cuộc điện thoại của thượng cấp, các vị chờ một lát là được. Thư ký trưởng, Chủ tịch không đến được, không bằng anh chủ trì hội nghị đi. Ha ha, Thư ký trưởng Trương, hôm nay mọi người khó có cơ hội gặp mặt, giữa trưa uống vài ly tâm sự được không? Những lời nói nhiệt tình làm cho bầu không khí phòng họp cực kỳ náo nhiệt. Trương Tề Bảo căn bản rất khách khí với những lời mời của các vị lãnh đạo các thành phố trong tỉnh, mặc dù không cho ra câu trả lời thuyết phục, thế nhưng cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác như được tắm gió xuân. Tần Hoài Trung có quan hệ không tồi với Trương Tề Bảo, hắn cũng không tham gia vào hoạt động náo nhiệt này, chỉ có biểu hiện lạnh nhạt. Lý Hành Dư ngồi bên cạnh lại lơ đãng nở nụ cười khinh thường. Bây giờ thì vui vẻ lắm, hừ. Lý Hành Dư dùng giọng trầm thấp mắng một câu, sau đó vô tình nhìn thoáng qua thấy Tần Hoài Trung đang dùng biểu hiện quái dị nhìn mình, thế là cực kỳ xấu hổ. Khi bầu không khí trong phòng họp khá náo nhiệt thì Vương Tử Quân nhanh chóng từ bên ngoài đi vào. Hắn nở nụ cười thản nhiên đi đài chủ tịch ngồi xuống chiếc ghế của mình, sau đó cười nói chào các vị bí thư chủ tịch thành phố, hôm nay tôi mời mọi người đến là có việc cần thương lượng. Vương Tử Quân mặc dù nói rất khách khí thế nhưng cũng không ai cho là thật. Quan trường thường là như vậy, nếu có vấn đề gì mà lãnh đạo trưng cầu ý kiến của thuộc hạ, để cho mọi người phát biểu ý kiến của mình, tiếp thu ý kiến quần chúng, thực tế đó là lãnh đạo đang hào phóng mở rộng phương hướng mà thôi. Thử nghĩ mà xem, nếu như đám người bên dưới mỗi người một ý kiến, tất cả quấn lấy nhau, như vậy phải chọn đường nào để đi. Vì thế là một người cấp dưới thì nên hiểu hai từ thương lượng có nghĩa thế nào. Tuy người tham gia hội nghị lần này đều biết vừa rồi trên tỉnh có chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn bàn luận cảm thấy chủ tịch tỉnh đang đi vào tình cảnh lung lay sắp đổ. Thế nhưng càng là như vậy thì bọn họ càng phải coi trọng Vương Tử Quân, bọn họ cũng không hy vọng trước khi đi thì chủ tịch Vương cho mình một đả kích nặng nề. Dù sao thì người rời đi sẽ không có nhiều cố kỵ. Vào thời điểm mấu chốt này gõ anh một cái cũng không là vấn đề, thậm chí còn làm anh rơi vào hoàn cảnh 3 năm sau còn chưa gượng dậy được. Những ngày nay có lẽ mọi người cũng đọc báo và hiểu rõ thông tin, công ty Li Sang là một doanh nghiệp lớn của thế giới, vì bọn họ thực hiện ý đồ chiến lược của mình, muốn xây dựng một khu căn cứ công nghiệp, điều này làm cho người ta phải động tâm. Vương Tử Quân ngồi trên đài chủ tịch nhìn thoáng qua bên dưới rồi trầm giọng nói tiếp. Tuy đã có không ít tỉnh thành muốn tiếp nhận hạng mục này, thế nhưng chúng ta cũng phải tranh chấp một chuyến, vì các thành phố trong tỉnh Mật Đông cũng không kém hơn người ta, vì sao không tranh chấp một chút. Mọi người có ý kiến gì thì cứ nói, chúng ta tiếp thu ý kiến của quần chúng, để xem phải làm thế nào để tranh thủ hạng mục này về tỉnh Mật Đông. Chương 1705, hai chí hướng rộng lớn ánh mắt bao la. Chủ tịch Vương, tôi nghe nói tuyến trên đã định sẵn hạng mục này cho các tỉnh nông nghiệp lớn trong nước, chúng ta tiến lên tranh chấp có phải là mất công vô ích hay không? Lý Hành Dư nở nụ cười rồi khẽ nói. Tuy Lý Hành Dư nói không quá lớn nhưng ảnh hưởng là không nhỏ, hầu như ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Vương Tử Quân cũng nở nụ cười nhàn nhạt, giống như đang thỉnh giáo ý kiến của Lý Hành Dư. Hắn nào không hiểu rõ tâm tư của Lý Hành Dư? Nhưng hắn cũng không nổi giận mà chỉ dùng giọng ôn hòa nói, bí thư Lý, tôi cũng nghe qua tin tức mà anh nói, thượng cấp vì cố gắng giữ hạng mục của công ty Li Sang ở lại mà có đặc biệt tiến cử vài địa phương. Nhưng đề cử là đề cử, cuối cùng chọn địa phương nào vẫn là do công ty Li Sang quyết định. Vương Tử Quân nói rồi uống một ngụm trà, sau đó hỏi một vị chủ tịch bên dưới, chủ tịch Mã, anh nói xem hạng mục kia có cơ hội tiến vào Mật Đông hay không? Cũng có cơ hội. Tuy chủ tịch Mã biết khả năng của sự việc này là không lớn, thế nhưng cũng không dám nói là không có khả năng, thế cho nên suy tư giây lát rồi cho ra đáp án như vậy. Vương Tử Quân cười cười rồi nói tiếp, nếu như chúng ta không tranh thủ, như vậy công ty Li Sang sẽ có khả năng tiến vào Mật Đông hay không? Tất nhiên là không thể. Chủ tịch Mã nói đến đây thì cảm thấy Vương Tử Quân thật sự là một người cực kỳ khéo léo, lại có đủ lý luận. Không phải là chủ tịch Vương không có năng lực thao tác, điều quan trọng chính là quá cứng nhắc, khi mà tất cả mọi người cảm thấy con đường phía trước không thông thì anh ta vẫn ầm ầm lao về phía trước. Hai người kết thúc đối thoại, Vương Tử Quân nhìn đám người bên dưới rồi nói, theo đúng như lời của chủ tịch Mã, chúng ta tranh thủ tuy không nhất định sẽ kéo hạng mục vào Mật Đông, thế nhưng ít nhất là vẫn có hy vọng, nếu chúng ta không tranh thủ, như vậy sẽ trơ mắt mất đi cơ hội.
Ý của tôi là dù chỉ có 1% cơ hội thì vẫn phải tranh thủ, căn bản còn hơn không có cơ hội nào. Mật Đông muốn phát triển thì cần chúng ta có tinh thần vượt qua khó khăn. Nếu tỉnh Mật Đông muốn phát triển được con đường của mình trong cạnh tranh kịch liệt hiện tại, như vậy cần các cán bộ chúng ta, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo phải có tinh thần đổi mới. Vương Tử Quân lên tiếng làm cho Lý Hanh Dư chợt đỏ mặt. Mặc dù hắn biết khả năng kêu gọi hạng mục tiến vào Mật Đông là không đáng kể, thế nhưng ít nhất cũng khó tranh chấp với Vương Tử Quân ở phương diện lời nói. Nói dễ nghe hơn hát, khi có kết quả thì tôi xem còn giữ được bình tĩnh như lúc này hay không. Lý Hanh Dư cười lạnh một tiếng rồi thầm nghĩ như vậy. Hội nghị tiến hành được một giờ thì Vương Tử Quân đã phân bổ hết nhiệm vụ. Khi hắn đi về phía phòng làm việc của mình có Phùng Vũ Trách đi theo phía sau. Chủ tịch Vương, tôi muốn báo cáo công tác với ngài. Phùng Vũ Trách đi theo sau lưng Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Phùng Vũ Trách rồi thản nhiên nói, bí thư Phùng có gì cứ nói, chúng ta vừa đi vừa nói. Phùng Vũ Trách nhìn gương mặt lạnh nhạt như trước của Vương Tử Quân, hắn không khỏi léo lên vài ý nghĩ, cuối cùng vẫn trầm giọng nói, chủ tịch Vương, gần đây thành phố Thanh Chuyên chúng tôi luôn đặt trọng tâm ở trên phương diện phát triển kinh tế, thế nhưng ngài cũng biết tình hình của thành phố chúng tôi rồi đấy, căn bản không được như ý. Vạn sự khởi đầu nan, Vũ Trách anh chỉ cần cố gắng làm tốt công tác của mình, tiến thêm một bước mở rộng ý nghĩ và tư tưởng. Tôi tin tưởng một ngày không xa thành phố Thanh Chuyên sẽ tiến lên. Vương Tử Quân vừa đi về phía trước vừa cười nói. Phùng Vũ Trách nhìn nụ cười vui vẻ của Vương Tử Quân thì cắn răng khẽ nói, chủ tịch Vương, tôi phát hiện ra một tình huống, đó là trong tỉnh dù đang hô vang khẩu hiệu kêu gọi đầu tư, thế nhưng nhìn vào hành động của các thành phố thì căn bản là có sấm nhưng không mưa, tôi cảm thấy ngài nên cho ra hành động sửa trị tệ đoan này. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng phát hiện ra những gì mà Phùng Vũ Trách đang nói. Lúc này Phùng Vũ Trách nói ra như vậy, rõ ràng là người thân cận với mình. Vương Tử Quân vỗ vỗ lên vai của Phùng Vũ Trách rồi cười nói, không có việc gì, ai thích làm loạn thì cứ để cho bọn họ chạy nhảy tự do. Sầm Vật Cương thực hiện giống như những gì mình đã nói, căn bản không quan tâm đến phương diện kinh tế của tỉnh Mật Đông. Gần đây lão chú tâm đặt tinh lực ở phương diện điều chỉnh tác phong công tác của cán bộ, thế nhưng lại tìm hiểu rõ ràng từng hành động việc làm của Vương Tử Quân. Bí thư, đây là phương án của phòng tổ chức về phương diện tiến thêm một bước tăng cường tác phong cán bộ, mời anh xem qua. Thư ký trưởng Phương Anh Hồ đi đến trước bàn làm việc của Sầm Vật Cương, sau đó đưa lên một phần văn kiện rồi nói. Sầm Vật Cương tiếp nhận văn kiện xem qua rồi đặt lên mặt bàn, sau đó lại nói, Bí Thư Văn có xem qua hay chưa? Bí Thư, hôm trước Bí Thư Văn đã xin nghỉ với ngài, vì sức khỏe của bố vợ không được tốt, thế nên anh ấy phải về thủ đô thăm hỏi. Phương Anh Hồ ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương rồi dùng giọng ha hả nói. Sầm Vật Cương có chút sững sốt, sau đó dùng tay vỗ lên đầu nói, anh xem đầu óc của tôi kìa, mỗi ngày đều nghĩ lung tung, căn bản quên mất chuyện quan trọng. Sầm Vật Cương nói rồi không khỏi cảm khái, những ngày qua Bí Thư Văn có vẻ khá bận rộn. Phương Anh Hồ nào không hiểu ý nghĩa lời nói của Sầm Vật Cương, hắn nhanh chóng cười nói, Bí Thư Văn có tính tích cực rất cao, ngài nên gia tăng trọng trách cho anh ấy. Hừ, chỉ sợ anh ấy cũng không hy vọng tôi gia tăng trọng trách cho người kia. Sầm Vật Cương nói rồi nở nụ cười chào phúng. Phương Anh Hồ nhìn vẻ mặt của Sầm Vật Cương, hắn cười cười mà không nói gì thêm. Hầu như có một số việc mọi người hiểu là được, không cần phải nói ra. Sau khi nói chuyện vài câu thì Sầm Vật Cương chợt hỏi, anh thấy thế nào về hạng mục của công ty Ly Sang? Đây là một hạng mục tốt, nếu như có thể tranh thủ được hạng mục này, như vậy sẽ là một động lực cho tỉnh Mật Đông tiến lên. Phương Anh Hồ nói rồi lại thở dài, thế nhưng tuy là hạng mục tốt, lại có quá nhiều người tranh giành lẫn nhau, dù điều kiện của Mật Đông chúng ta là rất tốt nhưng khả năng lại quá nhỏ. Sầm Vật Cương nhìn bộ dạng của Phương Anh Hồ thì không khỏi cười nói, anh đúng là, đã là thư ký trưởng rồi mà còn danh mãnh như vậy. Đã lâu không được nhìn thấy bộ dạng thế này của anh, có phải sắp trở thành ông nên tính ngây thơ chất phác lại bùng phát hay không? Sau khi nghe Sầm Vật Cương nói mình sắp có cháu nội thì tinh thần của Phương Anh Hồ không khỏi thêm phấn chấn, hắn cười tủm tỉm nói với Sầm Vật Cương, ngày hôm qua hai đứa bé có đi đến bệnh viện kiểm tra, chỉ mới được một tháng mà thôi. Bí thư Sầm, đến lúc đó tôi sẽ mời ngài đi uống rượu mừng.
Anh làm ông thì tôi nhất định sẽ đi qua, hơn nữa cũng không thiếu lễ cho cháu. Sầm Vật Cương nói rồi lại cảm khái, Vương Tử Quân vẫn là người có thể sáng tạo sự nghiệp, người này giống như một con sư tử mạnh mẽ, chí hướng rộng lớn, ánh mắt bao la, tầm mắt khoáng đạt, phải nói là mênh mông. Thế nhưng biện pháp quá cấp tiến, tất nhiên người còn trẻ thường phải gánh chịu những ngăn trở như vậy. Phương Anh Hồ có chút sững sốt, hắn biết rõ vết rách giữa Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân đã ngày càng lớn, không ngờ bây giờ Sầm Vật Cương lại cho Vương Tử Quân đánh giá cao như vậy. Chương 1706, một đại trí tuệ, tiểu thông minh. Phương Anh Hồ biết Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân căn bản là chính kiến không đồng nhất, chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hơn nữa Vương Tử Quân có biểu hiện giữ lấy ý kiến của mình ở phương diện phát triển kinh tế làm cho Sầm Vật Cương căm tức không thôi, không ngờ bây giờ Sầm Vật Cương lại cho Vương Tử Quân đánh giá cao như vậy. Phương Anh Hồ thầm nghĩ, Sầm Vật Cương rốt cuộc vẫn là Sầm Vật Cương. Phương diện trí tuệ cực kỳ đáng giá khen ngợi. Hắn suy nghĩ như vậy, lại cảm thấy có chút may mắn. May mà chính mình không có bất kỳ lời nói nào làm tổn hại đến Vương Tử Quân, nếu không sẽ bị lãnh đạo cho là người thiển cận. Phương Anh Hồ do dự giây lát rồi cười phụ họa, bí thư nói rất đúng, Chủ tịch Vương thật sự là một người thật sự có khả năng duy trì công tác. Lần này tỉnh ủy cần phải ra mặt với cố gắng lớn nhất ở phương diện tranh thủ hạng mục của công ty Ly Sang. Dù thế nào thì rất có thể đây là lần cuối cùng Vương Tử Quân ra tay giằng co, cũng không thể để cho người ta nói Sầm Vật Cương tôi khoanh tay đứng nhìn, không thèm phụ trách công tác của tỉnh Mật Đông. Sầm Vật Cương nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói. Hai mắt Phương Anh Hồ chợt sáng rực lên. Phương Anh Hồ nhìn chằm chằm vào Sầm Vật Cương, sau đó cố gắng kiềm chế hưng phấn dùng giọng run run nói, bí thư, chuyện này đã được xác định rồi sao? Sầm Vật Cương nhìn vẻ mặt của Phương Anh Hồ, nào không hiểu trợ thủ đắc lực của mình đang nghĩ gì. Sầm Vật Cương thầm nghĩ Phương Anh Hồ thật sự là có suy nghĩ quá kém ở phương diện thế cục, thế nhưng không khỏi cười nói, đại cục đã định, dù sao thì bây giờ tình hình kinh tế của cả nước luôn phát triển rất tốt, các vị lãnh đạo thượng cấp cũng không hy vọng Mật Đông ở phía sau làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế chung của cả nước. Như vậy thì quá tốt, Phương Anh Hồ không nhịn được phải vỗ hai tay vào nhau. Nhưng tiếng vang xuất hiện làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Tôi cũng không nỡ cho Vương Tử Quân rời đi, vì đây là một người cực kỳ có khả năng. Sầm Vật Cương cảm khái một tiếng, cũng không nói gì thêm. Phương Anh Hồ rất này muốn hỏi một câu về sắp xếp liên quan đến Mật Đông trong thời gian tới, thế nhưng hắn cố gắng áp chế nghi hoặc của mình mà lẳng lặng ngồi đối diện với Sầm Vật Cương. Hắn biết rõ tính tình của Sầm Vật Cương, bí thư Sầm là người yêu tài. Mặc dù số lần căng cứng với Vương Tử Quân là khá nhiều, thế nhưng nói ra những lời này cũng không là vấn đề. Phương Anh Hồ nghĩ đến những việc làm của Vương Tử Quân khi đi đến Mật Đông mà không khỏi thở dài một hơi. Người này có thể dựng lên quyền uy của mình ảnh hưởng đến quyền uy của Sầm Vật Cương ở Mật Đông, căn bản không phải là người tầm thường. Anh đấy, sau này nên tiếp xúc nhiều hơn với Bí Thư Văn, có thêm tâm tư với phương diện sắp xếp công tác của anh ấy. Sầm Vật Cương chợt ngẩng đầu nói với Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ đi theo Sầm Vật Cương nhiều năm, chỉ cần nhìn vào một hành động nho nhỏ là biết Sầm Vật Cương đang nghĩ gì, hơn nữa còn có những lời vừa rồi. Lúc này hắn thầm nghĩ, quả nhiên Văn Thành Đồ là người lợi hại, những ngày qua về thủ đô không phí sức. Bí thư Sầm yêu cầu mình tiếp xúc nhiều hơn với Văn Thành Đồ, chẳng lẽ bí thư định cho mình tiến lên tiếp nhận vị trí của Văn Thành Đồ? Nếu nói như vậy thì đây là cơ hội khó có được với mình. Trong đầu Phương Anh Hồ lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi gật đầu thật mạnh nói, bí thư yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt với công tác của bí thư Văn. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn xuống văn kiện. Bầu không khí ở thủ đô có hơi lạnh và khô ráo, Vương Tử Quân đi xuống máy bay mà không khỏi giữ chặt lấy y phục của mình. Sau lưng hắn chính là Triệu Hiểu Bạch và một vài vị lãnh đạo sở nông nghiệp, còn có vài vị chuyên gia ở phương diện nông nghiệp trong tỉnh Mật Đông. Khi Vương Tử Quân vừa mới đi ra khỏi sân bay thì lãnh đạo khu thường trú tỉnh Mật Đông ở thủ đô đã đến chào đón. Hai chiếc Audi kèm theo một chiếc xe 30 chỗ đã chờ sẵn, tất cả lặng lẽ dừng lại bên cạnh Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bắt tay với vị chủ nhiệm khu thường trú tỉnh Mật Đông, sau đó trực tiếp leo lên xe 30 chỗ. Triệu Hiểu Bạch và Giám đốc Loan Quách Quân của Sở Nông nghiệp theo sát Vương Tử Quân đi lên xe. Chủ tịch Vương,
lát nữa tôi sẽ hẹn vài vị lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp, để xem có thể tìm được chút tin tức từ những người này hay không. Loan Quách Quân hơn 50 tuổi, hầu như suốt ngày cười ha hả, sau khi ngồi lên xe thì dùng giọng đề nghị nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói, vậy thì vất vả cho giám đốc Loan rồi, nhưng mới xuống máy bay cũng không nên gấp gáp như vậy, trước tiên cứ nghỉ ngơi cái đã. Cảm ơn Chủ tịch quan tâm, tôi quá nôn nóng rồi, tôi cảm thấy đi sớm căn bản sẽ không muộn. Loan Quách Quân khẽ đụng vào người Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Đi theo sau lưng Loan Quách Quân chính là Phó Giám đốc Dương Vũ Mạt. Hắn nhìn vẻ mặt của Loan Quách Quân, không khỏi có chút kỳ quái. Khi ngồi cùng xe với Giám đốc Loan Quách Quân thì còn nói rằng lần này không có hy vọng, dù thế nào cũng là người mù đốt đèn, phí công vô ích mà thôi. Nhưng bây giờ Loan Quách Quân ngồi bên cạnh Vương Tử Quân thì sao lại tỏ ra tích cực như vậy? Dương Vũ Mạt thầm suy đoán ý nghĩ của Loan Quách Quân, mặc dù trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, thế nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười chờ Vương Tử Quân cho ra chỉ thị giống hệt như Loan Quách Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Loan Quách Quân rồi cười cười nói, vậy thì xem như vất vả giám đốc Loan một chuyến, nếu như có tin tức gì thì cứ liên lạc với tôi. Đồng thời nếu như anh có gặp bộ trưởng Mễ, anh thay tôi nói lời chào hỏi, nếu như anh ấy có thời gian, hy vọng tối nay có thể được gặp mặt anh ấy. Chủ tịch Vương yên tâm, tôi nếu gặp bộ trưởng Mễ thì nhất định truyền đạt ý nghĩ của ngài cho anh ấy. Loan Quách Quân ưỡn ngực lên rất cao rồi dùng giọng kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ nói. Sau khi đi vào khách sạn thì Loan Quách Quân đưa theo nhóm người Dương Vũ Mạt rời đi. Khi chiếc xe chạy đi như bay, Loan Quách Quân trầm giọng nói, rẽ phải, chúng ta đi đến khách sạn Cẩm Vân nghỉ ngơi một lát. Giám đốc, không phải là chúng ta sẽ phải đi. Dương Vũ Mạt vừa nghe thấy Loan Quách Quân sắp xếp như vậy thì không khỏi ngây cả người. Đúng là ý nghĩ kỳ lạ, ép chúng ta phải chạy loạn, ngoài phương diện xấu hổ thì có tác dụng gì? Loan Quách Quân khoát tay áo với Dương Vũ Mạt rồi khẽ nói, tôi sở dĩ có biểu hiện tích cực như vậy cũng là mong muốn khi sự việc không thành cũng không bị người ta phát giận lên người. Anh thật sự cảm thấy tôi sẽ phí sức vì những chuyện căn bản không có hy vọng như thế này sao? Chương 1706, 2, Đại trí tuệ, tiểu thông minh. Dương Vũ Mạt nhìn gương mặt tươi cười của Loan Quách Quân, hắn không khỏi cảm thấy mình nên học tập thêm nhiều thứ. Mặc dù mình mãi không phục Loan Quách Quân, thế nhưng nhìn từ tình huống hiện tại, đối phương căn bản không có năng lực mạnh như mình, thế nhưng phương diện xử lý khôn khéo thì lại cao minh hơn. Dương Vũ Mạt chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn cũng không cãi lại mà cười nói, tôi nghe theo lời của giám đốc. Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi cái đã. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi bầu trời sắp tối thì nhóm người Loan Quách Quân và Dương Vũ Mạt đi về khách sạn. Vừa mới vào khách sạn thì Vương Tử Quân nhanh chóng đi về phía phòng của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, tôi vừa đi đến Bộ Nông nghiệp một chuyến, có gặp mặt vài vị lãnh đạo tương quan. Loan Quách Quân ngồi xuống ghế salon đối diện với Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng mở miệng báo cáo. Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi yêu cầu Triệu Hiểu Bạch châm thêm nước, Loan Quách Quân ở bên cạnh vừa nhận trà của Triệu Hiểu Bạch vừa nói, tôi đã bàn với vài vị lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, các vị lãnh đạo kia đều nói hạng mục mà chúng ta đang tranh thủ có nhiều khó khăn, đặc biệt là thượng cấp rất coi trọng tỉnh Tây Tường, đã đặt kỳ vọng rất cao vào nơi này. Chúng ta đến là tranh thủ hạng mục, Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi thản nhiên nói, cho dù không thành công thì cũng không có vấn đề. Dù sao thì chúng ta đã cố gắng hết sức. Chủ tịch nói đúng, nếu không tranh thủ được cũng không là vấn đề, thế nhưng không đi đến tranh thủ lại liên quan đến vấn đề thái độ. Loan Quách Quân nói rồi cười với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, hôm nay tôi không được gặp mặt Bộ trưởng Mễ, tôi chỉ gọi điện thoại cho anh ấy, có nói ra vài ý kiến của ngài, Bộ trưởng Mễ nói hôm nay thật sự hơi bận, thế nên không thoát thân được. Anh gọi điện thoại cho Bộ trưởng Mễ khi nào? Vương Tử Quân dùng giọng tùy ý hỏi Loan Quách Quân. Loan Quách Quân không ngờ Vương Tử Quân sẽ có tính toán chi li với cuộc điện thoại của mình với Bộ trưởng Mễ như vậy, thế là không khỏi có chút sững sốt, lại thành thật nói, Chủ tịch Vương, tôi gọi điện thoại vào lúc 5 giờ chiều. Vương Tử Quân không nói thêm điều gì, lúc này trái tim của Loan Quách Quân đập lên rất mạnh, thầm cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng làm xong công tác qua loa. Sau này nếu gặp phải tình huống như hiện tại, nhất định phải suy xét đến tất cả dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Loan Quách Quân có thể lên đến vị trí hiện tại thì căn bản là cao thủ điều tiết tâm tình,
dù hắn có chút không yên thế nhưng phương diện lời nói vẫn cực kỳ bình thản. Chủ tịch Vương, ngày mai tôi sẽ tiếp tục đi đến văn phòng Bộ Nông nghiệp, tôi tin tưởng nhất định Bộ trưởng Mễ sẽ có mặt ở đơn vị. Giám đốc Loan, các anh đã bận rộn một ngày rồi, các anh nghỉ ngơi cho tốt đi, nửa giờ sau chúng ta cùng mời khách dùng cơm. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên khỏi ghế. Vương Tử Quân đứng lên thì Loan Quách Quân căn bản không thể ngồi được nữa, hắn cười cười với Vương Tử Quân, sau đó cùng Vương Tử Quân rời khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng thì một cơn gió thổi qua làm cho hắn cảm thấy rùng mình, sau lưng ươn ướt, lúc này mới ý thức được chính mình vã mồ hôi. Chủ tịch Vương này căn bản là không dễ hầu hạ, Loan Quách Quân thầm nghĩ như vậy, hắn vừa đi ra ngoài vừa thầm oán giận nói. Khi hắn quay về phòng thì thấy Triệu Hiểu Bạch đi đến. Hắn nghĩ đến phương diện Vương Tử Quân sắp tiếp đãi khách, thế là không khỏi nói với Triệu Hiểu Bạch, trưởng ban Triệu, vừa rồi Chủ tịch Vương yêu cầu tôi cùng tham gia tiếp khách với anh ấy, ngài có biết đó là vị khách nào không? Là Bộ trưởng Mễ, Triệu Hiểu Bạch không suy nghĩ nhiều mà dùng giọng chi tiết nói. Vẻ mặt Loan Quách Quân có vài phần lúng túng, hắn chợt nhớ đến đoạn đối thoại với Vương Tử Quân, cái quái gì thế này? Mình chỉ là có chút tiểu thông minh, không ngờ lại chọc ra lỗ hổng quá lớn. Triệu Hiểu Bạch nhìn bộ dạng ngây cả người của Loan Quách Quân, hắn khẽ nói, trước khi Chủ tịch Vương lên máy bay thì đã gọi điện thoại cho Bộ trưởng Mễ, khi đó Bộ trưởng Mễ quá bận rộn không thể quyết định được. Nhưng 4 giờ chiều Bộ trưởng Mễ có gọi điện thoại đến, nói là muốn gặp mặt Chủ tịch Vương. Loan Quách Quân gật đầu một cách cực kỳ máy móc, căn bản không còn nhớ rõ bất kỳ điều gì khác. Loan Quách Quân đi vào phòng mà đầu óc nổ lên ầm ầm, hắn tự cho rằng mình là người thông minh, chút việc nhỏ như vậy sao không chịu nói thật. Sao mình lại dám cho ra trò đùa tiểu thông minh thế này? Không phải là mình cảm thấy Chủ tịch Vương rời khỏi Mật Đông là thế cục đã định rồi sao? Nếu không dù mình có 3 lá gan cũng không dám có tâm tư như vậy. Chủ tịch Vương nhìn thấu suy nghĩ của mình nhưng lại giữ im lặng, chẳng lẽ lãnh đạo không so đo với mình? Chủ tịch Vương không phải là người ra tay nhân từ, vậy mình phải làm sao bây giờ? Loan Quách Quân nghĩ đến những hành vi của Vương Tử Quân sau khi tiến vào Mật Đông, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng như nổi trống. Ngàn vạn lần không nên dở cho tiểu thông minh trước mặt lãnh đạo, thử nghĩ mà xem, nếu như anh đứng cao nhìn xa hơn lãnh đạo, vì sao còn chưa ngồi lên đầu của lãnh đạo? Lúc này Loan Quách Quân cho ra một hành vi tiểu thông minh, căn bản là tự đánh vào mặt mình. Chủ tịch Vương, hôm nay tôi thật sự vắng đầu, à. Tôi không gọi điện thoại cho Bộ trưởng Mễ, lại sợ ngài trách phạt, thế cho nên mới nói bừa như vậy. Loan Quách Quân đứng đối diện với Vương Tử Quân dùng giọng lúng túng kiểm điểm. Vương Tử Quân nhìn Loan Quách Quân cúi đầu nhận sai lầm, hắn dùng giọng hời hợt nói, Giám đốc Loan, đây không phải là chuyện gì lớn, cũng không thể đảm bảo có thể 100% hoàn thành những nhiệm vụ mà lãnh đạo phân công. Tôi chỉ cường điệu một chút. Có sao nói vậy, cũng đừng lừa gạt tôi. Tuy Vương Tử Quân dùng giọng điệu nhàn nhạt nhưng vẫn làm cho Loan Quách Quân đỏ mặt tía tai, đầu óc nổ ầm ầm. Hắn nhìn bộ dạng ổn định như núi của Vương Tử Quân, thế là lên tiếng, Chủ tịch Vương, tôi sẽ khắc ghi bài học này, lần sau căn bản không dám tái phạm, mong ngài tha thứ. Vương Tử Quân khoát tay nhìn đồng hồ rồi nói, đã đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Loan Quách Quân đi theo Vương Tử Quân xuống lầu mà cố gắng chú ý khống chế nhịp bước của mình. Tuy bây giờ hắn đã cảm thấy thoải mái hơn, thế nhưng lại có vài phần kính sợ Vương Tử Quân. Mãi đến bây giờ hắn vẫn không phân biệt được đây là trùng hợp hay là Chủ tịch Vương đã có chuẩn bị từ trước. Bộ trưởng Mễ, hoan nghênh, hoan nghênh. Vương Tử Quân đi xuống dưới đại sảnh dưới lầu, chỉ ngồi trong chốc lát thì có 2 người đi đến. Đi đầu là một người đàn ông hơn 50 tuổi có thân hình cao lớn làm cho người ta cảm thấy cực kỳ có lực lượng. Bộ trưởng Mễ thấy Vương Tử Quân thì tốc độ cũng nhanh hơn, sau khi bắt tay Vương Tử Quân thì cười nói, vì muốn tâm sự với anh mà tôi đã thoái thác vài việc khác, anh về thủ đô khi nào? Chương 1707, nghe lời tôi cố gắng ăn cho no. Hôm nay tôi vừa đến, còn chưa về nhà đã phải tìm gặp anh, xem như tôi đã đủ chân thành rồi đấy chứ. Vương Tử Quân vừa cho ra tư thế mời vừa cười ha hả nói. Hai người nói chuyện rồi đi vào trong một gian phòng đã sắp xếp sẵn. Loan Quách Quân nhìn vẻ mặt Vương Tử Quân và Bộ trưởng Mễ khi trò chuyện với nhau, thế là không khỏi cho ra dự đoán rằng mối quan hệ giữa hai người này là không tầm thường.
Loan Quách Quân khẽ gật đầu với thư ký của Bộ trưởng Mễ, sau đó đi theo sau lưng hai người Vương Tử Quân. Sau khi đi vào trong phòng thì Vương Tử Quân mời Bộ trưởng Mễ ngồi xuống ghế chủ vị, thế nhưng Bộ trưởng Mễ không chịu, cuối cùng Bộ trưởng Mễ kịch liệt yêu cầu ép Vương Tử Quân cùng ngồi song song với mình. Bộ trưởng Mễ, đây là Giám đốc Loan Quách Quân của Sở Nông nghiệp tỉnh Mật Đông, là một người rất có khả năng. Vương Tử Quân ngồi xuống, sau đó hắn chỉ vào Loan Quách Quân rồi lên tiếng giới thiệu. Bộ trưởng Mễ cũng có chút quen biết với Loan Quách Quân, thế nhưng hai bên chỉ có chút quan hệ sơ lược mà thôi. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân trịnh trọng giới thiệu như vậy thì không khỏi cười nói, Giám đốc Quách Quân là người có năng lực, người nào không biết dưới tay Chủ tịch Vương không có tướng hèn. Vương Tử Quân cười ha hả hai tiếng và cũng không tiếp tục đi sâu vào chủ đề này, nhanh chóng thay đổi chủ đề trò chuyện với Bộ trưởng Mễ. Loan Quách Quân cảm thấy nội dung trò chuyện giữa Vương Tử Quân và Bộ trưởng Mễ không có gì quá thực chất, thế nhưng căn cứ vào những lời trò chuyện của hai vị lãnh đạo, Loan Quách Quân giống như cảm nhận được những thứ mà trước kia mình chưa từng biết. Tuy lần này là Vương Tử Quân mời khách thế nhưng Bộ trưởng Mễ tỏ ra cực kỳ khách khí, hoàn toàn đặt vị trí của Chủ tịch Vương tương đồng với mình. Thậm chí Loan Quách Quân còn cảm thấy Bộ trưởng Mễ cực kỳ coi trọng Vương Tử Quân. Món ăn được dọn lên rất nhanh, cũng không biết có phải nhà bếp được dặn dò sẵn hay không, chủ yếu là vài món ăn gia đình, rượu cũng là loại được sản xuất ở Mật Đông. Vương Tử Quân mở chai rượu ra rồi cười nói, Bộ trưởng Mễ, đã lâu rồi chúng ta chưa ngồi cùng với nhau, hôm nay cũng không nên uống quá nhiều, hết một chai này là được. Một chai thì hoàn toàn có thể. Bộ trưởng Mễ cười rồi đặt ly rượu của mình lên bàn, lại nói, hôm nay xem như tôi liều mình cùng quân tử, uống như thế nào thì Chủ tịch Vương cứ tự mình quyết định. Ngay từ đầu bữa tiệc thì bầu không khí đã rất tốt, Loan Quách Quân chuẩn bị mời hai vị lãnh đạo của mình một ly, thế nhưng khi thấy hai người trò chuyện thân mật như vậy, mình căn bản không nên chen lời, thế là thu tâm tư này lại. Tử Quân, tôi có nghe qua những hành vi của anh ở Mật Đông, nhìn từ trọng tâm thì tôi thật sự giúp đỡ anh. Nhưng tôi cũng khuyên anh một câu, đó là nên suy xét đến những nhân tố khác. Những năm qua anh liên tục tiến lên cũng không dễ dàng, thế nên đừng để xuất hiện tình huống kiếm củi 3 năm đốt trong một giờ. Sau khi uống thêm vài ly thì Bộ trưởng Mễ cũng nói chuyện thoải mái hơn, hắn vỗ vỗ lên vai của Vương Tử Quân rồi cười nói, thế nào? Thật sự không được sao? Đến đây thì tôi sẽ giúp đỡ anh, có lẽ lúc đầu phải chịu chút uất ức, thế nhưng đây chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Vương Tử Quân cười cười nâng ly cùng với Bộ trưởng Mễ, sau đó hắn cười nói, cảm ơn anh, nhưng bây giờ tôi còn chưa có ý nghĩ rời khỏi Mật Đông. Vương Tử Quân nói rồi uống cạn ly rượu của mình, hắn cười nói, chúng ta trước tiên không nên nói chuyện liên quan đến tôi, lúc này tôi phải chúc mừng anh, nhìn anh thì thấy tương lai rõ ràng là bay xa vạn dặm, đến khi đó mong anh cũng đừng quên tôi. Bộ trưởng Mễ cười cười mà không nói lời nào, chỉ vỗ vỗ lên vai của Vương Tử Quân. Loan Quách Quân lúc này càng thêm kinh hãi, lúc này hắn mới biết được mực nước của Chủ tịch Vương là nông hay sâu. Bây giờ hắn cảm thấy may mắn vì mình chuyển biến thái độ với Chủ tịch Vương, cho dù người ta không còn là Chủ tịch tỉnh Mật Đông, nếu muốn ép chết mình cũng không là vấn đề. Khi Loan Quách Quân đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe Bộ trưởng Mễ trầm giọng nói, Chủ tịch Tử Quân, tôi hiểu rõ ý nghĩ của anh, thế nhưng các anh thật sự không có hy vọng quá lớn ở hạng mục này. Tây Tường là một tỉnh nông nghiệp lớn, bọn họ có sức cạnh tranh rất lớn ở phương diện này, hơn nữa các phương diện cũng chú trọng vào tỉnh Tây Tường, Mật Đông các anh căn bản không có ưu thế gì ở phương diện nông nghiệp, căn bản không có năng lực để cạnh tranh với người ta. Vương Tử Quân khi đến cũng nghĩ đến phương diện này, hắn cũng không uể oải vì gáo nước lạnh của Bộ trưởng Mễ, hắn nâng ly rượu lên nói, Bộ trưởng Mễ, tuy Mật Đông chúng tôi không có ưu thế, nhưng chúng tôi vẫn muốn tham gia cạnh tranh một chuyến. Anh Vương, không cần phải như vậy, có đôi khi lui một bước sẽ có thể tiến lên ba bước, anh còn trẻ, hơn nữa cũng không phạm sai lầm gì ở Mật Đông, tuy bây giờ tình hình kinh tế của Mật Đông tụt dốc, thế nhưng có không ít lãnh đạo đồng ý với quan điểm của anh. Bộ trưởng Mễ lại cùng ly với Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn biết Bộ trưởng Mễ khuyên mình là có ý tốt, thế nhưng hắn đã có quyết định, cũng không quá quan tâm đến điều này. Mưa thu có hương vị liên miên không dứt, Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp, hắn nhìn trời mưa mà không khỏi cảm thấy phấn chấn tinh thần. Ha ha ha, Chủ tịch Vương, chúng ta đã nhiều ngày không gặp mặt,
nếu không thì hôm nay đi đâu đó tâm sự một chút nhé. Chủ tịch Trần Vũ Tường của tỉnh Tây Tường nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Lần này công ty Ly Sang muốn đầu tư thiết lập căn cứ nông nghiệp trong nước, có 6 tỉnh thành đến tranh thủ hạng mục, thế nhưng các vị lãnh đạo của các tỉnh thành phố khác thì cao nhất chỉ là phó chủ tịch thường vụ, chỉ có 2 vị chủ tịch tỉnh là Vương Tử Quân và Trần Vũ Tường mà thôi. Trần Vũ Tường mới hơn 40 tuổi, xem như là trẻ tuổi đắc chí, nhưng khi đứng chung với một người quá mức trẻ tuổi như Vương Tử Quân lại mất đi vài phần hào quang. Vương Tử Quân căn bản không có tiếp xúc nhiều với Trần Vũ Tường, thế nhưng lại có không ít minh bạch. Vị này những năm qua nhận công tác ở tỉnh Tây Tường cho ra được không ít thành tích, luôn dùng trăm phương ngàn kế ở phương diện công tác kinh tế, làm cho tỉnh Tây Tường luôn ở vào trạng thái đỗ trạng nguyên. Nếu Chủ tịch Trần đã nói như vậy, hai ta nên tìm một chỗ nào đó để tâm sự một chút. Vương Tử Quân nhìn trời mưa không dứt mà không khỏi cười nói. Trần Vũ Tường là người hay nói, biểu hiện là người có kiến thức không tầm thường. Vương Tử Quân nói chuyện và cảm thấy vị chủ tịch Trần Vũ Tường này có xúc giác cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần mình nói ra điều gì là đối phương có thể suy nghĩ ra được 3-4 phần khác. Vương Tử Quân trùng sinh kiếp này và không ngừng trau dồi học tập, bây giờ kết hợp những gì được học và tri thức kiếp trước, căn bản cũng là người có kiến thức rộng lớn. Hắn ít khi nào đụng phải người có thể đối địch với mình, nhưng hôm nay áp mặt Trần Vũ Tường, hắn cảm thấy mình đã gặp phải cao nhân. Chủ tịch Trần, một người đàn ông hơn 30 tuổi nhanh chóng đi đến, hắn chào một câu với Trần Vũ Tường, sau đó nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, vừa định mở miệng đành ngậm miệng lại. Trần Vũ Tường nhìn thoáng qua người đàn ông kia, sau đó khẽ gật đầu, lại nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Tử Quân, tôi còn có chút việc, xem ra chúng ta chỉ có thể bàn lại vào dịp sau. Vương Tử Quân cũng rất muốn tâm sự với Trần Vũ Tường, thế nhưng người ta có việc bận, hắn cũng không thể ép người được. Thế là hắn vươn tay nói với Trần Vũ Tường, Chủ tịch Trần, sau này sẽ liên hệ. Sẽ liên hệ, Trần Vũ Tường bắt tay với Vương Tử Quân thì hạ thấp âm thanh nói, Chủ tịch Tử Quân, chuyện hạng mục thì anh lộ diện là được, bây giờ anh nên dùng thời gian và tinh lực của mình ở những phương diện khác trong thủ đô. Nếu anh quá chú ý đến hạng mục này, như vậy căn bản không quá tốt. Trần Vũ Tường nói ra những lời này với giọng điệu khá nhẹ nhàng, còn mang theo chút quan tâm. Vương Tử Quân nhìn Trần Vũ Tường rời đi mà không khỏi nhíu mày, hắn hiểu ý nghĩa lời nói của đối phương, nhìn vào tình hình của mình thì thấy những lời kia căn bản không có vấn đề, ngược lại còn xem là lời vàng ngọc. Tất nhiên lời vàng ngọc này được thành lập trên miệng đối thủ cạnh tranh hạng mục với mình. Trong mắt Trần Vũ Tường thì chính mình chạy đến tranh thủ hạng mục chỉ là lấy cớ. Căn cứ vào những lời khuyên bảo của Trần Vũ Tường, càng có thể thấy được Trần Vũ Tường tự tin ở phương diện tranh chấp hạng mục của công ty Ly Sang. Mặc dù biết Trần Vũ Tường xuất phát từ lòng hảo cảm, thế nhưng Vương Tử Quân nghe vậy mà không khỏi có chút không thoải mái. Dù sao hắn cũng là chủ tịch tỉnh Mật Đông, hắn bị người ta không thèm quan tâm, đây làm sao có thể làm cho hắn vui vẻ cho được. Chương 1708, một mặc kệ ai nói gì cũng vậy. Mưa thu làm cho khí trời thủ đô thêm mát mẻ. Ở trong một tòa nhà bình thường ở thủ đô, Vương Tử Quân đang say sưa xem một tiết mục truyền hình. Cũng không phải chương trình này nổi tiếng hấp dẫn hắn, chủ yếu là vì người được tiếp nhận phỏng vấn. Tất nhiên Vương Tử Quân xem tiết mục này cũng không biết có bao nhiêu người đang xem. Vì trước khi cho phát tiết mục vào lúc này thì đài truyền hình đã làm khá nhiều công tác tuyên truyền quảng cáo, sau thời gian 2 tuần mới cho phát chương trình, đó là một bản tin phỏng vấn Liêu An Như. Khi bộ phim truyền hình Mỹ Yêu Thương Cháy Bỏng được chiếu khắp thế giới thì danh tiếng của Liêu An Như căn bản cực kỳ nổi tiếng, lúc này nàng càng nhận được nhiều sự chú ý. Thậm chí có người nói bây giờ chỉ cần có Liêu An Như tham gia, dù kịch bản có như thế thế nào cũng là như vậy mà thôi. Phỏng vấn Liêu An Như chính là một nữ MC rất nổi tiếng, hai người phụ nữ ngồi bên cạnh nhau chậm rãi lên tiếng, mặc dù chỉ nói đến những chuyện nhỏ nhặt thế nhưng lại cực kỳ thu hút. Vương Tử Quân nhìn Liêu An Như nói đến những chuyện khi còn nhỏ, thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác đời bể dâu. Liêu An Như cũng không che giấu tuổi thơ của mình, đó chính là khoảng thời gian ở thôn Yên Chi Nam, một thôn bên cạnh dòng sông nhỏ, thậm chí còn không quên nói về thời niên thiếu của mình. Vương Tử Quân là người chồng kiếp trước của Liêu An Như, tất nhiên hắn biết rõ những gì nàng từng trải qua. Lúc này nghe Liêu An Như nói về những gì mà năm xưa chỉ chia sẻ với mình,
hắn không biết là nên vui mừng hay khó chịu. Không biết qua bao lâu thì Vương Tử Quân mới hít vào một hơi thật sâu, ký ức chôn vùi trong lòng bị đào sâu lên căn bản là một chuyện làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ăn Như, có rất nhiều căn bản cảm thấy hứng thú với phương diện tình cảm của chị. Tôi có tìm hiểu một chút, những năm gần đây chị hầu như không có tình cảm với ai, xin hỏi chị có thể nói cho tôi biết, chị có yêu một người nào đó không? Sau khi tiến vào giai đoạn thăm hỏi cuối cùng, nữ MC chợt thay đổi chủ đề nói. Vấn đề này không khỏi làm cho người đang xem truyền hình cảm thấy kích động, ngay cả Vương Tử Quân cũng cảm thấy trái tim mình đập rộn lên. Hắn vô thức siết chặt tay, sau đó nhìn chằm chằm vào Liêu An Như trong TV. Lúc này vẻ mặt Liêu An Như vẫn rất bình thản, hai mắt khẽ chớp, sau đó lại giống như hiện lên vài phần dịu dàng. Nàng dừng lại giây lát rồi cười nói, tôi cũng yêu một người. Anh ấy là ai? Nữ MC vẫn rất thả lỏng bản thân, nàng dịu dàng hỏi. Tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của anh ấy, thế nên xin phép giữ lại bí mật này. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Liêu An Như, hắn không khỏi thở dài một hơi, hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Liêu An Như vào lúc này. Ôi, nói như vậy là hai người đã kết thúc rồi sao? Lúc này tâm lý thăm dò của nữ MC càng tăng tiến, nàng không tự chủ được phải ngồi sát về phía Liêu An Như. Liêu An Như đã bình tĩnh lại. Kinh nghiệm nhiều năm cho nàng đủ khả năng ứng phó với những câu hỏi này, thế là nàng không khỏi nở nụ cười tự chế giễu mình. Vài ngày trước tôi còn được gặp qua anh ấy có người vợ tốt, con cái cũng rất thông minh. Đáp án này không thể nghi ngờ làm cho người MC không chút thỏa mãn, nàng lại dùng giọng bén nhọn nói, An Như, như vậy là hai người đã kết thúc, nhưng có thể tiết lộ nguyên nhân được không? Không có bắt đầu thì tại sao lại chấm dứt? Liêu An Như nói đến đây thì đan hai tay lại với nhau, tôi hy vọng có thể cùng anh ấy sống trọn đời, thế nhưng đáng tiếc. Ôi, tôi tin tưởng nếu như vị tiên sinh kia có ngồi trước TV, anh ấy nhất định sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Nữ MC giống như rất muốn đào sâu tin tức này, thế nhưng khi nhìn bộ dạng có chút thất lạc của Liêu An Như, cuối cùng mới mỉm cười cho qua. Liêu An Như chợt cười cười nói, anh ấy tất nhiên là người đã có vợ. Điều tôi có thể làm vào lúc này là yên lặng chúc phúc cho anh ấy mà thôi. Tiếng ca chợt vang lên, Liêu An Như đứng giữa sân khấu cất vang tiếng hát, càng làm cho người ta cảm thấy động lòng chính là lời bài hát cực kỳ có ý nghĩa. Vương Tử Quân nhìn Liêu An Như đang hát trên TV mà không khỏi khẽ thở ra một hơi, hắn không tự giác được muốn châm một điếu thuốc, thế nhưng bây giờ hắn đã không còn mang theo thuốc bên người nữa. An Như, nghe nói đây là bài hát Dòng Sông Quê do chính chị sáng tác có phải không? MC chờ cho Liêu An Như biểu diễn xong thì cười hỏi. Đúng vậy, trước đó không biết vì sao nằm mơ về dòng sông ở quê, thế là viết lên ca khúc này. Liêu An Như cười cười với nữ MC rồi khẽ nói. Nữ MC cười cười nói, nếu đã nằm mơ thì sao không quay về xem thế nào? Bây giờ dòng sông nhỏ đã thay đổi. Trở về cũng chỉ làm cho người ta thêm đau lòng mà thôi. Liêu An Như nói rồi khẽ chớp mắt, mặc dù là ở trên TV thế nhưng Vương Tử Quân vẫn chú ý đến động tác này của nàng. Người phụ nữ này luôn là như vậy, mỗi khi có chút căng thẳng thì căn bản không thể không có động tác như vậy. Động tác này càng làm cho Vương Tử Quân khẳng định Liêu An Như muốn nói những gì trong buổi phỏng vấn lần này. Khó khăn nhất chính là tiêu thụ lòng dạ của mỹ nhân. Vương Tử Quân nghĩ một câu như vậy, thế là không khỏi có chút khổ sở. Vài phút sau Vương Tử Quân ngẩng đầu lên thì lúc này trên TV đã là chương trình quảng cáo. Doạt, tiếng mở cửa vang lên, Vương Tử Quân nói một câu mời vào, một bóng người ào vào lòng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân còn chưa cho ra động tác gì thì người kia đã cực kỳ kích động ôm lấy hắn, bờ môi nóng điên cuồng áp lên môi hắn, giống như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ. Vài phút sau Vương Tử Quân mới tỉnh táo trở lại, Lâm Dĩnh Nhi mặc một bộ trang phục công sở màu hồng nhìn qua căn bản là xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là bây giờ có thêm vài phần trưởng thành quyến rũ hơn năm xưa. Vương Tử Quân vuốt bàn tay của Lâm Dĩnh Nhi rồi không khỏi cười nói, hai không cần náo loạn như vậy, sao em không đưa Tiểu Nha Nhi đến? Em không đưa nó đến, anh đến rồi lại phải đi, hôm nay anh là của em, cũng không ai cướp đi được. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Lâm Dĩnh Nhi mà không khỏi đưa tay vuốt mũi nàng, em đấy, còn so đo với cả con mình. Hừ, Tiểu Nha Nhi cướp đi của em quá nhiều thứ rồi, anh cũng không biết đâu,
hôm qua em phê bình con bé, kết quả là nó đi tố cáo với ông bà ngoại làm cho em bị phê bình một chặp. Lâm Dĩnh Nhi giống như không trải qua kinh nghiệm gió mưa, nụ cười vẫn ngây thơ như trước. Vương Tử Quân cười cười, đây là chuyện giữa con gái và Lâm Dĩnh Nhi, hắn chỉ có thể thành thật không dám lên tiếng. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đoan chính của Lâm Dĩnh Nhi, hắn không khỏi di chuyển chủ đề, em nhận công tác ở đơn vị mới thế nào rồi? Còn thế nào nữa, căn bản là không quá lý tưởng. Lâm Dĩnh Nhi nằm trên bờ vai của Vương Tử Quân rồi nói, hiệu trưởng muốn em làm bí thư đảng ủy khối cơ quan, nhưng em không làm, anh đoán xem bây giờ công việc chủ yếu của em làm gì. Chương 1708-2, mặc kệ ai nói gì cũng vậy. Vương Tử Quân biết bây giờ Lâm Dĩnh Nhi đang dạy học, thế nhưng dạy cái gì thì hắn không hiểu rõ. Em không phải sẽ là cô chủ nhiệm đấy chứ? Không biết vì sao Vương Tử Quân lại nghĩ đến bộ dạng Lâm Dĩnh Nhi cầm thước dạy học, thế là không khỏi mở miệng trêu đùa. Anh đúng là không ra gì, chỉ biết giễu cợt em. Lâm Dĩnh Nhi giả vờ tức giận đâm vài cái vào ngực Vương Tử Quân, sau đó không khỏi dùng giọng đắc ý nói, em là nhân viên quản lý thư viện, mới nhận công tác mà em đã nổi tiếng, căn bản được nhiều lãnh đạo khen ngợi là không màng danh lợi. Mẹ của em nói công tác này rất tốt, có thể có nhiều thời gian cho tiểu nha nhi, nhưng chỉ có bố em là hừ một tiếng, căn bản là rất bất mãn. Lâm Dĩnh Nhi nói làm cho Vương Tử Quân không khỏi sờ lên mũi của mình, hắn biết có lẽ bí thư Lâm lại đang oán giận mình. Hai người trò chuyện với nhau, sắc trời dần tối. Lâm Dĩnh Nhi đứng lên khỏi lòng Vương Tử Quân, sau đó nàng nhanh chóng nổi lửa nấu cơm. Vương Tử Quân cũng đi xuống nhà bếp hỗ trợ, hai người bận rộn một lúc thì bốn món ăn được dọn lên mặt bàn. Vương Tử Quân đưa đũa kẹp một miếng thịt bò vào miệng rồi nhai nuốt như sói như hổ, điều này không khỏi làm cho Lâm Dĩnh Nhi nhớ đến khoảng thời gian tốt đẹp trước kia, hai mắt không khỏi đầy nước mắt, nàng dùng giọng cực kỳ cảm khái nói, Tử Quân, anh làm quan nhưng em cảm thấy không làm thì hay hơn, nếu anh có cuộc sống bình thường thì sẽ làm cho người ta rất hâm mộ. Ngày hôm qua em có nghe bố nói anh công tác rất tốt ở Mật Đông, thế nhưng cũng không nên cố chấp ở hội nghị thường ủy để phát sinh tình cảnh như lúc này. Lâm Dĩnh Nhi thu dọn bát đũa rồi không khỏi nói với Vương Tử Quân. Một đêm mưa tất nhiên là vui mừng vô hạn, Vương Tử Quân nằm trên giường, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Tuy hôm qua Lâm Dĩnh Nhi nói không quá nhiều với hắn, thế nhưng hắn vẫn có thể căn cứ vào đó để biết được thái độ của Lâm Trạch Viễn với mình. Nói tóm lại thì Lâm Trạch Viễn vẫn có giúp đỡ mình ở sự kiện này, thế nhưng chính Lâm Trạch Viễn cũng có cái nhìn không tốt về mình trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy trước đó. Biết đâu lãnh đạo thượng cấp để mình làm cấp phó của Sầm Vật Cương, chính là muốn mình giấu tài, an tâm chờ đợi sẽ có ngày nào đó trong tương lai tiến lên thi triển thủ đoạn. Bây giờ nghĩ lại thì thấy khi đó mình có chút xúc động. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không hối hận, hắn ngồi trên vị trí chủ tịch tỉnh, nếu hắn muốn làm một chính khách thuận lợi, sẽ không bao giờ lên tiếng đón tiếp các vấn đề ở khắp nơi. Dù chỉ là một chút hy vọng thì hắn cũng tình nguyện dấn thân vào chốn nước sôi lửa bỏng, có thể cứng rắn ra tay, vì hạnh phúc của nhân dân Mật Đông, cũng vì muốn tô đậm vào bảng thành tích của mình. Có lẽ đây là nguyên nhân mình là chính mình mà Lâm Trạch Viễn là Lâm Trạch Viễn, nếu như sự việc này đặt lên người Lâm Trạch Viễn, như vậy bí thư Lâm nhất định sẽ lui một bước, sau đó ra sức thúc đẩy chuyện này. Trên quan trường dù là bất kỳ nhân vật nào cũng phải tiếp nhận vấn đề định vị, có vị trí cần anh dồn sức nhảy vọt, một giường hát vang tiến mạnh, có vị trí cần anh phải giấu tài, chậm rãi chờ thời cơ mà tiến lên. Khi anh cần phải ra tay, nếu như anh không xông lên được thì anh bị gọi là vô năng, khó thay đổi thế sự, nhưng khi cần anh giấu tài, anh lại tỏ ra không chịu cô đơn, kiêu ngạo tiến lên, sẽ được nhận định là chưa trưởng thành, không biết nặng nhẹ, ước lượng không tốt. Đây rốt cuộc là sự khác biệt về cá tính, mình và Lâm Trạch Viễn cho đến bây giờ vẫn còn chưa vượt qua sự chênh lệch như vậy. Anh đúng là quá lười, sao còn chưa dậy nữa? Mau ra ăn cơm thôi. Lâm Dĩnh Nhi mặc tạp dề đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, nàng bắt đầu chụp lấy lỗ tai của hắn rồi khẽ nói. Lâm Dĩnh Nhi có dáng người xinh xắn nhỏ nhắn, lúc này quấn tạp dề làm cho người ta sinh ra cảm giác như một người hầu. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng yêu kiều của Lâm Dĩnh Nhi, không khỏi nghĩ đến tình cảnh lửa nóng hôm qua, thế là không nhịn được kéo nàng lên giường. Anh đúng là quá xấu xa, lát nữa em còn phải đi làm.
Tuy Lâm Dĩnh Nhi lên tiếng kháng cự thế nhưng hai bàn tay lại ôm lấy cổ của Vương Tử Quân. Mưa thu gột rửa phố phường làm cho không gian thêm sạch sẽ hơn, khi trời mờ mịt như mây ở thủ đô cũng đã trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Vương Tử Quân cảm nhận được bầu không khí nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình của hắn tốt hơn vài phần, hắn ngồi trên xe mà ngón tay khẽ gõ lên hai chân của mình. Đi tìm giám đốc Loan. Khi xe chuẩn bị rẽ ở một ngã tư thì Vương Tử Quân khẽ nói với Triệu Hiểu Bạch ở phía trước. Triệu Hiểu Bạch có chút sững sốt, thế nhưng hắn vẫn nói một câu với lái xe, sau đó xe nhanh chóng đổi hướng. Khi xe của Vương Tử Quân dừng lại ở địa điểm nói chuyện hôm qua, lúc này thấy nhóm người Loan Quách Quân đang trò chuyện với ai đó ở bãi đậu xe, Loan Quách Quân căn bản chỉ là người đứng bên cạnh, người được vây quanh chính là Trần Vũ Tường của tỉnh Tây Tường. Trần Vũ Tường đứng đó và bùng phát ra khí thế áp bức người khác, hắn đang đứng chính giữa cười hì hì nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng còn nói ra vài ý nghĩ của mình. Vương Tử Quân đi đến làm cho Trần Vũ Tường có chút sững sốt, khi hắn nghĩ Vương Tử Quân có nên đến hay không, không ngờ Vương Tử Quân lại đến thật. Chào Chủ tịch Trần, con người của tôi trước nay không thích làm việc bỏ lỡ giữa chừng. Vương Tử Quân bắt tay Trần Vũ Tường rồi khẽ cười nói. Trần Vũ Tường cũng không vì lời nói của Vương Tử Quân mà tức giận, hắn nở nụ cười cực kỳ phong độ nói, Chủ tịch Tử Quân, tuy không thả lỏng tinh thần là tốt, tôi cũng đồng ý, thế nhưng đôi khi chúng ta nên cho ra quyết định, nên học được phương diện nắm và bỏ. Tôi không thích hương vị của loại rượu cam lòng, thế nhưng tôi lại cực kỳ tán thưởng hai chữ cam lòng, chỉ có bỏ mới có thể nắm được. Vương Tử Quân biết rõ lời nói của Trần Vũ Tường cũng không phải hoàn toàn bất lợi cho mình. Hắn cười nói với Trần Vũ Tường, cảm ơn Chủ tịch Trần chỉ điểm, sau này kính mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Hai người trò chuyện với nhau mà cảm thấy rất thoải mái. Đúng lúc này không biết là ai lên tiếng, sau đó đoàn người đi về phía phòng họp. Hội nghị lần này mở ra hơn một giờ, chủ yếu là nói về quá trình khảo sát của công ty Ly Giang. Mặc dù quá trình này là rất quan trọng, thế nhưng thực tế nên chọn nơi nào thì tất cả do phía công ty Ly Giang định đoạt. Dù sao đây cũng là hạng mục của bọn họ cần đầu tư. Vương Tử Quân rời khỏi phòng họp mà nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, thế nhưng Loan Quách Quân đứng bên cạnh hắn lại có chút tức giận. Chủ tịch, tôi cảm thấy bọn họ sắp xếp như vậy là không công bằng, vì sao lại sắp xếp tỉnh Mật Đông chúng ta ở vị trí cuối cùng? Đây không phải là không cho chúng ta cơ hội sao? Sắp xếp hành trình khảo sát lần này theo biện pháp bài trừ, chỉ cần công ty Ly Giang chọn địa phương nào. Như vậy địa phương đó sẽ có hạng mục, không cần tiếp tục khảo sát nữa. Khốn nổi Mật Đông lại bị xếp vào vị trí cuối cùng. Chương 1709, một chỉ nghiên cứu việc mà không nghiên cứu người. Trước khi hội nghị diễn ra thì Vương Tử Quân đã biết được kết quả như vậy. Khi đó Bộ trưởng Mễ còn đích thân gọi điện thoại đến xin lỗi hắn, nói là chuyện này vượt qua phạm vi năng lực của mình, kết quả là thế nào thì hắn căn bản là không thể chi phối được. Vương Tử Quân cũng không truy vấn Bộ trưởng Mễ, một sự việc làm cho Bộ trưởng Mễ không có năng lực nhúng tay, chính mình cũng không phải bực tức nói vài câu là xong. Được rồi, xem như chúng ta đã dùng toàn lực, cũng không thẹn với lương tâm. Vương Tử Quân khoát tay áo tỏ ý bảo Loan Quách Quân không cần nói nữa. Khi Vương Tử Quân quay về khách sạn ngồi xuống, lúc này Phó Bí Thư Văn Thành Đồ được nhân viên công tác đưa đến. Vương Tử Quân vừa đứng lên thì Văn Thành Đồ tiến đến bắt tay, Chủ tịch Vương, ngày hôm qua nói đến gặp ngài thế nhưng bố tôi có chút vấn đề về sức khỏe, vì vậy mà mãi kéo dài đến bây giờ. Sức khỏe của bác trai bây giờ thế nào rồi? Chiều nay tôi sẽ đến thăm hỏi một chút. Vương Tử Quân chờ Văn Thành Đồ ngồi xuống thì trầm giọng nói. Văn Thành Đồ nhìn gương mặt của Vương Tử Quân, hắn không tin Vương Tử Quân không biết mình đến thủ đô làm gì. Nhưng Vương Tử Quân đã không đề cập đến, hắn cũng phải giả vờ hồ đồ mà thôi. Khi thấy Vương Tử Quân ân cần hỏi thăm sức khỏe của bố mình, hắn không khỏi tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ, cảm ơn Chủ tịch Vương đã quan tâm, bệnh tình của bố tôi đã ổn, chuyên gia nói vẫn không nên chủ quan khinh suất. À, không có vấn đề là quá tốt rồi. Vương Tử Quân càng nở nụ cười vui vẻ, Bí Thư Văn, đối với người già thì lúc này cần nhất là có người quan tâm chăm sóc. Chuyện công tác thì anh không nên lo lắng, anh cần bỏ thời gian ở bên cạnh ông cụ là được. Cảm ơn Chủ tịch Vương. Văn Thành Đồ nói lời cảm tạ rồi khẽ lên tiếng, Chủ tịch Vương, lần này ngài đến là vì hạng mục của công ty Ly Giang sao? À,
Tuy hy vọng là không lớn thế nhưng dù sao cũng phải tranh thủ. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi khẽ nói. Văn Thành Đồ khẽ gật đầu, sau đó trầm ngâm giây lát rồi nói, Chủ tịch, tôi đã ở thủ đô nhiều năm, mặc dù việc lớn không dễ hoàn thành thế nhưng lại có nhiều quen biết. Nếu ngài có gì cần phân phó thì cứ nói, tôi tình nguyện vì ngài mà cống hiến sức lực cho Mật Đông. Bí thư Văn, chuyện này anh cũng không cần quan tâm, anh nên quan tâm chăm sóc bác trai là được. Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo với Văn Thành Đồ rồi cười nói. Khi Văn Thành Đồ trò chuyện với Vương Tử Quân, lúc này điện thoại trong túi áo chợt vang lên. Văn Thành Đồ lấy điện thoại ra xem, hắn nhìn màn hình điện thoại, cũng không nhận điện thoại mà cắt máy. Vương Tử Quân nhìn động tác của Văn Thành Đồ, hắn không khỏi cười nói, Bí thư Văn, anh có việc gì thì cứ tranh thủ đi xử lý. Văn Thành Đồ cười cười nói, một người thân gọi điện thoại, lát nữa tôi gọi điện thoại lại cũng được. Hai người tiếp tục buôn chuyện một lát, sau đó Văn Thành Đồ rời khỏi phòng của Vương Tử Quân. Sau khi đi ra ngoài thì hắn nhanh chóng gọi điện thoại, sau đó cười nói, cậu Nguyễn, vừa rồi tôi có chút việc, bây giờ mới đi ra khỏi phòng làm việc của lãnh đạo. Bí thư anh quá bận rộn rồi, chúng ta cũng không phải là người ngoài. Giọng nói nhàn nhạt của Nguyễn Chấn Nhạc vang lên ở đầu dây bên kia, sau đó là tiếng cười trầm ấm, chợt nghe Nguyễn Chấn Nhạc nói tiếp, tôi đã liên hệ với trưởng Ban Dương, chiều nay trưởng Ban Dương có nửa giờ thời gian rảnh rỗi. Cảm ơn cậu Nguyễn đã giúp đỡ, sau này nếu có cơ hội thì tôi nhất định sẽ báo đáp lại ân đức của cậu. Văn Thành Đồ càng thêm vui vẻ, hắn không khỏi cất bước nhanh hơn. Nguyễn Chấn Nhạc bên kia cũng cười khá lớn, sau đó lại nói, Bí thư Văn. Sau này mong anh quan tâm nhiều hơn. Cậu là người tương lai bay xa vạn dặm, năng lực lại mạnh mẽ hơn người, nếu như cậu có thể đến Mật Đông giúp đỡ công tác của tôi, như vậy là tôi cậu còn chưa được. Văn Thành Đồ hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc, lúc này nghe thấy Nguyễn Chấn Nhạc nói câu nhờ mình quan tâm giúp đỡ, thế là không kém vỗ ngực đảm bảo. Hai người nói thêm vài câu thì cúp điện thoại, Văn Thành Đồ ngồi lên xe mà gương mặt có vài phần đỏ ửng. Cố Tắc Phiêm những ngày qua có biểu hiện cực kỳ sinh động, vì hắn mẫn cảm ý thức được cơ hội đang đến. Hắn căn bản đã ngột ngạt khá lâu, cuối cùng cũng thấy được ánh rạng đông. Cố Tắc Phiêm cũng xem như là một người đọc qua đủ mọi sách sử, căn bản lấy sử sách làm gương. Hắn căn bản tổng kết được hai điều, những người được sủng ái trong quan trường chia làm hai loại, một là hạng người giỏi khua môi múa mép làm cho người bên trên vui vẻ, hoặc là một người có năng lực. Có người nào cầm quyền mà không muốn mình sẽ xây dựng được một sự nghiệp oanh liệt. Tất nhiên nếu muốn thực hiện được khát vọng mà chỉ dựa vào những lời nịnh hót là si tâm mộng tưởng, anh cần phải là một nhân tài làm việc không bám vào khuôn mẫu, cần phải lớn gan hành động, như vậy mới có thể tiến lên được. Cố Tắc Phiêm nghĩ đến đây mà trong đầu không khỏi xuất hiện hình bóng của Vương Tử Quân, người này có phải là nhân tài không? Cố Tắc Phiêm do dự giây lát, hắn vẫn cho ra câu trả lời khẳng định. Mặc kệ người này tự cho là đúng, coi trời bằng vung, chỉ nhìn vào việc mà không nhìn người, ra bài không theo quy tắc quan trường, thậm chí còn thẳng thắn can gián ép bí thư Sầm khó thể xuống đài. Thế nhưng ít nhất thì lòng dạ của người này cũng là đáng khen, tất cả vì sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Anh nói xem, anh có thể một mặt trách cứ Sầm vật cương không đường hoàng. Một mặt trách Vương Tử Quân không tự xem xét lại chính mình. Sự việc đến mức độ hôm nay không có trách nhiệm của anh sao? Sau khi so sánh một phen thì Cố Tắc Phiêm cảm thấy một người như mình là nhân tài khó có được. Đó là vừa làm được việc, vừa có khả năng, vừa có thể có được sự tín nhiệm của bí thư Sầm. Mình gặp vấn đề thà nhẫn nhục chịu uất ức cũng có thể miễn cưỡng cười tươi vui vẻ, có thể làm cho tuyến trên có được niềm vui. Một người có được giãn được như mình, sao tổ chức cứ phải vùi vàng trong đất mãi được? Rõ ràng không phù hợp với quy tắc sử dụng nhân tài. Những thứ này căn bản không liên quan đến phương diện ngày hôm qua hắn vì một vấn đề mà cứng nhắc với Hà Kiến Trương, càng bởi vì những ngày này hắn chạy đến khu văn phòng thường ủy khá nhiều lần. Giống như lời của một bác gái quét dọn vệ sinh khu văn phòng thường ủy, đó là mỗi ngày đến quét dọn đều thấy chủ tịch Cố đi đến. Tất nhiên những lời này chỉ xuất hiện trong câu chuyện của đám tiểu nhân vật, căn bản chỉ là đề tài những lúc trà dư tửu hậu mà thôi. Bí thư Sầm, sau khi đi vào phòng làm việc của Sầm Vật Cương, Cố Tắc Phiêm không khỏi dùng giọng thận trọng chào hỏi. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão cũng không buông văn kiện trong tay ra,
lão khẽ chỉ về vị trí đối diện, để cho Cố Tắc Phiêm ngồi xuống đó rồi tiếp tục xem xét văn kiện. Cố Tắc Phiêm căn bản đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương đều được hưởng thụ những đãi ngộ như thế này, hắn cảm thấy rất có thể diện. Điều này nói rõ bí thư Sầm không xem mình là người ngoài, nếu như bí thư Sầm khách khí với mình, như vậy mới làm cho người ta khó chịu. Sau khi bí thư Sầm xem xong văn kiện thì Cố Tắc Phiêm mới cười nói, bí thư, vừa rồi là văn kiện gì mà ngài xem xét nhập thần như vậy? Là tư liệu của công ty Ly Giang. Sầm Vật Cương buông tài liệu ra rồi khẽ xoa hai tròng mắt, sau đó trầm giọng nói. Chương 1709, 2 chỉ nghiên cứu việc mà không nghiên cứu người. Cố Tắc Phiêm cũng không xa lạ gì công ty Ly Giang, hắn cười nói, bí thư, tôi cảm thấy ngài không cần hao tâm tổn trí với phương diện này, công ty Ly Giang đi tìm khu căn cứ cho hạng mục nông nghiệp, căn bản là tỉnh Tây Tường có hy vọng nhất, tỉnh Mật Đông chúng ta căn bản không có hy vọng quá lớn. Khi Vương Tử Quân tranh thủ hạng mục này thì tôi nghĩ anh ấy bị váng đầu, nhưng theo những gì mà tôi hiểu được vào lúc này, anh ấy không phải không nhìn rõ, người ta đang dùng kế kim thiền thoát xác, đi bàn hạng mục là giả, chủ yếu về thủ đô mới là thật. Cố Tắc Phiêm nói làm cho Sầm Vật Cương không khỏi nhíu mày, sau khi trầm ngâm giây lát thì mới nói với Cố Tắc Phiêm, những lời này của anh chỉ có thể nói với tôi, thế nhưng anh nên nhớ kỹ một điều, đó là vị trí của anh khá quan trọng. Tuyệt đối không nên nghĩ sao nói vậy, không nên nói lung tung, biết không? Bí thư Sầm, tôi sai rồi. Cố Tắc Phiêm cũng không vì những lời cảnh cáo của Sầm Vật Cương mà mất hứng, hắn dùng giọng không quan tâm để thừa nhận sai lầm, sau đó lại cười nói, bí thư Sầm, chuyện này trên thực tế thì mọi người đều hiểu, thậm chí hôm qua tôi bàn luận với anh Triệu của tỉnh hàng xóm, anh ấy cũng nói đến chuyện này. Nhưng người ta nói là chủ tịch của chúng ta rất chuyên nghiệp, mặc dù lấy danh đi kêu gọi đầu tư, thế nhưng vẫn đều đặn tham gia các hội nghị ở thủ đô. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão nâng ly lên uống một ngụm trà, sau đó trầm giọng nói, nếu như có thể tranh thủ được hạng mục của công ty Ly Giang, như vậy sẽ là một việc tốt cho tỉnh Mật Đông. Bí thư, tôi cảm thấy tranh thủ được hạng mục kia là chuyện tốt, thế nhưng chuyện này không phải nói muốn là tranh thủ được. Cố Tắc Phiêm nói đến đây thì nở nụ cười vui vẻ nói, đạo lý này người kia cũng hiểu. Đúng vậy, Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão nhìn thoáng qua Cố Tắc Phiêm rồi thản nhiên nói, tôi nghe nói hôm qua anh ồn ào với Chủ tịch Hà Kiến Trương sao? Cố Tắc Phiêm đến đây chủ yếu là vì chuyện này, lúc này thấy Sầm Vật Cương chủ động nhắc đến thì cố gắng bày ra bộ dạng cực kỳ uất ức nói, bí thư, chuyện này tôi vốn không định báo cáo với ngài. Thế nhưng bây ngài nhắc đến thì tôi cũng phải báo cáo cho rõ ràng. Gần đây tôi rất tôn trọng đồng chí Hà Kiến Trương, thế nhưng người này căn bản cực kỳ cố chấp. Ngày hôm qua tôi tranh cãi với anh ta về khu kinh tế phía bắc thành phố Linh Long, đây cũng không phải là khu quy hoạch mới, đã được phê duyệt từ năm kia, thế nhưng bây giờ vì hai phong thư tố cáo mà anh ta tiến hành điều tra quy mô lớn với khu kinh tế phía bắc Linh Long. Ngài nói xem, đây không phải là bé xé ra to. Nhìn gà hóa quốc sao? Tôi đã liên lạc với lãnh đạo thành phố Linh Long, đã tìm hiểu tình huống rõ ràng. Gần đây thành phố Linh Long đang dùng tất cả thủ đoạn để đẩy mạnh công tác xây dựng khu kinh tế này, nếu như có tổ điều tra quy mô lớn, như vậy sẽ tạo nên chấn động, sẽ cho ra kết quả phản tác dụng. Sầm Vật Cương căn bản biết rõ về khu kinh tế phía bắc Linh Long, lão trầm ngâm giây lát rồi mới nói, anh làm rất tốt. Khu kinh tế phía Bắc là một trong những hạng mục mở rộng lực ảnh hưởng của thành phố Linh Long, nhất định phải đẩy mạnh thi công. Chỉ có thể xây dựng thành công khu kinh tế phía Bắc, như vậy mới làm cho lực ảnh hưởng của thành phố Linh Long được tăng lên một bậc. Nhưng anh cũng nên chú ý một chút, lần sau nên dùng phương pháp tác động linh hoạt hơn. Chủ tịch Kiến Trương cũng là cán bộ lão thành, công tác tận tâm tận lực, anh cần phải tôn trọng ý kiến của anh ấy, không nên khắc khẩu. Cố Tắc Phiêm khiêm tốn tiếp nhận lời phê bình của Sầm Vật Cương, sau đó nói sẽ nhận lỗi với Chủ tịch Hà. Cố Tắc Phiêm tỏ thái độ như vậy làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy rất hài lòng, cũng là vì công tác mà thôi, cần gì phải tạo nên vướng mắc như vậy. Tắc Phiêm à, năng lực công tác của anh là quá rõ ràng, thế nhưng anh nên tăng cường phương diện quan hệ với người, chỉ khi nào anh thật sự trưởng thành, như vậy mới có thể nhận thêm trọng trách. Sầm Vật Cương nói làm cho Cố Tắc Phiêm cực kỳ vui sướng, hắn liên tục gật đầu, tỏ vẻ tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của bí thư Sầm. Triệu Hiểu Bạch cầm một phần văn kiện đi đến phòng in ấn. Sau hai ngày từ thủ đô quay về Mật Đông,
lúc này Triệu Hiểu Bạch trong mắt người khác vẫn là một bộ dạng phấn chấn tinh thần. Khi Triệu Hiểu Bạch đi vào trong phòng in ấn, chợt nghe thấy bên trong có người đang đùa giỡn với nhau. Hắn vừa định gõ cửa thì chợt nghe có người cười hì hì nói với tiểu mã nhân viên phòng in ấn, em mã, sau này em đừng súng bái tên Triệu Hiểu Bạch kia nữa được không, chỉ sợ không qua vài ngày nữa người này sẽ không còn tiếp tục công tác trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh nữa rồi. Triệu Hiểu Bạch nghe thấy người bên trong nói đến mình thì không khỏi rụt tay về, hắn muốn nghe đám người này nói gì sau lưng mình. Anh nói gì vậy, trưởng ban Triệu đang làm tốt công tác thư ký cho Chủ tịch Vương, vì sao lại phải rời khỏi văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh? Tiểu mã dùng giọng khinh thường trách móc hai câu, sau đó lại dùng giọng nghi ngờ nói, không phải anh mã sẽ được trọng dụng phái xuống cơ sở công tác đấy chứ? Hừ hừ, trọng dụng hay không thì anh không biết, thế nhưng anh biết chỉ cần Chủ tịch Vương phải đi, như vậy cuộc sống của người này sẽ không có gì là tốt. Người kia cười hì hì nói, tiểu mã, em mỗi ngày cũng không nên ở mãi trong phòng in ấn, bây giờ tình huống đã rõ ràng có ai mà không biết. Anh nghe nói lần này Chủ tịch Vương đi về thủ đô cầu viện, căn bản là đi về mà toàn thân đầy bụi đất. Triệu Hiểu Bạch cảm thấy cực kỳ tức giận, hắn không ngờ người kia ăn nói vô sỉ như vậy. Chủ tịch Vương ở thủ đô chủ yếu là chạy hạng mục, tên khốn này lại nói Chủ tịch Vương đi cầu viện. Khi Triệu Hiểu Bạch cảm thấy nóng lòng như lửa đốt chợt nghe tiểu mã nói, anh nói bậy bạ gì vậy? Chủ tịch Vương đến thủ đô không phải vì tranh thủ hạng mục sao? Hạng mục kia không thể có khả năng đến tay mật đông chúng ta, em cũng nên nghĩ xem những tỉnh thành phố nào cạnh tranh với chúng ta vào lúc này, người ta là tỉnh nông nghiệp lớn, mật đông chúng ta sao có thể so sánh được? Người kia giống như muốn bày tỏ sự uyên bác của mình, thế là ngay sau đó lại lên tiếng, lúc này người trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh có ai không biết Chủ tịch Vương đi chạy hạng mục là giả, đi cầu viện mới là thật. Em cũng không nghĩ xem Chủ tịch Vương là ai. Một nhân vật khôn khéo như vậy cần gì phải đến thủ đô vì một hạng mục căn bản khó thể nào đến mật đông. Đây rõ ràng là không thể xảy ra được. Tiểu mã ừ hai tiếng rồi mới dùng giọng không xác định nói, anh Lưu, anh nói xem Chủ tịch Vương sẽ phải đi sao. Khả năng này là rất lớn, bên này căn bản xảy ra vấn đề, tất nhiên cần phải tìm chỗ để trốn đi. Chủ tịch Vương mà đi thì nhất định sẽ có nhiều địa phương tốt chào đón, thế nhưng Triệu Hiểu Bạch kia thì khác, khả năng đi theo Chủ tịch Vương là rất nhỏ. Sau khi Chủ tịch Vương rời đi, hi hi, còn không biết sẽ bị đẩy đến nơi nào. Chương 1710, đến Mật Đông. Triệu Hiểu Bạch đã biết người đàn ông đang nói chuyện bên trong là ai, hắn không ngờ một người trước nay luôn xu nịnh cung kính với mình lại nói ra những lời như vậy. Một cảm giác lửa giận bùng lên trong lòng Triệu Hiểu Bạch. Hắn muốn tiến vào nói cho ra lẽ, thế nhưng khi bàn tay của hắn động vào núm cửa, cảm giác lạnh buốt của kim loại làm cho hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Triệu Hiểu Bạch cũng không phải là một người dễ xúc động, một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Lúc này mình xông vào dạy bảo đối phương thì chỉ sợ việc nhỏ sẽ hóa lớn. Hơn nữa nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ không có lợi cho mình và Chủ tịch Vương. Thời gian còn nhiều. Chính mình muốn bắt tội tên tiểu nhân này chỉ là một hai câu mà thôi, cần gì phải tranh chấp ở chỗ này. Sau khi Triệu Hiểu Bạch suy nghĩ thông suốt thì lặng lẽ lui ra, sau đó hắn lại đi về phía phòng in ấn, vừa đi vừa lớn tiếng chào hỏi, tất nhiên lúc này căn bản là không có người nào. Triệu Hiểu Bạch còn chưa đi đến phòng in ấn thì cửa phòng đã mở ra, tiểu lưu của ban tin tức đang tươi cười nhìn hắn, còn không chờ hắn đi vào cửa thì đã nói ôi, trưởng ban Triệu đã đến rồi. Tôi còn đang nói hôm nay tiểu mã sao lại vui vẻ như vậy, thì ra là ngài đến đây đóng dấu văn kiện. Nếu như là dĩ vãng thì Triệu Hiểu Bạch căn bản còn khách khí với người này hai câu, thế nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tư so đo. Hắn khẽ gật đầu, sau đó đưa văn kiện trong tay cho tiểu mã đang tỏ ra cực kỳ mất tự nhiên, đánh máy văn kiện này, lát nữa Chủ tịch Vương còn cần sử dụng. Triệu Hiểu Bạch quay lại phòng làm việc của mình mà tức giận không thôi. Hắn nghĩ đến lời nói của Tiểu Lưu, thế là càng cảm thấy không thoải mái. Trong đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ, hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho thư ký trưởng Trương Tề Bảo, thế nhưng cuối cùng hắn lại đặt điện thoại xuống. Lúc này là vào thời điểm mấu chốt, cũng không nên chấp nhất đám tiểu nhân này, chờ qua sự kiện này rồi nói sau. Triệu Hiểu Bạch thầm hạ quyết tâm, sau đó bắt đầu xem xét văn kiện, thế nhưng lúc này trong đầu hắn lại rối như ma. Khi Chủ tịch Vương đến thủ đô thì phần lớn thời gian là hắn theo sau,
nếu nói chủ tịch Vương đến thủ đô chạy hạng mục là giả thì hắn căn bản cảm thấy rất không thoải mái. Hắn thật sự muốn kéo lưỡi đám người kia ra, để cho bọn họ trừng mắt thấy những cố gắng của chủ tịch Vương vì hạng mục của công ty Ly Giang. Nhưng Triệu Hiểu Bạch cũng cảm thấy hạng mục này có chút khó khăn, tuy hắn rất tôn trọng Vương Tử Quân, thế nhưng kinh nghiệm công tác những năm qua làm cho xúc giác của hắn thêm nhạy cảm. Tuy hạng mục của công ty Ly Giang chính là thứ mà Mật Đông đang cần, thế nhưng nếu so với những tỉnh khác ví dụ như Tây Tường, căn bản là Mật Đông không có ưu thế gì. Chủ tịch Vương biết rõ hạng mục kia không có hy vọng vì sao còn coi trọng như vậy. Trong đầu Triệu Hiểu Bạch lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Hiểu Bạch, chủ tịch đang bận rộn gì vậy? Khi Trương Tề Bảo đang trầm tư thì Trương Tề Bảo chợt cất bước đi đến. Thư ký trưởng, chủ tịch đang xem văn kiện. Triệu Hiểu Bạch căn bản rất tôn trọng Trương Tề Bảo, sau khi thấy người đến là Trương Tề Bảo thì đứng lên mời ngồi. Trương Tề Bảo cũng không ngồi xuống mà cười nói, tôi tìm lãnh đạo báo cáo vài hạng mục công tác, cũng không ngồi đây, khi nào có thời gian thì hai ta tâm sự một chút. Triệu Hiểu Bạch cười cười đi cùng với Trương Tề Bảo, khi hai người chuẩn bị đi ra thì điện thoại trên bàn làm việc của Triệu Hiểu Bạch chợt vang lên. Triệu Hiểu Bạch cười cười với Trương Tề Bảo rồi đi về phía điện thoại. Điện thoại vừa nối thông thì chợt nghe có người dồn dập nói, trưởng ban Triệu, chúng tôi vừa nhận được thông báo, ngày mai khối khảo sát của công ty Ly Giang sẽ đến tỉnh Mật Đông. Triệu Hiểu Bạch nghe mà ngây cả người, hắn căn bản không có hy vọng gì với công ty Ly Giang, dù sao thì người ta coi mình chỉ là phương án dự phòng, nếu như người ta chọn được nơi thích hợp, sẽ căn bản không đến những địa phương khác. Bây giờ khối khảo sát đến Mật Đông, chẳng lẽ các tỉnh thành kia đều không được chọn? Trong đầu Triệu Hiểu Bạch lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi áp chế cảm giác vui mừng nói với đầy dây bên kia, tin tức của anh có chuẩn không? Là lãnh đạo ban ngành thượng cấp với gọi điện thoại cho tôi. Nhân viên công tác ở đầu dây bên kia dùng giọng khẳng định nói. Được, tôi sẽ đi báo cáo cho chủ tịch Vương. Triệu Hiểu Bạch đặt điện thoại xuống rồi dùng giọng cực kỳ vui mừng nói với Trương Tề Bảo, thư ký trưởng, vừa rồi nhân viên phòng trực ban gọi điện thoại đến. Nói là ngày mai đoàn khảo sát của công ty Ly Giang sẽ đến tỉnh Mật Đông. Trương Tề Bảo nhìn gương mặt vui sướng của Triệu Hiểu Bạch, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu nói, à, chút nữa báo cáo chuyện này cho Chủ tịch Vương, chúng ta cũng nên làm tốt công tác chuẩn bị. Triệu Hiểu Bạch nhìn gương mặt không có chút gợn sóng của Trương Tề Bảo mà không khỏi có chút hổ thẹn. Thầm nghĩ mình căn bản vẫn có khoảng cách quá lớn với thư ký trưởng. Chỉ cần nhìn vào phương diện vui buồn không lộ ra bên ngoài của thư ký trưởng cũng đã thấy mạnh hơn mình biết bao nhiêu lần. Triệu Hiểu Bạch tất nhiên biết rõ mình là thư ký của Chủ tịch Vương thì nên đề cao tố chất bản thân. Dù còn nhiều phương diện cần học tập thế nhưng ít nhất hắn cũng không cho phép mình ăn nói vụng về, điều này căn bản làm cho một vị thư ký có dấu hiệu vô năng. Trong đầu Triệu Hiểu Bạch lóe lên vài ý nghĩ, hắn vừa đi theo Trương Tề Bảo ra ngoài. Vừa cảm thấy phản ứng của thư ký trưởng có gì đó là lạ. Dù thư ký trưởng là người trầm ổn cũng không nên không có phản ứng như vậy. Hiểu Bạch, ngay cả phía tỉnh Tây Tường cũng không được thông qua, cậu cảm thấy tỉnh Mật Đông của chúng ta sẽ có hy vọng làm cho bọn họ thỏa mãn sao? Trương Tề Bảo nhìn vẻ mặt của Triệu Hiểu Bạch rồi không khỏi đưa tay vỗ lên vai rồi nói. Triệu Hiểu Bạch sững sốt giây lát rồi hiểu ý nghĩ của Trương Tề Bảo. Hắn mặc dù có tâm lý sùng bái với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này cũng biết là không có mấy hy vọng. Tỉnh Tây Tường không tranh thủ được hạng mục, như vậy Mật Đông có thể được sao? Khi đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân thì Triệu Hiểu Bạch mãi luôn suy nghĩ về phương diện này. Thế cho nên hắn cũng không báo tin này cho Vương Tử Quân, người báo cáo là Trương Tề Bảo. Nếu so sánh với bộ dạng bình thản của Trương Tề Bảo thì Triệu Hiểu Bạch cảm thấy phản ứng của Chủ tịch Vương rất bình thường. Sau khi Vương Tử Quân nghe tin thì tỏ ra rất vui mừng, sau đó nói với Trương Tề Bảo, thư ký trưởng, anh về sắp xếp thật tốt công tác tiếp đãi, mặc dù chúng ta không có yêu cầu quá cao, thế nhưng nhất định phải làm cho phương diện khảo sát được tiến hành thuận lợi. Trương Tề Bảo đồng ý một tiếng, đang định báo cáo chuyện khác với Vương Tử Quân, lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Vương Tử Quân vang lên. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, hắn trầm giọng nói, chào Bộ trưởng Trịnh. Tôi là Vương Tử Quân. Tuy cảm thấy hạng mục này có khả năng thành công không lớn nhưng Trương Tề Bảo vẫn hiểu rõ người đi cùng với đoàn khảo sát của công ty Ly Giang. Khi Vương Tử Quân nói ra ba chữ Bộ trưởng Trịnh,
hắn biết đó là vị lãnh đạo chủ yếu đi theo đoàn. Vị lãnh đạo kia tuy là họ Trịnh nhưng chỉ là cấp phó, nhưng căn bản cũng là một người quan trọng trong đơn vị thượng cấp. Bộ trưởng Trịnh, chào mừng anh đến Mật Đông chỉ đạo công tác, anh yên tâm, chỉ cần anh đi vào Mật Đông, chúng tôi nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt, tuyệt đối không xuất hiện vấn đề. Vương Tử Quân hàn huyên hai câu rồi cúp điện thoại, hắn nhìn ánh mắt nghi hoặc của Trương Tề Bảo và Triệu Hiểu Bạch, thế là cười nói, ngày mai khi chuẩn bị tiếp đãi thì giảm đi một chiếc xe, vì Bộ trưởng Trịnh phải về thủ đô họp, người đến chủ yếu là đoàn khảo sát của công ty Ly Giang. Chủ tịch Vương, như vậy không có nhân viên công tác đi cùng sao? Trương Tề Bảo do dự một chút rồi hỏi. Còn có hai nhân viên công tác đi theo. Vương Tử Quân khoát tay áo rồi ngồi xuống ghế salon. Chương 1711 Một suy nghĩ lý thú. Phùng Tiểu Cường hơn 40 tuổi, vì phần lớn thời gian đều ngồi trong phòng an nhàn sung sướng thế nên gương mặt trắng nõn mềm mại, làn da như của trẻ con. Phùng Tiểu Cường là phó cục trưởng, thật ra chỉ là một tiểu nhân vật trong hoạt động lần này, một ngày trước hắn còn theo chân lãnh đạo, ngẫu nhiên còn nói chen vào được vài câu, thế nhưng hôm nay vì lãnh đạo rời đi, hắn căn bản là người đứng đầu đội ngũ. Phùng Tiểu Cường căn bản rất hưởng thụ với sự biến hóa này, mặc dù hắn biết rõ nhiệm vụ lần này trên cơ bản là kết thúc không thành công, thế nhưng có thể được bắt tay với các vị lãnh đạo là chư hầu một phương, như vậy hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú. Chủ tịch Vương, đây là tiên sinh Pierce của công ty Ly Giang. Phùng Tiểu Cường nói rồi khẽ giới thiệu người đàn ông nước ngoài ở bên cạnh mình. Vương Tử Quân khẽ cười, hắn lễ phép bắt tay với người đàn ông ngoại quốc có thân hình cao lớn, sau đó dùng tiếng Anh trôi chảy nói vài câu nhiệt liệt hoan nghênh đoàn người của Pierce. Vương Tử Quân nói tiếng Anh đúng tiêu chuẩn làm cho Phùng Tiểu Cường có chút hoảng sợ, thầm nghĩ Vương Tử Quân này đúng là Vương Tử Quân, căn bản là có chút tài năng, vì muốn giữ hạng mục của công ty Ly Giang ở lại Mật Đông mà đã cho ra nhiều công tác. Chưa nói đến những phương diện gì khác, ví dụ như công tác phiên dịch lần này, tuy cô nàng phiên dịch cao giáo xinh đẹp, thế nhưng dù thế nào cũng không bằng một vị chủ tịch tự mình nói chuyện với người nước ngoài. Biết đâu Vương Tử Quân chỉ tạm thời học vài câu tiếng Anh để chào hỏi mà thôi. Nhưng Phùng Tiểu Cường nhanh chóng phát hiện Vương Tử Quân không phải chỉ chào hỏi qua loa cho xong, trình độ tiếng Anh căn bản là rất tốt. Trong quá trình trò chuyện sau đó dù Pierce có hỏi điều gì thì Vương Tử Quân cũng có thể dùng tiếng Anh trả lời trôi chảy, điều này làm cho đám người đưa mắt nhìn nhau, cực kỳ giật mình. Bầu không khí hội đàm là không tệ, tối thiểu thì Pierce tiên sinh cũng không phải bày ra gương mặt không có chút tình cảm nào như trước. Phùng Tiểu Cường có chút mất kiên nhẫn, có phải là người này thích trò chuyện lắm hay sao? Rõ ràng không có mục đích đầu tư, vì vậy nên tranh thủ quay về, cần gì phải mất thời gian ở đây. Cục trưởng Phùng, giai đoạn khảo sát tiếp theo mong anh quan tâm nhiều hơn, có gì cần sửa chữa thì anh cứ nói với thư ký trưởng Trương. Sau khi tiếp đãi xong thì Vương Tử Quân hẹn Phùng Tiểu Cường đến một gian phòng nhỏ, hắn vừa cười vừa nói. Phùng Tiểu Cường nhìn nụ cười chân thành của Vương Tử Quân mà không khỏi cảm động, chỉ cần nhìn vào phương diện một người là chủ tịch tỉnh như Vương Tử Quân hẹn mình nói chuyện, giống như có việc gì đó rất gấp cần nhờ mình, đã nói lên phương diện người ta cũng coi trọng mình. Phùng Tiểu Cường cảm thấy trong lòng bừng lên lửa nóng, hắn lên tiếng, Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, chỉ cần là những gì tôi có thể làm được, nhất định sẽ dốc toàn lực. Nhưng trước khi khối khảo sát cho ra những kết luận chính thức, tôi cũng không dễ dàng ở mở miệng được. Mặc dù Vương Tử Quân hạ thấp tư thái thế nhưng Phùng Tiểu Cường lên tiếng đáp lời mà không khỏi thầm nghĩ, mình nói chuyện với Chủ tịch Vương không khác gì đang báo cáo công tác với lãnh đạo. Mặc dù Phùng Tiểu Cường là từ ban ngành thượng cấp đi xuống thế nhưng vẫn không thể đánh đồng với cấp bậc của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân thận trọng đối đãi với mình, chẳng qua là có lo nghĩ riêng. Trước đó Phùng Tiểu Cường có nói, sẽ đến đón chờ Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân từ chối mà muốn đích thân hẹn ngày gặp mặt Phùng Tiểu Cường. Một là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, hai là Phùng Tiểu Cường không phải đại nhân vật, thế nhưng lại là cán bộ đại biểu cho ban ngành thượng cấp đi đến. Thế nên ít nhất phải có sự tôn trọng đầy đủ. Sau khi nói vài câu chuyện thì Vương Tử Quân khẽ nói, Cục trưởng Phùng, ngài luôn đi theo đoàn khảo sát, ngài có thể nói cho tôi biết vì sao Pierce tiên sinh không hài lòng với tình huống của các tỉnh khác hay không? Phía Pierce tiên sinh cũng không có phản hồi, thế nên chúng tôi cũng không phán đoán được. Phùng Tiểu Cường là người làm việc cẩn thận, những lời không nên sẽ không bao giờ nói ra.
Vấn đề của Vương Tử Quân mặc dù không làm hắn khó xử, thế nhưng sự thật là hắn cũng không thể hiểu rõ. Phùng Tiểu Cường cảm thấy tình hình của tỉnh Tây Tường tốt hơn cả Mật Đông, thế nhưng Tây Tường không có khả năng, NS vậy thì Mật Đông càng không có khả năng, đây cũng là nguyên nhân mà lãnh đạo đơn vị của hắn nhanh chóng quay về. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn vào vẻ mặt của Phùng Tiểu Cường, cũng không phải cố ý từ chối, có lẽ là cục trưởng Phùng cũng không biết điều gì. Chẳng lẽ giống như tin đồn ở bên ngoài, đám người này căn bản không có ý muốn đầu tư trong nước. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, thế là hắn đành nói sang chuyện khác. Hai người hàn huyên vài câu, sau đó Phùng Tiểu Cường cố gắng lấy dũng khí nói, Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy phía tỉnh Mật Đông cũng không nên lãng phí sức lực, anh cứ nhìn vào mà xem, những người này cũng không dễ hầu hạ. Tôi hiểu ý của cục trưởng Phùng, thế nhưng bây giờ cơ hội đến tay tỉnh Mật Đông, tỉnh chúng tôi dù sao cũng phải liều mạng một phen. Hy vọng ngày mai đi khảo sát thì cục trưởng Phùng có thể hỗ trợ nhiều hơn. Vương Tử Quân hiểu Phùng Tiểu Cường chuẩn bị nói cái gì, hắn không những không cảm thấy người này nói chuyện đường đột, ngược lại còn cảm thấy Phùng Tiểu Cường này căn bản là không tệ. Tuy Vương Tử Quân nói lời kính nhờ thế nhưng khí độ bản thân không khỏi làm cho Phùng Tiểu Cường xem đó như lời sắp xếp công tác của lãnh đạo. Hắn cười cười trầm giọng nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương cứ yên tâm, chỉ cần trong khả năng của tôi sẽ căn bản cố gắng hết sức. Sáng sớm hôm sau xem như bắt đầu quá trình khảo sát ở tỉnh Mật Đông. Thư ký trưởng Trương Tề Bảo cùng với nhóm người Phùng Tiểu Cường và Pierce Tiên Sinh lên một chiếc Toyota Coaster chạy về phía hai đối tượng được khảo sát lần này chính là thành phố Thanh Chuyên và Tử Quang. Thư ký trưởng Trương, chúng ta nên đi đến trạm Tử Quang thôi, tôi cảm thấy có đi thành phố Thanh Chuyên hay không cũng như nhau mà thôi. Phùng Tiểu Cường sau khi biết rõ tình huống của thành phố Thanh Chuyên thì khẽ nói lời đề nghị với Trương Tề Bảo. Nếu như là ở tỉnh Tây Tường, Phùng Tiểu Cường có lẽ còn lôi kéo đám người Pierce Tiên Sinh chạy đi khảo sát thêm vài nơi, thế nhưng bây giờ hắn không còn tâm tư như vậy. Hắn biết rõ chuyện căn bản là khó làm, cần gì phải lãng phí sức lực và tinh lực như vậy. Trương Tề Bảo là một người tinh anh, hắn nào không rõ tâm tư của Phùng Tiểu Cường. Hắn thầm nghĩ, cho dù anh là người thấy rõ thế cục thì cũng đang ở trên địa bàn Mật Đông. Anh bỏ gánh giữa đường như vậy liệu có phải là chưa trưởng thành chính trị hay không? Trương Tề Bảo thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói, Cục trưởng Phùng, hai người chúng ta mới quen đã thân, anh cũng không thể nói như vậy được. Chủ tịch Vương của chúng tôi nhìn chúng hạng mục này, có được hay không thì không là vấn đề, thế nhưng nếu như sự việc còn chưa hoàn thành mà Chủ tịch Vương biết tôi có tâm tư như thế, chỉ sợ tôi cũng khó thể tiếp tục làm thư ký trưởng nữa. Tôi thấy hay là thế này. Anh cùng tôi vất vả một hôm, tối nay tôi sẽ mời anh vài ly say sưa. Trương Tề Bảo nói rồi giống như nghĩ đến phương diện gì đó, chỗ này của tôi có hai chai rượu hạt giống năm xưa, tôi sẽ lấy ra cho hai anh em cùng uống. Rượu hạt giống, Phùng Tiểu Cường có hơi ngây người, hắn căn bản không biết đây là rượu gì. Chương 1711-2, suy nghĩ lý thú. Năm xưa tôi công tác dưới địa phương. Khi đó nhà máy rượu vừa đưa vào sản xuất một loại rượu mẻ đầu tiên, chỗ chúng tôi gọi là rượu hạt giống. Đã hơn 20 năm trôi qua, loại rượu này tuy không đáng tiền nhưng cũng không còn nhiều. Trương Tề Bảo khẽ cười nói. Thư ký trưởng Trương, ngài quá khách khí rồi, chỉ cần ngài mở miệng thì tôi sẽ chạy gãy chân, chủ yếu là tôi thấy hy vọng không lớn thế nên không muốn mọi người mệt mỏi, đơn giản là đi quá nhiều nơi. Phùng Tiểu Cường lên tiếng rồi dùng giọng không che giấu nói, thư ký trưởng, tôi tin tưởng anh cũng biết tình hình của những tỉnh khác, thậm chí có thể nói anh căn bản còn biết nhiều hơn cả tôi. Vì sao những nơi khác đều là lãnh đạo của bộ chúng tôi đi tháp tùng, thế nhưng đến tỉnh Mật Đông lại chỉ còn lại một mình tiểu nhân vật như tôi. Cục trưởng Phùng, anh cũng không phải là tiểu nhân vật, trong mắt tôi thì anh vẫn là lãnh đạo thượng cấp. Trương Tề Bảo nhìn Phùng Tiểu Cường rồi mỉm cười nói. Thư ký trưởng. Nói ra thì ngài mới là lãnh đạo của tôi, ngài lãnh đạo cả một văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, tôi thì tính là lãnh đạo gì được. Phùng Tiểu Cường cố gắng khiêm tốn thế nhưng lại rất hưởng thụ, xem ra đám cán bộ ở tỉnh Mật Đông này rất dễ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Phùng Tiểu Cường cũng không quên dùng giọng thành thật nói, tại sao lại là một tiểu nhân vật như tôi dẫn đội ngũ khảo sát đến Mật Đông? Không phải lãnh đạo của tôi thấy Mật Đông không có cơ hội quá lớn. Không muốn lãng phí thời gian khảo sát sao? Trương Tề Bảo khẽ gật đầu, hắn là người công tác lâu năm ở Mật Đông,
hắn hiểu rõ tình huống của Mật Đông như trong lòng bàn tay. Sự thật giống như lời nói của Phùng Tiểu Cường, tuy Mật Đông có tình huống khá tốt, thế nhưng nếu so với một tỉnh nông nghiệp như Tây Tường thì căn bản vẫn còn kém xa. Cục trưởng Phùng, dù thế nào thì chúng tôi vẫn theo chỉ thị của Chủ tịch Vương, dù chỉ là 1% hy vọng cũng phải cố gắng. Hai người Trương Tề Bảo và Phùng Tiểu Cường trò chuyện với nhau một lát thì lại phát hiện hai người năm sư học đại học cùng trường, thế là mối quan hệ thêm tăng tiến. Khi hai người đang trò chuyện vui sướng, đột nhiên nhân viên phiên dịch trong đoàn khảo sát của công ty Li Giang đi đến nói, Cục trưởng Phùng, thư ký trưởng Trương, Biết Tiên Sinh muốn đi xuống xem xét một chút. Phùng Tiểu Cường và Trương Tề Bảo đưa mắt nhìn nhau, Phùng Tiểu Cường khẽ hỏi Trương Tề Bảo, thư ký trưởng, anh xem nên làm sao bây giờ? Chúng ta đã cùng đi với nhau, nếu người ta có yêu cầu, như vậy thì toàn lực phối hợp. Trương Tề Bảo do dự giây lát rồi trầm giọng nói với Phùng Tiểu Cường. Lúc này thời tiết đã vào giữa tháng 10, có hơi mát lạnh. Phùng Tiểu Cường đi xuống xe mà không khỏi rùng mình, thế là không khỏi nhìn về phía đoàn khảo sát của Biết Tiên Sinh, thấy bọn họ luôn tỏ ra ung dung. Xem ra sau này mình nên chú ý rèn luyện sức khỏe một chút. Lúc đầu Phùng Tiểu Cường còn có chút kỳ quái vì biểu hiện của nhóm người Biết Tiên Sinh, thế nhưng khi thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi chạy về phía một dòng sông cách đó không xa, hắn chợt hiểu là có chuyện gì xảy ra, thế là cười nói, thư ký trưởng. Những người này đúng là nói bừa, rõ ràng là không nín được mà lại mở miệng nói rằng xuống khảo sát một chút. Trương Tề Bảo nghe thấy vậy cũng có chút buồn cười. Khi hai người Trương Tề Bảo và Phùng Tiểu Cường đang nói đùa với nhau, người đàn ông phía bên kia chạy đến dòng sông và chạy về phía bên này, sau đó khẽ vẫy vẫy tay với người phụ nữ bên cạnh Biết Tiên Sinh. Người phụ nữ kia đang nói cười vui vẻ với Biết Tiên Sinh, hai bên giống như khá hợp nhau. Đã cười đến mức lăn lộn. Khi thấy người đàn ông kia gọi mình thì không khỏi có chút sững sốt, thế là nhanh chóng đi tới. Phùng Tiểu Cường thấy động tác của hai người kia, gương mặt có chút căng thẳng, thế nhưng ánh mắt của hắn làm cho Trương Tề Bảo thầm nghĩ, người này có lẽ lại đang muốn cười. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu với Phùng Tiểu Cường, cũng không lên tiếng, thế nhưng gương mặt có vài phần nghi hoặc. Người phụ nữ kia đi ra căn bản hơi lâu, 5 phút sau mới quay lại xe. Người phụ nữ kia đi lên xe với gương mặt sáng lạn, điều này làm cho người ta cảm thấy rất quyến rũ. Tuy Phùng Tiểu Cường có quan điểm thẩm mỹ khác biệt, thế nhưng nhìn cảnh tượng hiện tại không khỏi sinh ra một ý nghĩ, đó là không phải sau khi xử lý nỗi buồn xong thì hai người kia có làm gì đó sao? Anh Phùng, chúng ta còn cách xa địa điểm khảo sát nữa không? Biết Tiên Sinh nãy giờ không mở miệng, lúc này đột nhiên đi đến bên cạnh Phùng Tiểu Cường rồi hỏi. Phùng Tiểu Cường có chút sững sốt, sau đó hắn nói, còn cách 50 km, chúng ta đi một giờ nữa là có thể đến địa điểm nghỉ ngơi. Tốt quá, Pius khẽ gật đầu mà không nói thêm điều gì. Xe lại tiếp tục chạy đi, thế nhưng đám người Pius tiên sinh bên kia vốn nhắm mắt dưỡng thần lại có vài phần vui sướng. Chẳng qua đám người này chỉ giới hạn trò chuyện với nhau, hơn nữa là nói rất nhanh. Tuy có phiên dịch ở bên cạnh nhưng người ta không phải nói với mình. Phùng Tiểu Cường cũng không hỏi xem người ta đang nói cái gì. Một giờ sau đoàn khảo sát đến thành phố Tử Quang, sau khi đi đến thành phố Tử Quang thì đoàn người cũng không nghỉ ngơi như trước, Biết yêu cầu nhanh chóng đi đến địa phương được sắp xếp để khảo sát. Phùng Tiểu Cường đã sớm biết được sự chuyên nghiệp của nhóm người Biết, thế nên đành phải làm theo. Nhưng trong quá trình khảo sát thì Phùng Tiểu Cường sinh ra cảm giác cổ quái, hắn cũng có tham gia vài lần khảo sát trước đó. Thế nhưng khi đó vì hắn không phải là lãnh đạo chủ yếu nên cũng không quan tâm. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy đoàn khảo sát của đám người nước ngoài bỏ ra nhiều thời gian hơn. Ví dụ như trước đó đám người này chỉ mất nửa giờ xem xét, bây giờ lại bỏ ra hơn một giờ. Tuy bên người Phùng Tiểu Cường còn có Trương Tề Bảo, căn bản không quá buồn, thế nhưng biểu hiện kỳ quái của đám người Biết Tiên Sinh làm cho hắn có chút bất ngờ. Nhưng cuối cùng hắn quy kết nguyên nhân cho phương diện người ta sắp đi, thế nên xem xét lâu một chút cũng là bình thường. Thư ký trưởng Trương, rất ít khi thấy được dòng sông trong xanh như vậy, xem ra Chủ tịch Vương các anh ra tay rất mạnh. Phùng Tiểu Cường đứng bên một bờ sông nhỏ nhìn dòng nước trong xanh bên dưới, thế là không nhịn được phải cảm khái. Trương Tề Bảo gật đầu nói, Mật Đông muốn được chấn hưng thì căn bản phải có một tác phong cứng ngắc, phải có can đảm và tích cực xử lý các vấn đề tồn đọng.
Chủ tịch Vương vì muốn làm cho phương diện phát triển kinh tế và môi trường được cân đối mà bỏ ra nhiều công sức. Nói thật thì tôi rất tình nguyện đi theo Chủ tịch Vương Trấn Hưng Mật Đông. Hai người trò chuyện với nhau rồi đều nở nụ cười. Có sự đồng hành của Trương Tề Bảo thì Phùng Tiểu Cường cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, khi mặt trời buông xuống cũng chính là lúc chấm dứt một ngày khảo sát, Pierce chợt đi đến trước mặt Phùng Tiểu Cường. Pierce tiên sinh, chúng ta bây giờ về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi dùng cơm, anh thấy thế nào? Phùng Tiểu Cường nhìn Pierce rồi khẽ đề nghị. Phùng tiên sinh, tôi cảm thấy cũng không cần nghỉ ngơi, tôi hy vọng có thể bàn điều kiện đầu tư, sau đó mới dùng cơm. Pierce mặc dù nói tiếng Trung có vài phần đông cứng, thế nhưng vẫn nói được một câu. Phùng Tiểu Cường chợt sững sờ, căn bản khó thể tin đây là sự thật. Chương 1712, một quan trường giống như nơi giao dịch. Trần Vũ Tường cầm điện thoại lên rồi tươi cười nói với đầu dây bên kia, lão lãnh đạo, làm phiền ngài liên hệ với công ty Ly Giang, tỉnh Tây Tường chúng tôi có tư thế tuyệt đối với hạng mục của công ty bọn họ, hơn nữa phía chúng tôi cũng có đủ thành ý. Nếu như có điều kiện gì đó mà phía công ty Ly Giang không hài lòng, chúng tôi có thể nhanh chóng điều chỉnh. Trần Vũ Tường gọi điện thoại đi hơn 10 phút, sau đó mới buông điện thoại xuống. Hắn mệt mỏi dựa lưng lên ghế, cảm thấy lúc này rất mệt. Trước mặt người ngoài thì hắn luôn bày ra bộ dạng tinh thần phơi phới, trong người giống như ẩn giấu một luồng năng lượng cực kỳ lớn, để hắn liên tục thực hiện công tác như sấm sét. Nhưng bây giờ một mình hắn ở trong phòng làm việc, hắn cảm thấy không nên tiếp tục áp chế làm khổ mình. Trần Vũ Tường rất không cam lòng vì hạng mục của công ty Ly Giang, những năm qua hắn là người đứng đầu công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Tường, nói một cách công chính, hắn căn bản là một vị chủ tịch tỉnh cực kỳ hợp cách. Trần Vũ Tường căn bản lo lắng hết lòng, dốc tất cả tinh lực kêu gọi đầu tư vì sự phát triển của tỉnh Tây Tường. Những năm qua hắn làm chủ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mặc dù không nói công lao cái thế, nhưng ít nhất cũng là người có công lớn, hắn tự nghĩ mình không thẹn với lương tâm khi đối diện với 50-60 triệu dân Tây Tường. Nhưng Trần Vũ Tường lại bị đụng đầu ở sự kiện chạy hạng mục của công ty Ly Giang. Hắn vốn tin tưởng 10 phần vào hạng mục này, không những làm cho bên dưới chuẩn bị cực kỳ kỹ càng, ngay cả chính bản thân hắn cũng tìm hiểu rất rõ về hạng mục này. Nhưng công ty Ly Giang căn bản không có để lại chút ý nghĩ nào, khảo sát xong thì vỗ mông rời đi. Lúc bắt đầu thì Trần Vũ Tường căn bản không thể tin được, bất đắc dĩ đây chính là sự thật, xem như một hạng mục đầu tư lớn đã vỗ cánh bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhưng những tỉnh thành tham gia cạnh tranh khác cũng không thành công, điều này làm cho Trần Vũ Tường thở dài một hơi. Dù sao thì mọi người cũng không thành công, tỉnh Tây Tường cũng không thành công, sẽ không có người nói gì về hắn. Vừa rồi Trần Vũ Tường gọi điện thoại chính là muốn tranh thủ một chút. Trong từ điển của Trần Vũ Tường thì kiên trì rất quan trọng, có đôi khi sự việc chỉ còn kém một chút, chỉ cần kiên trì sẽ thành công. Lúc này cũng không phải thành công, cái này là cơ hội. Trần Vũ Tường thầm nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại, chỉ sau 2 phút thì thư ký trưởng Lô Đạo Chính đi vào. Lô Đạo Chính là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trước khi Trần Vũ Tường đến Tây Tường, thế nhưng hai bên làm việc và phối hợp với nhau rất tốt. Hơn nữa đại đa số người này đều theo sát công tác của Trần Vũ Tường. Thế nên Trần Vũ Tường rất hài lòng, khi mới đến cũng có ý nghĩ thay người, nhưng khi quan hệ giữa hai người càng thêm thân mật thì hắn không khỏi gác lại ý nghĩ này. Lô Đạo Chính đi vào trong phòng cũng không ngồi xuống mà cung kính nói với Trần Vũ Tường, Chủ tịch, ngài có gì cần phân phó sao? Thư ký trưởng Lô, chỉ có hai người chúng ta cũng không nên quá gò ép, mời anh ngồi. Trần Vũ Tường chỉ vào ghế cho Lô Đạo Chính ngồi xuống. Lô Đạo Chính cũng không khách khí, bình thường hắn vào trong phòng làm việc của Trần Vũ Tường đều có chỗ để ngồi, dù hắn không nói gì mà trực tiếp ngồi xuống thì Trần Vũ Tường cũng không mất hứng. Dù sao hắn cũng là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng hắn vì muốn để cho Trần Vũ Tường tôn trọng mình, thế cho nên mỗi lần đến đều đứng rất cung kính, dù hành động như vậy là thừa nhưng hắn cũng không dám chủ quan. Dù sao lãnh đạo trước đó của Lô Đạo Chính đã ra đi, Trần Vũ Tường không điều chỉnh cương vị của hắn theo đúng quy củ, điều này rõ ràng là tín nhiệm hắn. Chỉ cần nhìn vào điểm này cũng thấy vì sao Lô Đạo Chính lại cung kính với Trần Vũ Tường như vậy. Thư ký trưởng, anh gọi điện thoại cho những thành tích có khả năng tiếp nhận hạng mục, để bọn họ không được lời biếng. Trần Vũ Tường uống một hớp trà rồi mở miệng phân phó Lô Đạo Chính.
Lô Đạo Chính chợt sững sờ, hắn là thư ký trưởng mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều việc, có đôi khi cảm thấy đầu óc mình kêu vo ve như ong bay. Lúc này Trần Vũ Tường cũng nói không rõ ràng, thế nên hắn không biết đó là hạng mục nào. Dù sao thì trong tỉnh Tây Tường có quá nhiều hạng mục, hơn nữa khoảng thời gian này Trần Vũ Tường cũng không quá chú trọng vào hạng mục nào. Trong đầu Lô Đạo Chính lóe lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi dùng giọng nghi hoặc hỏi, chủ tịch, là hạng mục nào? Trần Vũ Tường có chút chần chờ, sau đó hắn cười ha hả nói, thư ký trưởng, cũng là tôi nói không rõ ràng, tôi nói đến hạng mục của công ty Ly Giang. Thế nào, hạng mục này sẽ rơi xuống tỉnh Tây Tường chúng ta sao? Lô Đạo Chính căn bản biết khá nhiều về hạng mục của công ty Ly Giang, Trần Vũ Tường đã hao tổn nhiều tinh lực để kéo hạng mục này về Tây Tường, hắn là thư ký trưởng cũng không thể không quan tâm. Khi kết quả khảo sát không được tốt thì hắn còn có ý nghĩ muốn đến an ủi Trần Vũ Tường. Lúc này còn chưa quyết định là địa phương nào, thế nhưng nếu chưa xác định thì rõ ràng là Tây Tường còn cơ hội. Chúng ta không nên bỏ qua cơ hội, phải dùng lực lượng lớn nhất để tranh thủ cơ hội này. Trần Vũ Tường khoa chân múa tay lên không trung giống như muốn nắm bắt thứ gì đó. Ngôn ngữ cử chỉ của Trần Vũ Tường rất phong phú, hắn nói chuyện thích dùng cử chỉ để truyền đạt quyết tâm của mình. Lô Đạo Chính 2 năm qua công tác bên cạnh Trần Vũ Tường, tất nhiên cũng là người hiểu biết rộng rãi về ngôn ngữ cử chỉ của lãnh đạo. Chủ tịch nói rất đúng, thật ra thành công và thất bại chỉ cách nhau một đường ranh giới nhỏ, nếu có ý nghĩ không đúng thì sẽ hỏng hết. Rất nhiều chuyện chỉ cần kiên trì thì biết đâu sẽ thành công. Lô Đạo Chính khẳng định câu nói của Trần Vũ Tường, sau đó nói tiếp, tôi cảm thấy chúng ta nên tiếp tục tranh thủ, nếu thành công thì quá đáng mừng. Cho dù là thất bại thì lãnh đạo thượng cấp cũng thấy rõ thái độ của tỉnh Tây Tường chúng ta. Tốt, anh sắp xếp một chút, hôm nay chúng ta đi đến thủ đô tiếp xúc với người của công ty Ly Giang. Trần Vũ Tường khoát tay áo với Lô Đạo Chính rồi trầm giọng sắp xếp. Lô Đạo Chính đồng ý một tiếng, cũng không đứng lên mà xin chỉ thị, chủ tịch, hôm nay máy bay đi thủ đô vào lúc 8 giờ tối, sáng sớm ngày mai có một chuyến 9 giờ. Dựa theo hành trình của công ty Ly Giang, có lẽ bây giờ bọn họ đang khảo sát ở Mật Đông, anh xem, chúng ta có nên đi bây giờ không? Chúng ta sẽ đi vào tối nay. Anh cũng không phải không biết tình huống ở Mật Đông, có gì tốt đẹp cơ chứ? Biết đâu bây giờ đoàn khảo sát của công ty Ly Giang đã đi về thủ đô rồi. Trần Vũ Tường cười ha hả dùng giọng tự tin nói. Chương 1712, hai quan trường giống như nơi giao dịch. Lô Đạo Chính đồng ý một tiếng. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài sắp xếp công tác. Khi hắn vừa đứng lên thì điện thoại của Trần Vũ Tường đã vang lên. Lô Đạo Chính nhìn thoáng qua Trần Vũ Tường, phát hiện Trần Vũ Tường cũng không có ý cho mình nhận điện thoại, thế là chuẩn bị rời đi. Dù sao thì khi lãnh đạo nghe điện thoại cũng có không ít cấm kỵ, nếu anh không chú ý thì sẽ dễ dàng rơi vào tình huống khó khăn. Nhưng Trần Vũ Tường đã vung tay cản lại động tác của Lô Đạo Chính. Sau đó hắn cười ha hả nói với đầu dây bên kia, lão lãnh đạo, tôi là Trần Vũ Tường, có phải đã có gì tốt rồi không? Tôi biết lão lãnh đạo ngài không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải là danh tiếng đầy trời. Nhưng gương mặt vui cười của Trần Vũ Tường nhanh chóng đông cứng lại, điều này làm cho Lô Đạo Chính đứng cách đó không xa sinh ra cảm giác không hay. Lô Đạo Chính hiểu rõ lãnh đạo của mình, người này có năng lực công tác rất mạnh, nhìn chuẩn thủ hạ. Khi có việc không liên quan đến mình thì căn bản biết thành người triết lý, thế nhưng một khi có liên quan, tâm tình dễ dàng mất kiểm soát. Không phải là có chuyển biến gì đấy chứ? Không phải địa phương khác đã giành mất cơ hội rồi chứ? Khi Lô Đạo Chính đang thầm nghĩ rối loạn, lúc này chợt nghe Trần Vũ Tường nói, lão lãnh đạo, ngài không phải nói đùa đấy chứ? Làm sao hạng mục kia lại rơi vào tay Mật Đông? Dựa vào tình huống của Mật Đông, trừ khi người của công ty Ly Giang. 2 phút sau Trần Vũ Tường cúp điện thoại, vẻ mặt của hắn cũng đã khôi phục lại như thường. Hắn đưa mắt nhìn Lô Đạo Chính đang nhìn mình bằng ánh mắt rất quan tâm, hắn miễn cưỡng cười nói, thư ký trưởng, không cần tiếp tục làm phiền, hôm nay chúng ta không về thủ đô. Chủ tịch, hạng mục của công ty Ly Giang, Lô Đạo Chính dùng giọng chú ý hỏi Trần Vũ Tường. Đã được quyết định, công ty Ly Giang đã chọn Mật Đông. Cũng không biết tiểu tử Vương Tử Quân kia cho ra thủ đoạn gì mà lại làm cho công ty Ly Giang chọn Mật Đông. Trần Vũ Tường nói đến đây thì xoa xoa đầu nói với Lô Đạo Chính, thư ký trưởng, xét về phương diện nông nghiệp, anh cảm thấy Mật Đông có điểm nào mạnh hơn Tây Tường chúng ta?
Chủ tịch, kết quả như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy khó tưởng. Ngài nghĩ mà xem, có phải là Mật Đông đã làm ra công tác gì đó trước khi hạng mục được xác định, vì vậy mới xuất hiện tình huống này? Lô Đạo Chính trầm ngâm giây lát rồi nói ra ý nghĩ của mình. Những lời này cũng không phải là Lô Đạo Chính nói theo lời của Trần Vũ Tường, theo những gì hắn hiểu về Mật Đông, căn bản là không có ưu thế gì khi so sánh với tỉnh Tây Tường. Nhưng hạng mục của công ty Ly Giang lại không chọn tỉnh Tây Tường, cũng không chọn các tỉnh thành khác tham gia cạnh tranh, lại chọn Mật Đông, thế cho nên ai cũng cảm thấy bên trong tuyệt đối có nhân tố gì đó. Hừ, người ta đã làm tốt công tác, đó là người ta có bản lĩnh, xem ra tôi đã xem thường Vương Tử Quân rồi. Trần Vũ Tường nghĩ đến những lời mình nói với Vương Tử Quân, thế là không khỏi cảm khái vô hạn. Trần Vũ Tường cảm thấy mình thất bại lần này nhất định là do Vương Tử Quân bên kia khắc phục khó khăn. Quan trường là như vậy, nói toạc ra thì nơi đây chính là chốn giao dịch trong tối hoặc ngoài sáng, tất cả phải cần giao dịch. Trần Vũ Tường ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của mình, hắn đã khôi phục lại sự tự tin của mình. Hắn không khỏi cười nói với Lô Đạo Chính, thủ đoạn nhỏ chỉ là nhất thời, cuối cùng phải nhìn vào bản lĩnh thật sự. Lô Đạo Chính gật đầu nói, chủ tịch nói rất đúng. Hứng thú trò chuyện của hai người nhanh chóng bùng phát, Trần Vũ Tường lấy vài văn kiện ra trưng cầu ý kiến của Lô Đạo Chính, mà Lô Đạo Chính cũng không quên nói ra ý nghĩ của mình, thế là thời gian nhanh chóng trôi qua. Thư ký trưởng, chúng ta vì mãi nói chuyện mà quên mất đến thời điểm dùng cơm, đi, chúng ta đi ăn cơm. Trần Vũ Tường nhìn bầu trời đã tối ở bên ngoài, sau đó nói với Lô Đạo Chính. Lô Đạo Chính đứng lên. Hắn xin chỉ thị xem Trần Vũ Tường đi dùng cơm ở đâu. Khi ăn cơm thì thư ký có đưa đến một văn kiện cho Trần Vũ Tường, đây là văn kiện của Trung ương, nội dung của nó chủ yếu thông báo về hạng mục của công ty Ly Giang. Trần Vũ Tường đọc qua bản thông báo, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, trong tay chính là văn kiện thúc đẩy phát triển sản nghiệp mới do phòng nghiên cứu chính sách biên soạn theo ý nghĩ của hắn. Văn kiện này không những làm nổi bật sự quan trọng của các sản nghiệp mới, có các chính sách hỗ trợ, còn cho ra những lời đề nghị về phương diện kiến thiết và tụ tập các sản nghiệp mới. Vương Tử Quân căn bản khá thỏa mãn với văn kiện này, mặc dù ở phương diện đề nghị vẫn còn liên quan đến vấn đề thao tác chưa đủ mạnh, thế nhưng trên cơ bản đã biểu đạt tư tưởng rất đúng chỗ. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Vương Tử Quân buông văn kiện, hắn mỉm cười tiếp điện thoại, chào anh. Tôi là Vương Tử Quân. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Trần Vũ Tường, chúc mừng anh, không ngờ anh lại là người độc chiếm hạng mục của công ty Ly Giang. Trần Vũ Tường ở đầu dây bên kia dùng giọng vui vẻ nói. Vương Tử Quân nở nụ cười khiêm tốn nói, Chủ tịch Trần, thật ra ở nhiều phương diện chúng tôi có chênh lệch không nhỏ với Tây Tường, lần này sở dĩ công ty Ly Giang chọn Mật Đông căn bản là cực kỳ ngoài ý muốn. Vương Tử Quân căn bản là nói sự thật. Tuy hắn căn bản cực kỳ có cố gắng thế nhưng cũng không chắc công ty Ly Giang sẽ chọn Mật Đông. Khi nghe được kết quả này, thậm chí Vương Tử Quân còn nghĩ rằng nó có liên quan đến Tần Hồng Cẩm. Nhưng sau khi Vương Tử Quân biết rõ nguyên nhân, hắn không nhịn được phải cảm thán là trời giúp mình. Vì công ty Ly Giang căn bản có yêu cầu nghiêm khắc với hoàn cảnh môi trường, các tỉnh khác có điều kiện nông nghiệp rất tốt, thế nhưng lại không đạt được yêu cầu ở phương diện bảo vệ môi trường. Dù Mật Đông kém hơn các tỉnh thành khác ở phương diện cơ sở nông nghiệp, thế nhưng lại là đi đầu ở phương diện bảo vệ môi trường. Đặc biệt là thời gian gần đây Ủy ban Nhân dân tỉnh chú trọng chỉnh đốn và cải cách các xí nghiệp ô nhiễm càng có được hiệu quả rõ rệt. Ôi, Chủ tịch Tử Quân thật sự là quá khiêm nhường, có một số việc nhìn qua thì giống như ngẫu nhiên, thế nhưng thực tế lại cất giấu nhiều thành phần. Lúc này tỉnh Tây Tường chúng tôi thua tâm phục khẩu phục, nhưng sau này còn nhiều cơ hội. Chúng tôi cũng không nghĩ rằng mình cứ thua mãi được. Trần Vũ Tường nói vẫn mang nụ cười vui vẻ như trước. Vương Tử Quân nói hai câu khiêm tốn với Trần Vũ Tường thế nhưng trong lòng lại không khỏi có vài phần bội phục. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần Trần Vũ Tường thừa nhận ưu thế của mình, đây cũng là một điều không tầm thường. Chương 1713, tốt đẹp. Vương Tử Quân vừa đặt điện thoại xuống thì Triệu Hiểu Bạch gõ cửa đi vào. Lúc này Triệu Hiểu Bạch rất vui vẻ, hắn nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, vừa rồi Bí Thư Sầm có gọi điện thoại đến, nói là mời ngài đi qua một chút. Có nói là chuyện gì không? Vương Tử Quân vừa mở văn kiện ra đành phải gấp lại,
sau đó thuận miệng hỏi Triệu Hiểu Bạch. Triệu Hiểu Bạch suy tư giây lát rồi nói, phía bên kia gọi điện thoại đến cũng không nói thêm điều gì, thế nhưng tôi cảm thấy nó có liên quan đến hạng mục của công ty Ly Giang. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, chúng ta đi thôi. Khi Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương đang ngồi pha trà. Lão vừa mới cho thư ký gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng pha trà. Thực tế trước khi Sầm Vật Cương gọi điện thoại cho Vương Tử Quân thì có nhận được điện thoại của lãnh đạo thượng cấp, đây là một vị lãnh đạo trước nay luôn giúp đỡ công tác của Sầm Vật Cương. Trước nay Sầm Vật Cương luôn cực kỳ cung kính với vị lãnh đạo có năng lực và công tác nhiệt tình này. Trước kia nếu Sầm Vật Cương được lãnh đạo khen ngợi thì nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng. Nhưng bây giờ lão căn bản không vui nổi, mặc dù vị lãnh đạo này còn khen ngợi lão nhiều hơn cả trước kia, còn nói thêm vài lời với tâm tình rất vui, thế nhưng tâm tình của chính Sầm Vật Cương lại không quá cao. Sầm Vật Cương hiểu vì sao tâm tình của mình lại biến đổi như vậy, không phải vì những cố gắng của Vương Tử Quân bên kia có được kết quả thành công sao. Nhưng lý trí nói cho lão biết dù thế nào thì đó cũng là chuyện tốt với tỉnh Mật Đông, mình nhất định phải chúc mừng Vương Tử Quân. Dù sao mình cũng là bí thư tỉnh ủy Mật Đông, cần phải là người có trí tuệ bao quát thiên địa. Chủ tịch Tử Quân, mời anh ngồi. Anh đến rất đúng lúc, tôi vừa mới pha trà xong, nếu anh đến muộn một chút, chỉ sợ trà sẽ không được ngon như lúc này. Khi thấy Vương Tử Quân và thư ký cùng nhau đi đến, Sầm Vật Cương không khỏi cười ha hả nói. Vương Tử Quân nhìn dụng cụ pha trà trên bàn, hắn không khỏi cười ha hả nói, bí thư, hy vọng ngài kêu gọi tôi nhiều lần hơn. Tôi thấy rõ ràng là anh muốn uống trà. Sầm Vật Cương cũng cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Lít này bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ hòa hợp. Sau khi rót cho Vương Tử Quân một ly trà thì Sầm Vật Cương dùng giọng vui mừng nói, Chủ tịch Tử Quân, hôm nay tôi nhận được điện thoại của lãnh đạo Trung ương. Anh ấy cảm thấy rất tán thưởng Mật Đông có năng lực ôm sóng lớn có được kết quả bất ngờ, căn bản còn cho ra những lời đánh giá cao độ với công tác của chúng ta. Vương Tử Quân tiếp nhận ly trà uống một ngụm, cũng không nói lời nào, vẫn bày ra bộ dạng lắng nghe. Khi các tỉnh thành như Tây Tường bị công ty Ly Giang chối bỏ, lãnh đạo thượng cấp căn bản là có chút phẫn nộ. Vất vả lắm mới có được một hạng mục lớn, thế nhưng vì hoàn cảnh không đạt được tiêu chuẩn mà mất đi, thật sự làm cho người ta cảm thấy rất bực mình. Cũng may là cuối cùng có Mật Đông cùng tham gia tranh thủ hạng mục, ngay cả lãnh đạo cũng nói rất bất ngờ với kết quả này. Chủ tịch Tử Quân, hạng mục này thật sự rất tốt, công lao của anh là lớn nhất, lãnh đạo nói chuyện cũng đã khẳng định thành tích của anh. Sầm Vật Cương mở miệng với tình cảm mãnh liệt, Vương Tử Quân nhìn gương mặt vui tươi của Sầm Vật Cương, hắn không khỏi dùng giọng khiêm tốn nói, bí thư Sầm. Tôi cũng không dám kể công tự ngạo ở phương diện chạy hạng mục này, sở dĩ hạng mục này có thể ở lại Mật Đông, chủ yếu là vì Mật Đông tràn đầy lực chiến đấu dưới sự lãnh đạo của ngài, là chúng ta bày ra một tình thế phát triển tốt, không mưu mà hợp. Sầm Vật Cương chỉ khẽ cười cười với những lời nói an phận của Vương Tử Quân, thế nhưng nụ cười này có vài phần khổ sở. Nếu như là chuyện bình thường, quy kết lên phương diện hai bên cùng cố gắng phấn đấu là chính xác, dù sao đến giai đoạn này. Rất nhiều chuyện cũng không phải là một người cố gắng có thể thành công được. Nhưng sự kiện này Sầm Vật Cương lại thấy rõ ràng, dù là trong mắt ai cũng không thể bỏ qua lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân. Dù sao thì Vương Tử Quân chính là người thúc đẩy công tác chỉnh đốn trừng trị các xí nghiệp gây ô nhiễm trong tỉnh, thậm chí còn gánh trách nhiệm ở phương diện kinh tế tụt dốc. Chủ tịch Tử Quân, những lúc nên khiêm tốn thì chúng ta sẽ khiêm tốn, nhưng khi không cần khiêm tốn thì cũng nên vui lòng tiếp nhận. Sầm Vật Cương khoát tay áo với Vương Tử Quân rồi dùng giọng ôn hòa nói. Hai người nói thêm vài câu, sau đó Sầm Vật Cương nói tiếp, Chủ tịch Tử Quân, Mật Đông có thể cạnh tranh được hạng mục của công ty Ly Giang, điều này cho thấy kinh tế Mật Đông có một phần không nhỏ của nông nghiệp. Thế nhưng trạng thái phát triển của chúng ta vẫn chưa lạc quan, phương diện phát triển kinh tế chúng ta cần phải đi thêm lối khác, phải tiến lên một bậc nữa. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, bí thư Sầm, bây giờ chúng ta không những phải xúc tiến đẩy mạnh kinh tế cả tỉnh, còn cần phải hoàn thành chiến lược thăng cấp kinh tế. Tôi cảm thấy bước tiếp theo nên mở đường cho các sản nghiệp mới phát triển, thông qua sự giúp đỡ của chính sách để liên tục đẩy mạnh tỷ trọng của các sản nghiệp này trong tổng sản lượng công nghiệp của chúng ta. Đối với phương diện phát triển các sản nghiệp mới còn phải phát huy ưu thế tập trung,
quy hoạch trọng điểm, kêu gọi đầu tư lớn. Chúng ta phải xây dựng nhiều khu vực tập trung sản nghiệp mới trong tỉnh, kêu gọi đầu tư từ khắp nơi, cuối cùng hình thành một trạng thái bền vững cho các sản nghiệp mới. Sầm Vật Cương lẳng lặng nghe Vương Tử Quân nói về phương diện phát triển sản nghiệp mới, lão căn bản có nghiên cứu về phương diện này, thế nhưng cảm thấy nếu dựa theo ý nghĩ của Vương Tử Quân mà xây dựng tập trung các khu sản nghiệp mới, còn không biết mất bao nhiêu thời gian. Nhưng Sầm Vật Cương không dám nói những suy nghĩ của Vương Tử Quân là không đúng, lão trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, Chủ tịch Tử Quân, tôi đồng ý với ý kiến của anh, phía Ủy ban Nhân dân tỉnh nên cho ra phương án, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Nhưng ở phương diện phát triển kinh tế, chúng ta vừa phải đầu tư cổ phiếu, vừa phải nắm lấy những hạng mục khác. Sầm Vật Cương nói đến đây thì đứng lên khỏi ghế salon, lão cầm một văn kiện trên bàn làm việc của mình đưa cho Vương Tử Quân, sau đó lại nói, Chủ tịch Tử Quân, phương diện xây dựng khu đô thị mới của thành phố Linh Long đang chuyển biến từng ngày, đây là quy hoạch của bọn họ. Lúc này bọn họ chuẩn bị thông qua cố gắng 10 năm để đưa thành phố Linh Long vượt qua các thành phố hiện tại, làm trung tâm du lịch tài chính của ba tỉnh liền kề. Tôi cảm thấy quy hoạch này của bọn họ là rất tốt, chúng ta nên cổ vũ bọn họ. Vương Tử Quân thật ra đã được xem qua văn kiện này, thế nhưng hắn căn bản không đồng ý với phương án đẩy mạnh xây dựng khu đô thị mới và kinh tế mới của Linh Long. Nhưng khi nhìn bộ dạng cực kỳ vui vẻ của Sầm Vật Cương, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó cười nói, Bí thư Sầm, tôi cảm thấy ý nghĩ của phía thành phố Linh Long là rất khá. Chúng ta nên tích cực làm người dẫn đường để thành phố Linh Long thuận lợi đẩy mạnh phát triển. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão nhìn về phía Vương Tử Quân rồi cười nói, à, khi nên nhắc nhở thì chúng ta nhất định phải nhắc nhở, nhưng khi nên cổ vũ thì chúng ta cũng không nên tiếc lời. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương mà nụ cười trên mặt biến mất không ít. Hắn từ trong cảm giác mà thấy được sự phát triển của Linh Long là quá cấp tiến. Lúc này hắn cảm thấy lo lắng vì Linh Long phát triển chủ yếu dựa vào một vài sản nghiệp chủ chốt, chỉ cần thị trường biến động thì sẽ có dấu hiệu sụp đổ. Khi Vương Tử Quân đang thầm nghĩ như vậy thì điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình gọi đến, người liên lạc với hắn là bí thư Phùng Vũ Trách của thị ủy Thanh Chuyên. Vương Tử Quân rất xem trọng vị bí thư thị ủy luôn chứng thực suy nghĩ của mình, thế là hắn mỉm cười nghe máy, Vũ Trách, có chuyện gì không? Chủ tịch. Lúc này hạng mục của công ty Ly Giang đã được quyết định, điều này làm cho tôi và Chủ tịch Tần cảm thấy rất phấn chấn. Hai người chúng tôi bây giờ đang ở trong tỉnh, chúng tôi muốn biểu đạt tâm tình vui mừng của mình, thế nên muốn hỏi xem tối nay ngài có rảnh không? Nếu có thời gian thì chúng tôi mong muốn được uống vài ly với ngài. Phùng Vũ Trách ở đầu dây bên kia tỏ ra cực kỳ hào hứng. Vương Tử Quân do dự một lát rồi nói, đơn giản một chút là được. Mà các anh cũng nên mời cả Chủ tịch Hà, mọi người cùng nhau chúc mừng. Chương 1714, một chơi đùa với con trai. Bố, bố nhìn xem đó là cái gì? Tiểu Bảo Nhi đội mũ nhung rất đáng yêu, nó chỉ vào một con thỏ chạy như bay phía trước mà lớn tiếng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn con thỏ nhỏ đang chạy giữa đất trời yên tĩnh lạnh giá, thế là cũng không khỏi bật cười. Hắn nhìn bộ dạng reo hò hưng phấn của Tiểu Bảo Nhi. Thế là cảm thấy có chút ê ẩm. Biết đâu con mình được sống trong điều kiện nhung lụa ngọc ngà thì lại không có được niềm vui khi thấy được cuộc sống muôn màu muôn vẻ chung quanh. Năm xưa mình ở nông thôn căn bản là thấy rất nhiều thỏ, thế nhưng bây giờ Tiểu Bảo Nhi thấy một con thỏ lại tỏ ra vui vẻ như vậy. Đó là con thỏ, Vương Tử Quân vỗ vỗ lên đầu Tiểu Bảo Nhi rồi dùng giọng trìu mến nói. Tiểu Bảo Nhi nhảy nhảy ở vùng đất trống bên cạnh. Sau đó dùng giọng bất mãn nói với Vương Tử Quân, bố, bố cũng quá xem thường con rồi, chẳng lẽ con không nhận ra đó là con thỏ sao? Chỉ là vì sao con thỏ kia lại chạy nhảy khắp nơi, trời lạnh thế này sao nó không chịu ở nhà? Nhà con thỏ kia ở gần đây, bây giờ nó đi ra ngoài tìm thức ăn. Vương Tử Quân ôm lấy Tiểu Bảo Nhi rồi cười hì hì nói. Tuy những ngày gần đây Vương Tử Quân rất chú trọng phương diện rèn luyện sức khỏe, thế nhưng khi mà Tiểu Bảo Nhi liên tục phát triển và lớn lên, bây giờ hắn chợt cảm thấy ôm con căn bản là mất khá nhiều sức lực. Nhưng Vương Tử Quân vẫn muốn trêu chọc con trai của mình, hắn nâng Tiểu Bảo Nhi lên, làm cho Tiểu Bảo Nhi sợ đến mức lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hà Kiếm Thành đứng bên cạnh nhìn hai cha con Vương Tử Quân vui đùa với nhau, sau đó lên tiếng đề nghị, thủ trưởng, nếu không tôi đi bắt con thỏ về nhé. Sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Hà Kiếm Thành chính là thư ký phụ trách an toàn của Vương Tử Quân, chịu trách nhiệm ngoài giờ công tác của Vương Tử Quân. Hà Kiếm Thành này được Mạc Tiểu Bắc đề cử cho Vương Tử Quân, luôn ở bên cạnh Vương Tử Quân, căn bản là rất chú tâm công tác. Hà Kiếm Thành là một cán bộ chuyển nghề từ bộ đội đặc chủng, nhìn qua có vẻ trầm mặc ít nói, thế nhưng lại là người cực kỳ lanh trí. Mặc dù Vương Tử Quân rất ít khi nào gióng trống khua chiêng đưa hắn ra ngoài, thế nhưng chỉ cần biết Vương Tử Quân đi ra ngoài thì hắn sẽ kịp thời đi theo. Lần này Vương Tử Quân đưa Tiểu Bảo Nhi và Mạc Tiểu Bắc đi chơi nhân dịp cuối tuần, mục đích rất đơn giản, chính là đến địa phương cách thành phố rừng mật 50 km để tìm món ngon. Hà Kiếm Thành khi đó cùng chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi, sau khi nghe được tin tức thì cùng đi theo. Mặc dù Vương Tử Quân cũng không muốn quấy rầy Hà Kiếm Thành vào lúc cuối tuần, thế nhưng Hà Kiến Trương cố chấp nói đây là phạm vi chức trách của mình, cuối cùng Vương Tử Quân đành phải cho người này đi theo. Hà Kiếm Thành ở bên cạnh Vương Tử Quân cũng không phải là ít hơn Triệu Hiểu Bạch, vì vậy mà cực kỳ quen thuộc Tiểu Bảo Nhi, hắn thật lòng rất yêu mến cậu bé tinh quái này. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kích động của Hà Kiếm Thành, hắn biết rõ Hà Kiếm Thành nói như vậy có lẽ cũng không phải là việc gì khó. Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy Hà Kiếm Thành động thủ, thế nhưng người được Mạc Tiểu Bắc long trọng đề cử thì công phu sẽ không kém. Thôi bỏ đi, con thỏ kia đi kiếm ăn vào mùa đông cũng không dễ dàng gì, chúng ta cũng đừng làm phiền nó. Vương Tử Quân khoát tay áo với Hà Kiếm Thành rồi nói tiếp, chúng ta cũng chỉ còn cách huyện thành 3-4 km nữa mà thôi, đi đến đó tìm món gì lấp đầy bụng là được. Bố nói đúng, chúng ta đi ăn món gà, bây giờ đã quá phong trần mệt mỏi rồi. Tiểu Bảo Nhi sau khi lên tiểu học thì đọc được nhiều sách, cũng không quên thể hiện tài hoa của mình, liên tiếp sử dụng thành ngữ. Tuy còn vài từ mà nó còn chưa thể biết, thế nhưng lại căn bản là khoe khoang không biết mệt. 3 tháng trước Tiểu Bảo Nhi không biết nghe ai đến các món ngon ở một huyện ngoại thành, nói với Mạc Tiểu Bắc đều bảo con đang thèm chảy nước miếng, điều này không khỏi làm cho Mạc Tiểu Bắc rất hổ thẹn. Vương Tử Quân căn bản rất quan tâm đến biểu hiện của con trai, hắn hỏi nguyên nhân, sau đó mới biết một bạn học của Tiểu Bảo Nhi đến từ xã Khởi Tầm. Đám trẻ trong xã mỗi lần thảo luận về món gì ăn ngon đều nói phải đến xã Khởi Tầm. Tiểu Bảo Nhi là cậu bé thông minh lanh lợi được mọi người cực kỳ yêu mến, thế nhưng nó cũng có một tật nhỏ, đó chính là chỉ cần được ăn món ngon thì căn bản là không từ chối bất kỳ ai. Thế nên mỗi lúc trời tối Mạc Tiểu Bắc đều phải mang nó đi lượn qua lại khắp nhà. Vương Tử Quân sao có thể không đáp ứng nguyện vọng này của con trai? Hắn dứt khoát đồng ý nếu có rảnh sẽ thỏa mãn nguyện vọng của Tiểu Bảo Nhi. Nhưng hắn căn bản là quá bận rộn, thế nên mãi đến bây giờ cả nhà mới đi đến xã Khởi Tầm. Mạc Tiểu Bắc đứng bên đường nhìn hai cha con đang vui vẻ dưới cánh đồng đã khô, Vương Tử Quân lúc này không còn bộ dạng gì của một chủ tịch tỉnh, thế là nàng không khỏi cảm thấy rất ngọt ngào. Nhiều khi nàng muốn dỡ trọng trách trên người Vương Tử Quân xuống, cùng nàng và con ở nhà, thế nhưng ý nghĩ như vậy là không thực tế. Thỏ ơi, tôi đi đây, lần sau đến đây sẽ mang cho cậu ít thức ăn. Tiểu Bảo Nhi hô một tiếng về phía con thỏ kia chạy đi, sau đó mới lưu luyến leo lên xe. Khi Tiểu Bảo Nhi xoay người thì có tiếng chó sủa truyền đến cách đó không xa. Vương Tử Quân nhìn về phía phát ra âm thanh, chợt thấy một đám người đang chạy đến, phía trước đám người chính là một con thỏ đang chạy thục mạng, sau lưng con thỏ là một con chó săn lớn rất hung mãnh. Ôi, thỏ! Chạy mau đi, nếu không thì mất mạng. Tiểu Bảo Nhi nhìn con thỏ bị chó đuổi thì gấp gáp đến mức muốn khóc, hai cánh tay vung vẫy, cố gắng cổ vũ cho con thỏ phía bên kia. Thế nhưng con chó săn lớn đã há miệng trực tiếp cắn con thỏ đang chạy như điên phía trước. Đám người đi theo phía sau lúc này đã đuổi đến nơi, một tên thanh niên hơn 20 tuổi chạy đến bên cạnh con chó săn cầm con thỏ trắng có vài vết máu đang hấp hối rồi cười nói với một người đàn ông hơn 30 tuổi sau lưng. Anh Lý, con thỏ này rất mập, nếu nấu lên nhất định sẽ có một nồi súp đẹp tuyệt, mùi vị cực kỳ thơm ngon. Anh Lý nhìn con thỏ rồi cười hì hì nói, một con là quá ít, chúng ta tìm bắt vài 3 con nữa, tôi còn một dương kiếm Nam Xuân, sau đó chúng ta uống vài ly cho vui. Anh Lý vừa nói xong thì người đi theo sau giống như ăn được thuốc kích thích, không biết là ai hét lên, rượu ngon, tôi muốn uống một ly, có thịt thỏ ngon lại muốn uống ly thứ hai. Bố, con thỏ kia rất đáng thương, bố cứu nó đi. Tiểu Bảo Nhi nhìn con thỏ bị người ta cầm trong tay, nó không khỏi lay lay cánh tay của Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân nhìn về phía con thỏ bên kia, hắn trầm ngâm giây lát rồi tiến lên nói, chào các anh, con tôi thích con thỏ kia, các anh xem như thế này được không? Tôi sẽ bỏ tiền ra mua con thỏ kia cho cháu chơi có được không? Chương 1714 hai chơi đùa với con trai. Lúc này đám người cũng thấy nhóm Vương Tử Quân ở bên kia, sau khi đưa mắt đánh giá một lượt thì anh Lý chợt cười nói, anh này đúng là không có mắt, tôi nào có rảnh bắt thỏ bán cho anh. Nếu nói đến tiền, anh cho rằng mình lái một chiếc xe Việt dã thì giàu có rồi sao? Tôi cũng không cảm thấy có gì đáng khoe khoang. Vương Tử Quân lần này đưa vợ con đi chơi bằng chiếc xe Việt dã của Mạc Tiểu Bắc mới mua gần đây, tuy xe này không quá đắt tiền thế nhưng lại rất thoải mái, chủ yếu là dùng đưa Đon Tiểu Bảo Nhi đi học. Người đàn ông kia nói làm cho đám người sau lưng cười lớn, anh Lý chỉ cười mà không nói thêm lời nào. Thế nhưng anh Lý cũng là người có kinh nghiệm, khi nhìn thấy Vương Tử Quân có khí độ bình thản, quần áo ngăn nắp, biết đó không phải là dân chúng tầm thường, cũng là loại người phú quý, thế nên giọng điệu vừa rồi cũng không quá khó nghe. Hà Kiếm Thành thấy đám người bên kia dám nói Vương Tử Quân như vậy, hắn định tiến lên nói hai câu, thế nhưng hắn còn chưa mở miệng thì Vương Tử Quân đã khoát tay nói, thôi được rồi, bỏ đi. Vương Tử Quân nói rồi kéo tay Tiểu Bảo Nhi, đi thôi, sau khi trở về bố sẽ mua hai con thỏ để trong nhà cho con chơi. Mặc dù Tiểu Bảo Nhi căn bản là hiểu nhiều chuyện hơn những cô cậu bé khác, thế nhưng lúc này cũng không rời mắt khỏi con thỏ bên kia, nước mắt lưng tròng. Vương Tử Quân thở dài, đối với hắn thì chuyện này cũng không là vấn đề, chỉ cần một cuộc điện thoại là xong. Cho dù người ta không muốn thì cũng phải ngoan ngoãn đưa con thỏ đến tay hắn, thế nhưng hắn cũng không muốn lãng phí tâm tình của mình ở chuyện nhỏ nhặt này. Mạc Tiểu Bắc cũng muốn lấy con thỏ cho con, thế nhưng khi nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, cuối cùng cũng bỏ qua tâm tư này. Dù sao lần này cùng chồng ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng, cũng không vì chút chuyện nhỏ này mà làm cho gia đình mất hứng. Sau khi lên xe thì Tiểu Bảo Nhi có chút rầu rĩ không vui, Vương Tử Quân sờ lên đầu con trai rồi nói, Tiểu Bảo Nhi, bố cũng muốn lấy con thỏ cho con, thế nhưng nhà người ta cũng có con nhỏ, người ta muốn đưa con thỏ về cho con chơi, chúng ta không nên cướp mất thứ tốt của người khác, con nói xem có đúng không? Bố nói dối. Các chú kia rõ ràng là muốn ăn thịt thỏ, con thỏ kia thật đáng thương. Tiểu Bảo Nhi vuốt mũi rồi không khỏi chảy nước mắt. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng làm cho người ta đau lòng của Tiểu Bảo Nhi, hắn thật sự không biết phải nói sao với con trai. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ vuốt tóc con, cũng không nói gì thêm. Tiểu Bảo Nhi sẽ phải lớn lên, thế nên có một số việc cần phải có cảm thụ của mình, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Xe chạy rất nhanh. 20 phút sau đã đi đến xã Khởi Tầm. Xã này không quá lớn, chỉ có hai con đường cái, trên đường phố chính là những ngôi nhà hai tầng sơn trắng, cũng có chút khí tức hiện đại. Quán gà được Tiểu Bảo Nhi nhắc đến chính là một quán cơm ba gian, nhóm người Vương Tử Quân đi vào khá sớm, khi đó ngoài ông chủ cửa hàng thì không còn ai khác. Ông chủ cửa hàng hơn 40 tuổi tỏ ra rất có thành ý với những vị khách đột nhiên xuất hiện như Vương Tử Quân. Sau khi mời nhóm người Vương Tử Quân đi vào trong, hắn không khỏi lấy ra một thực đơn có dính dầu mỡ rồi nói, anh bạn, anh ăn món gì? Vương Tử Quân tiếp nhận thực đơn nhìn thoáng qua, thấy nơi đây chủ yếu có món ăn gia đình, thế là tiện tay đưa cho Tiểu Bảo Nhi rồi nói, con trai, con cứ ồn ào đến đây dùng cơm, hôm nay con ăn gì thì gọi đi. Tiểu Bảo Nhi dù thế nào cũng chỉ là một cậu bé, vừa rồi đã khóc lóc một lúc vì chuyện con thỏ bị bắt làm thịt. Bây giờ nó nhanh chóng mỉm cười. Sau khi dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn qua thực đơn, nó không khỏi dùng giọng nghi hoặc nói, chú à, chữ này đọc thế nào? Khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn qua, thì ra Tiểu Bảo Nhi không biết chữ gà hầm cách thủy. Ông chủ quán nhìn thấy Tiểu Bảo Nhi quá đáng yêu, thế là tâm tình rất tốt, không khỏi cười ha hả nói, anh bạn, đây là món ăn đặc sắc của quán, là món gà hầm cách thủy. Vậy thì gọi món này. Tiểu Bảo Nhi lớn tiếng nói như một người lớn thứ thiệt, sau đó lại nhìn sang những món ăn khác, thế nhưng cũng có những món mà nó không thể gọi tên được. Nó là cậu bé thông minh, nhanh chóng cầm bút khoanh tròn những món mình thích, sau đó gấp thực đơn lại rồi nói, tôi chọn những món này. Tiểu Bảo Nhi chọn đều là các món đặc sắc của cửa hàng, tất nhiên giá cả cũng là đắt nhất. Ông chủ nhìn thoáng qua những món mà Tiểu Bảo Nhi khoanh tròn, lại không khỏi nhìn Vương Tử Quân. Cứ làm theo những gì con tôi gọi.
Vương Tử Quân khẽ cười nói với ông chủ quán, lại nói tiếp, đồng thời cho thêm hai dĩa lạc luộc, lúc này đang có lạc mới được thu hoạch. Ông chủ quán đồng ý một tiếng, sau đó tranh thủ đi chuẩn bị thức ăn. Cho dù không tăng thêm giá cả những món mà Tiểu Bảo Nhi vừa gọi thì hôm nay cũng có lợi nhuận, tất nhiên hắn phải nhanh chóng xử lý. Khi Vương Tử Quân đi vào trong quán thì đúng 11 giờ, chỉ nửa giờ sau thì trong quán bắt đầu có nhiều khách ra vào. Người đến đây dùng cơm chủ yếu là người địa phương, quá lắm thì gọi hai món ăn, ít nhất cũng phải gọi một tô mì. Gà hầm cách thủy đến đây, ông chủ nâng một tô sắt không nhỏ đi đến, bên trong tô sắt có hương vị canh gà thơm ngây ngất làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác muốn nếm thử. Tiểu Bảo Nhi sáng giờ liên tục chạy nhảy tất nhiên đã khá đói bụng, bây giờ nghe thấy mùi hương thơm ngát thì không khỏi cực kỳ thèm ăn. Gấu gấu! Khi Tiểu Bảo Nhi chuẩn bị dùng cơm thì có tiếng chó sủa vang lên, ngay sau đó có người lớn tiếng nói, Triệu Mập, mau đến đây giúp tôi xử lý con thỏ này, đồng thời lấy ra hai con gà rừng nấu súp, cũng đừng lấy thịt gà thường để lừa gạt chúng tôi, nếu không anh Lý sẽ niêm phong cửa hàng của anh. Khi ông chủ quán đang dọn thức ăn cho bàn Vương Tử Quân thì nghe thấy đám người kia lên tiếng, không khỏi tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Một lát sau ông chủ Triệu và đoàn người vừa rồi đi săn thỏ bước vào trong, anh Lý là người đi đầu, nhìn qua có hương vị sao sáng quanh trăng. Chủ tịch Lý, chúng tôi vừa mới dùng cơm, mời anh uống một ly. Một người đàn ông trung niên đang uống rượu trong góc thấy anh Lý đi đến thì nhiệt tình chào hỏi. Anh Lý nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên bên kia rồi cười ha hả nói, anh Phùng, đã vài ngày không gặp anh, có phải là có chuyện gì không? Chủ tịch Lý, tôi đã chuyển công tác sang một thôn khác. Anh Phùng nói rồi nhanh chóng tiến lên, trong xã có vài điều chỉnh, tôi đi sang phía Tiểu Trần. À, những ngày qua tôi cũng không có đi tìm bí thư Trình, cũng không biết lúc này xã có điều chỉnh cán bộ, các anh cứ uống rượu đi, lát nữa tôi sẽ trả tiền. Anh Lý nói xong thì quay sang nói với ông chủ Triệu. Anh Phùng tất nhiên cảm tạ sự hào sảng của anh Lý, những người khác cũng đã kéo ghế ngồi xuống. Tiếng nói chuyện khá lớn vang vọng khắp phòng. Bố, con đi vệ sinh một lát. Tiểu Bảo Nhi nhìn thoáng qua con thỏ nhỏ trong lồng, nó khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Bảo Nhi đã xuống ghế rồi chạy về phía bên kia. Chương 1715, ai dám xúc phạm người có quyền thế? Chủ tịch Lý, xem ra hôm nay ngài có thu hoạch không nhỏ. Nếu lần sau ngài có đi săn thỏ thì nên gọi tôi theo. Năm xưa tôi cũng rất có tay nghề đấy. Anh Phùng ghé sát tai anh Lý rồi cười ha hả nói. Chủ tịch Lý có vẻ rất vui vì những lời nịnh bợ của anh Phùng, nhìn bộ dạng giống như có quan hệ không tồi với anh Phùng. Vì vậy hắn vỗ một cái thật mạnh lên vai anh Phùng rồi nói, anh Phùng, như vậy thì xem như một lời đã định, lần sau tôi sẽ đi cùng với anh. Anh Lý nói xong thì phân phó người thanh niên bên cạnh, Hổ Tử, cậu nhớ kỹ chuyện này. Có chuyện gì tốt thì nhớ gọi anh Phùng, đồng thời đưa cho anh Phùng một chai kiếm Nam Xuân. Ôi, cảm ơn chủ tịch Lý. Anh Phùng cúi gập người nói lời cảm tạ với chủ tịch Lý. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của chủ tịch Lý mà không khỏi nhíu mày. Chủ tịch Lý kia căn bản không giống như một nhân viên công chức, nếu không thì sao lại không biết chuyện anh Phùng bên kia được điều chỉnh sang thôn khác. Khi Vương Tử Quân đang nghi hoặc khó hiểu thì chợt nghe có người hét lên, khốn kiếp. Dám thả tất cả những con thỏ mà ông vất vả lắm mới săn được, hôm nay ông đánh chết mày. Vương Tử Quân nghe được âm thanh này thì không khỏi có chút sững sốt, sau đó nhanh chóng đứng lên. Mạc Tiểu Bắc còn đứng lên nhanh hơn cả Vương Tử Quân, khi Vương Tử Quân vừa rời khỏi ghế của mình thì nàng đã lao ra đến bên cửa. Khi Vương Tử Quân đi đến bên cửa thì thấy một tên thanh niên đang cầm lấy cái lồng thỏ trống không, bàn tay còn lại đang giữ lấy lỗ tai của Tiểu Bảo Nhi. Làm cho lỗ tai của Tiểu Bảo Nhi không khỏi biến dạng. Từ khi sinh ra đến bây giờ tuy cũng có vài lần Vương Tử Quân lớn tiếng, thế nhưng còn chưa từng động vào một ngón tay của con trai. Bây giờ nhìn con trai bị người ta véo lỗ tai như vậy, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng thảm thiết, lửa giận bùng phát trong lòng. Nhưng Vương Tử Quân còn chưa kịp cho ra phản ứng thì Mạc Tiểu Bắc đã chạy đến, nàng giữ lấy cánh tay của tên thanh niên kia, sau đó vặn một cái thật mạnh. Tên thanh niên kia ngã lăn xuống đất, đau đến mức trợn mắt há mồm. Động tác của Mạc Tiểu Bắc là quá nhanh, đám người chung quanh còn chưa hiểu rõ là nguyên nhân gì thì tên thanh niên đã ngã lăn ra đất kêu gào đau đớn.
nhưng tên thanh niên đã quen thói bá đạo, nào chịu thiệt như thế này bao giờ. Thế là không khỏi đứng lên nhào về phía Mạc Tiểu Bắc. Nhưng động tác của tên thanh niên kia căn bản là quá dư thừa, hắn còn chưa kịp tiếp cận thì đã bị Mạc Tiểu Bắc đá lăn xuống đất. Tiểu Ngũ, cậu làm gì vậy? Xung đột trong khoảng sân nhỏ làm cho khách trong quán chạy ra, người được anh Phùng gọi là chủ tịch Lý lớn tiếng nói với tên thanh niên kia. Anh Lý, thằng bé này đã thả tất cả thỏ mà chúng ta săn được, những người này không chịu bồi thường mà còn đánh người. Tiểu Ngũ chỉ vào Mạc Tiểu Bắc rồi lớn tiếng mắng, giống như chưa từng phát sinh qua sự kiện vặn lỗ tai của Tiểu Bảo Nhi. À, em gái này nhìn giống như có luyện qua quyền cước, thế nhưng có võ cũng đừng nên dương oai ở đây. Hôm nay tôi đang vui vẻ, nể mặt cô là phụ nữ thế nên cũng không chấp nhất. Nếu cô uống 3 ly rượu với anh em chúng tôi, xem như nói lời xin lỗi, như vậy chúng ta đường ai nấy đi, cứ quyết định như vậy đi. Chủ tịch Lý căn bản là người thường không chịu nhận thiệt thòi, nhưng khi ánh mắt rơi lên mặt Mạc Tiểu Bắc, hắn chợt giật mình vì người phụ nữ này thật sự quá xinh đẹp, căn bản không nên khinh nhờn. Vì vậy hắn áp chế tính tình của mình, cố gắng bày ra bộ dạng tha thứ. Mạc Tiểu Bắc không lên tiếng mà chỉ nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có chút do dự, sau đó hắn thản nhiên nói, con của tôi thả thỏ của các vị, tôi có thể bồi thường, còn chuyện mời rượu thì khỏi đi. Anh nói như vậy coi như xong sao, ông không đánh được cô ta, thế nhưng đánh tiểu tử mày thì dư sức. Tên thanh niên được gọi là Hồ Tử vừa có quan hệ thân thiết với Tiểu Ngũ vừa mới bị đánh, hắn không dám không phục phương án xử lý của anh Lý. Vì vậy khi nghe Vương Tử Quân dùng giọng không quan tâm lên tiếng, hắn không khỏi nổi giận. Hắn nói rồi đấm thẳng vào mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn đối phương đấm về phía mình, hắn đưa tay ra chặn lại theo bản năng. Nhưng lúc này Hà Kiếm Thành ở bên cạnh hắn đã ra tay, hắn dùng sức bắt lấy tay của Hồ Tử, sau đó khẽ vặn một cái cho đối phương ngã lăn ra đất. Hành động của Hà Kiếm Thành giống như ngọn lửa thiêu đốt đám người theo chân anh Lý, đám người đều đồng loạt lao lên. Đám người bọn họ đi theo anh Lý nhiều năm, xưa nay không sợ kẻ nào, sao có thể nuốt trôi cơn tức này. Hà Kiếm Thành căn bản đi theo Vương Tử Quân thời gian khá dài, thế nhưng mãi mà không có cơ hội để biểu hiện. Lần này hắn đi theo Vương Tử Quân ra ngoài, Tiểu Bảo Nhi được thủ trưởng nuông chiều từ bé bị người ta véo tai, điều này làm cho hắn nóng cả mặt. Mặc dù Vương Tử Quân sẽ không trách tội mình, thế nhưng rõ ràng là mình không làm tốt công tác. Bây giờ 7-8 người bên kia xông lên là công cụ cho hắn hả giận, thế nên chỉ sau 2 phút thì đám người bên kia đã bị đánh ngã lăn ra đất. Cũng may là Hà Kiếm Thành ra tay có chừng mực, tuy đám người kia đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập thế nhưng cũng không bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng lúc này đám người đều phải nhìn Hà Kiếm Thành bằng ánh mắt kính sợ. Người đàn ông được gọi là Chủ tịch Lý lúc này vừa sợ vừa tức, hắn không ngờ Hà Kiếm Thành lại có thân thủ như vậy. Tức giận chính là vì chính mình căn bản là quá mất mặt. Trong huyện này nếu nói Chủ tịch Lý hắn là thứ hai thì không ai là thứ nhất, có ai không nể mặt hắn. Dù là lãnh đạo huyện cũng phải hết lời xưng anh em với hắn. Bây giờ thì tốt, đám người đi theo mình còn chưa kịp làm gì người ta thì toàn quân đã bị đánh ngã lăn xuống đất, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy cực kỳ mất mặt. Nhưng không thể tiếp tục ra tay, vì tên đàn ông bên kia căn bản là có võ công rất cao. Anh Lý không khỏi lóe lên một ý nghĩ, sau đó tiến lên nói, anh bạn rất lợi hại, dám đánh người ở chỗ này, hôm nay anh không đi đâu được nữa rồi. Anh Lý nói rồi quay sang khua tay với Hổ Tử bây giờ đang tỏ ra cực kỳ sợ hãi, chúng ta đi. Đám người bên kia đã sớm bị Hà Kiếm Thành dọa cho sợ vỡ mật, lúc này nghe anh Lý nói như vậy thì nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng cũng không quên dùng giọng hùng hổ nói, chuyện này chúng tao không để yên đâu. Tiểu tử mày chờ đó cho tao, lần sau ông sẽ cho mày biết thế nào là sống còn khổ hơn chết. Mẹ kiếp, lát nữa sẽ cho chúng mày biết thế nào là lợi hại. Khi đám người kia đi ra khỏi cổng thì ông chủ Triệu nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, anh bạn, các người cũng thật là, sao lại đánh nhau với anh Lý. Các anh mau đi thôi, nơi này cũng không nên ở lâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 146.